Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, thừa nhận sâu sắc. Nghĩ kỹ lại, quả thật cũng giống như lời Lý Thấm nói, Nguyên Minh Lượng từ đầu đến cuối không hoang mang, kiên trì từng bước đi của mình, nếu không phải Hạ Tưởng sáng suốt thấy trước, nhìn ra ý đồ của Nguyên Minh Lượng, thì nói không chừng đến bây giờ tất cả mọi người vẫn chưa hay biết gì, không biết rốt cuộc Nguyên Minh Lượng muốn làm những gì. Lý Thấm thấy mọi người đều tán thành cách nhìn của mình, trong lòng cũng hơi hơi vui, rồi lại nói tiếp. Thứ ba, thị trường bất động sản quận Hạ Mã vẫn đang hiện ra một loại xu thế phát triển mạnh mẽ tiến về phía trước, trong thời gian ngắn sẽ không bão hòa, hơn nữa dựa theo thống kê, đã có không ít phú thương và quan chức của thành phố Yến đều chuẩn bị mua nhà ở tại quận Hạ Mã, một dòng sông Hạ Mã, chảy bên trong không phải là nước sông, mà là sự cam đoan cho giá nhà tăng vọt. Theo thống kê lạc quan, hai mùa xuân hè năm nay, bất động sản quận Hạ Mã có hy vọng hiện ra sự phát triển kiểu giếng phun. Không những người mua nhà ở thành phố Yến sẽ tập trung ở quận Hạ Mã, mà cả tỉnh Yến, đến cả người đầu tư từ Kinh Tân cũng có khả năng nghe tin lập tức hành động, đến quận Hạ Mã mua nhà lập nghiệp. Do đó suy nghĩ của tôi là, bây giờ cần phải quyết định ngay kế hoạch khai thác cả năm của chúng ta, nếu không có khả năng chúng ta sẽ không theo kịp bước đi của thương mại Trường Cơ. Lời kết luận của Lý Thấm rất đúng với ý định ban đầu của Hạ Tưởng. Từ khi quận Hạ Mã được thành lập, đến hôm nay thì giá nhà của quận Hạ Mã đã tăng lên khoảng 6% rồi, đương nhiên số tăng này là số liệu của năm ngoái rồi, năm sau mới chính thức đi làm có vài hôm, giá nhà tuy chưa tăng cao, nhưng đã xuất hiện không khí căng thẳng rồi. Căng thẳng không phải là giá nhà tăng tì tì, mà là mấy khu chung cư lớn liên hợp lại lộ ra một hướng mới với thị trường, nguồn bất động sản thiếu thốn. Tạo ra không khí căng thẳng nguồn bất động sản thiếu thốn không phải là mục đích. Mục đích chính là tạo cho người tiêu thụ thời gian thích ứng, thời kỳ thích ứng cho sự tăng giá. Đợi cho mọi người sau khi đều quen dần với hiện trạng có tiền mà không mua được nhà tốt, thì sẽ mất đi lý trí và khả năng phán đoán, giá nhà tăng lên 5% hay là 10%, đối với một số người mà nói khác biệt không lớn, bọn họ vẫn mua như thường. Một khi người mua nhiều lên, người cầm tiền chuẩn bị mua, người có tâm lý mâu thuẫn với việc tăng giá cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Trên thực tế, cách làm của Nguyên Minh Lượng vẫn là cách kinh doanh tiêu thụ đói khát đơn giản nhất, nhưng ông ta có năng lực cũng có lòng kiên nhẫn, bởi vì nguồn bất động sản của toàn quận Hạ Mã bị ông ta kiểm soát hơn một nửa, với lại đều còn là những khu chung cư trước mắt đang xây dựng ở những khu vực nóng nhất, vị trí tốt nhất, trong tay ông ta nắm được chủ bài thao túng thị trường. Là lúc nên thành lập lại chủ bài chưa rồi, Hạ Tưởng nhìn quanh một chút mấy người đang có mặt, suy nghĩ trong lòng càng ngày càng rõ rệt hơn. Bất động sản Giang Sơn là trực hệ của hắn, hắn đã vì Tiêu Ngũ an bài xong bước kế hoạch tiếp theo, khu Bắc Bộ của quận Hạ Mã lân cận huyện Thường Sơn, kiến tạo một tiểu khu loại thấp, khu vực Bắc Bộ của quận Hạ Mã cách xa sông Hạ Mã, bởi vậy giá trị trong mắt người mua suy giảm lớn, nhưng Hạ Tưởng lại rõ một điểm, trong khoảng thời gian ngắn huyện Thường Sơn không có gì đặc sắc, nhưng nhìn về lâu dài, huyện Thường Sơn về sau nhất định sẽ trở thành một huyện có ý nghĩa chính trị đặc thù nhất tỉnh Yến. Thậm chí có hy vọng đạt tới cấp thành phố, hoặc là cùng quận thành hợp làm một thể, trở thành một quận của thành phố Yến. Khoảng cách giữa thành phố Yến và huyện Thường Sơn chỉ hơn 10 km, nếu tốc độ mở rộng về hướng bắc của quận Hạ Mã đủ nhanh, chưa tới vài năm có thể liên thông với huyện Thường Sơn. Đương nhiên kết nối trên khu vực cũng không thể nâng cao phân lượng huyện Thường Sơn ở trong mắt thành ủy, có thể khiến phân lượng huyện Thường Sơn về sau ở trong cảm nhận của lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố tăng nhiều chính là bởi vì một người. Năm 2004, lúc này người này đang đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy ở tỉnh Giang Khúc, lại trở về mười mấy năm trước, ông ta từ thủ đô đổ bộ hàng không đến huyện Thường Sơn đảm nhiệm bí thư huyện ủy được 3 năm, là khởi điểm mấu chốt đầu tiên trong kiếp sống chính trị của ông ta. Trước mắt ông ta vẫn chưa biểu hiện ra chỗ hơn người, vừa không là ủy viên bộ chính trị, cũng không phải là nhân vật số 1 của đại bộ phận ủy viên, chỉ là một ủy viên trong phần đông bí thư tỉnh ủy, nhưng Hạ Tưởng lại tinh tường biết. Vài năm sau, khi xác lập người nối nghiệp nhiệm kỳ tiếp theo, sự sắp xếp và chức vụ của ông ta đã xác định ông ta về sau là người đầu tiên trong nước có thân phận hiển hách. Là trạm thứ nhất trong kiếp sống chính trị của ông ta, lại là khởi điểm mấu chốt nhất, tin rằng chờ ông ta sau khi nhậm chức, huyện Thường Sơn có hy vọng đạt được sự ưu ái của lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố, tăng mạnh mức độ đầu tư, được đưa vào lãnh thổ khu vực thành thị, hàng loạt cách thực hiện sẽ theo đó mà ra sân khấu. Đến lúc đó, địa vị chính trị huyện Thường Sơn được đề cao, tất nhiên sẽ thúc đẩy sự phồn vinh trên nền kinh tế. Theo lâu dài mà xem,
thì việc cho bất động sản Giang Sơn tiếp giáp biên giới quận Hạ Mã và huyện Thường Sơn, khẳng định sẽ có thu hoạch trọng đại. Đương nhiên trước mắt thì lại khác, địa điểm xa xôi, lợi nhuận có hạn, chỉ có thể xem như khu vực miễn cưỡng lâm vào. Về phần bất động sản Thiên An của Tôn Hiện Vĩ, khu vực Hạ Tưởng sắp xếp cho ông ta là một đoạn gần cửa khẩu đường cao tốc ở phía đông quận Hạ Mã. Gần cửa khẩu có một mảnh đất hơn 100 mẫu, tuy rằng chỗ đất không lớn, nhưng kiến tạo hơn 10 tòa nhà cao tầng vẫn là vấn đề không lớn. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân giao thông tiện lợi, phòng ở có hy vọng hấp dẫn người mua nhà và nhà đầu tư từ bên ngoài. Tập đoàn Đạt Tài trước mắt vẫn còn trong giai đoạn xây dựng dự án, khu chung cư bọn họ cũng không bán ra toàn bộ cho Nguyên Minh Lượng, còn có mấy chỗ khu biệt thự quy mô lớn đang thi công. Thành Đạt Tài có vẻ tập trung nhiều vào xây dựng khu dân cư chung và cao cấp ở quận Hạ Mã, Hạ Tưởng liền chuẩn bị đem mảnh đất phía tây sông Hạ Mã giao cho tập đoàn Đạt Tài. Cuối phía tây quận Hạ Mã là một ngọn núi nhỏ, sau khi sông Hạ Mã chảy qua núi, sẽ chảy ra nội thành, bắt đầu chảy vòng quanh thành phố. Chỗ giao nhau giữa vùng núi và sông Hạ Mã, địa hình khá là phức tạp, nhưng lại chính là chỗ tốt có núi có sông thực sự, vốn là một mảnh đất hoang, có thể lấy giá thấp bán cho tập đoàn Đạt Tài, tin rằng với ánh mắt và khí phách của Thành Đạt Tài, có năng lực cũng có thực lực đem đất hoang cải tạo thành một tiểu khu non xanh nước biếc cao cấp. Theo thiết tưởng của Hạ Tưởng, nếu có thể xây biệt thự và khu nhà cao tầng xen kẽ, sẽ hình thành một tiểu khu với núi thật nước thật độc nhất vô nhị trong toàn thành phố Yến, thậm chí toàn tỉnh Yến. Tầm nhìn táo bạo hơn là, còn có thể vượt qua sông Hạ Mã, thiết kế xây dựng một cây cầu bắt ngang nối liền tiểu khu hai bờ sông, tạo ra tiểu khu dân cư nhân văn kết nối sơn thủy đầu tiên ở khu Hoa Bắc. Bất động sản Nam Tân của Tề Á Nam và bất động sản Quảng Hạ của Tiếu Giai, bước đầu Hạ Tưởng tính là cho hai nhà khởi công dự án tiểu khu tầm trung ở hai bên sườn cao ốc Hỏa Thụ. Hai sườn cao ốc Hỏa Thụ vốn là mảnh đất được Trần Cẩm Minh mua, ông ta định là kiến tạo nhà máy cỡ lớn, nhưng sau sự kiện cao ốc Hỏa Thụ, Trần Cẩm Minh lại thay đổi chủ ý, cảm thấy xây nhà máy quá gần quận ủy, quả thật có chút chướng mắt, nói không chừng một lúc nào đó lại thay đổi bí thư quận ủy hoặc là chủ tịch quận. Nhìn thấy nhà máy không thuận mắt cản trở bộ mặt thành phố, một câu nói lại khiến ông ta dọn ra khỏi nội thành thì thê thảm. Bởi vì sự kiện lần trước, Trần Cẩm Minh và Ngô Cảng Đắc trở thành bạn bè thân thiết, sau khi cách nghĩ của ông ta thông qua Ngô Cảng Đắc rơi vào tai Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền đặc biệt định ngày hẹn gặp Trần Cẩm Minh một lần, cùng ông ta thương lượng nếu ông ta muốn xây nhà máy ở nơi xa hơn, cũng không thành vấn đề, Hạ Tưởng có thể đem đất ở thôn Phương Bắc cho ông ta. Gần nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì, hơn nữa về sau còn phải khởi công khu công nghiệp kỹ thuật cao Đạt Tài, có thể hình thành một loạt công trình nhà máy phạm vi lớn. Tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng nhân sự thay đổi, nhưng có một điều kiện tiên quyết là, Trần Cẩm Minh phải đem mảnh đất vốn có thông qua phương thức chuyển nhượng, bán cho người Hạ Tưởng chỉ định. Trần Cẩm Minh đương nhiên vui mừng, ông ta cũng rõ chỉ có theo sát Hạ Tưởng, thì mới có thể đứng vững ở quận Hạ Mã, lập tức đồng ý liền. Diện tích đất mà Trần Cẩm Minh chuyển nhượng không lớn lắm, nhưng cũng đủ để khởi công hai khu chung cư cao cấp. Hiện tại trên cơ bản lấy cao tầng là chính, khu vực hơn 100 mẫu đất là có thể dựng lên một khu chung cư cao tầng. Bởi vì địa điểm cao ốc Hỏa Thụ vô cùng tốt, sau khi hoàn thành tiểu khu có triển vọng ở phụ cận cao ốc Hỏa Thụ hình thành một khu dân cư và thương mại dày đặc, đối với việc kinh doanh của Trần Cẩm Minh cũng vô cùng hữu ích. Đương nhiên, bởi vì duyên cớ ở gần tòa cao ốc đầu tiên, hai bên tiểu khu liền có thêm nhiều chỗ buôn bán nhỏ, hơn nữa lại gần sông Hạ Mã, cách quận ủy không xa, ở trong quy hoạch, phụ cận quận ủy sẽ có trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tốt nhất quận Hạ Mã, hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn con cái vào một trường học tốt, cũng sẽ tranh giành nhau mà mua bất động sản ở hai tiểu khu. Bất động sản Giang Sơn ở phía Bắc, bất động sản Thiên An ở phía Đông, tập đoàn Đạt Tài ở phía Tây, bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ ở phía Nam. Trên cơ bản đã vây quanh bốn hướng đông tây nam bắc của quận Hạ Mã, đều đã có một hình vẽ phác ở trong đầu óc Hạ Tưởng, tạo thành thế vây quanh khu chung cư quận Hạ Mã mà thương mại Trường Cơ đang nắm giữ. Nói trở về, việc đối đầu và giao thủ trên thương mại cũng không phải là chiến thuật đánh giặc thật sự, hay bao quanh, bao vây gì đó, chiến lược không khơi dậy được nhiều tác dụng, không phải là mấu chốt quyết định thắng bại. Ngoại trừ khu chung cư mới mở ở bốn hướng đã nói trên, Hạ Tưởng còn có nét vẽ khác đặc sắc hơn. Chính là tập đoàn Viễn Cảnh. Tập đoàn Viễn Cảnh tuy rằng không có tham gia hội nghị, nhưng mức độ kiểm soát của Hạ Tưởng đối với tập đoàn Viễn Cảnh cũng không kém mức độ kiểm soát đối với bất động sản Giang Sơn, thậm chí có thể nói bất động sản Giang Sơn và tập đoàn Viễn Cảnh
đều hoàn toàn nằm trong tay hắn, không, còn cộng thêm một bất động sản Quảng Hạ, bởi vậy, mức độ kiểm soát và lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng đối với bất động sản quận Hạ Mã, đừng nói Nguyên Minh Lượng không thể tưởng tượng, ngay cả Phó Tiên Phong cũng không rõ ràng cho lắm. Phó Tiên Phong chỉ biết là Hạ Tưởng đối với tập đoàn Viễn Cảnh khẳng định có lực ảnh hưởng, những bất động sản khác thì chưa chắc đồng ý nghe theo hiệu lệnh của Hạ Tưởng. Nếu mà y biết được 1/2 bất động sản quận Hạ Mã đều do Hạ Tưởng nắm trong tay, bao gồm bất động sản Thiên An, bất động sản Giang Sơn, thậm chí đến tập đoàn Đà Tài trên cơ bản đối với Hạ Tưởng cũng nói gì nghe nấy, đánh chết Phó Tiên Phong cũng không dám cho Nguyên Minh Lượng mang tiền nóng tiến vào. Chỉ tiếc, Phó Tiên Phong chẳng những không biết lực lượng của Hạ Tưởng, y cũng tuyệt đối không thể ngờ tới một cán bộ chính quyền sẽ âm thầm cất giấu một bàn tay vô hình khổng lồ, đủ để có thể kích thích chuỗi dây thị trường, diễn tấu ra tiết tấu khúc nhạc hoàn toàn phù hợp với một người Hạ Tưởng. Tiết tấu, không sai, chính là tiết tấu, ai nắm tiết tấu trong tay thì người đó nắm thị trường trong tay. Ai có thể khiến thị trường đi theo bước chân của anh ta, thì người đó là người chiến thắng cuối cùng. Hạ Tưởng là một loại khác, là một quái thai cầm vô số quân bài chưa lật trong tay mà ai cũng không thể tưởng tượng được. Hạ Tưởng đối với nước cờ hay mà tập đoàn Đà Tài sắp xếp tạm thời không thể tiết lộ cho mọi người đang có mặt ở đây, bọn họ chỉ cần dựa theo thiết tưởng của hắn, làm tốt công việc được giao là được, hắn ở giữa nắm đại cục trong tay, bố cục khắp nơi, nhất thiết phải giữ chân Nguyên Minh Lượng ở quận Hạ Mã mới thôi. Ngoại trừ nét bút đặc sắc về tập đoàn Viễn Cảnh, Hạ Tưởng đem thiết tưởng của hắn nói thẳng ra, đối với mọi người đang ngồi cường điệu nói. Đương nhiên, trên đây chỉ là thiết tưởng sơ bộ của tôi. Nếu các anh nhìn chúng mảnh đất nào đó, cũng có thể giáp mặt đề xuất, có thể phối hợp phân phối lại lần nữa. Tôi cũng không phải là người độc đoán, nói 102, tôi là nói lời của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các anh chị đều là thành viên có quyền lên tiếng. Ha ha! Mọi người đầu tiên là cười một trận, sau đó đều tự trầm tư, tiêu hóa lời đề nghị của Hạ Tưởng. Trên cơ bản bố cục của Hạ Tưởng đã quan tâm chú ý tới ích lợi và thực lực các nhà. Hơn nữa còn cố ý đem bất động sản Giang Sơn an bài vào mảnh đất xa xôi ở Bắc Bộ, rõ ràng chính là thể hiện lập trường công bằng không thiên vị với công ty của mình, khiến cho mọi người có mặt đều tâm phục khẩu phục. Thẩm Lập Xuân trải qua thận trọng suy xét, gật đầu thừa nhận sự sắp xếp của Hạ Tưởng đối với tập đoàn Đà Tài vô cùng hợp lý. Tôi không có ý kiến, thiết tưởng của lãnh đạo không phải an bài chính trị, là sáng kiến thương mại, là vô giá. Biệt thự và khu chung cư cao tầng kết nối Sơn Thủy, thông qua một cây cầu nối liền hai bên bờ sông Hạ Mã, nếu cho xây thêm một công viên thư giãn nhỏ ở hai bên sườn, tập đoàn Đà Tài có thể tạo ra một thiên đường riêng biệt. Quả thực chính là ý tưởng tuyệt vời và điểm tiêu thụ nổi bật, Thẩm Lập Xuân rất là khâm phục khả năng quan sát sự vật của Hạ Tưởng. Tôn Hiện Vĩ cũng là không có ý kiến, gật đầu nói. Tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khu đất trung tâm, bị lãnh đạo cảm hóa. Cũng phát hiện địa điểm cửa khẩu đường cao tốc có rất nhiều điểm nổi bật, cũng rất có triển vọng thị trường, tốt. Tiêu Ngũ không cần phải nói, Hạ Tưởng an bài thế nào thì anh ta làm thế ấy, chỉ một chữ. Được. Tề Á Nam là lần đầu tiên tiến quân thị trường bất động sản, gã đã sớm quyết định hết thảy nghe theo ý tưởng an bài của Hạ Tưởng, càng không có dị nghị. Bất động sản Nam Tân chấp nhận sự an bài của lãnh đạo. Lý Thấm đối với bố cục của Hạ Tưởng cũng là thái độ tán thành, bởi vì Hạ Tưởng đã suy nghĩ vô cùng chu toàn, gần như chu đáo, khiến cô cũng tìm không ra bất cứ lý do gì để phản bác, đành phải nói. Bí thư Hạ an bài rất là chu đáo chặt chẽ, tôi không lời nào để nói, giơ hai tay tán thành. Tuy nhiên vẫn là hy vọng anh có thể giải thích một chút vì sao đem mảnh đất tốt ở thôn Thành Tây làm trang trại chăn nuôi. Hôm nay đề tài thảo luận cuối cùng chính là quyền sở hữu đất thôn Thành Tây. Hạ Tưởng cũng không lảng tránh vấn đề này, mà đối với sự truy vấn của Lý Thấm cười nói. Đã nói hết nửa ngày rồi, ăn cơm trước đã, cơm nước xong nói tiếp, dân dĩ thực phi thiên, lãnh đạo cũng là người, ấm no lớn hơn trời. Lý Thấm cười ngượng ngùng. Lãnh đạo đừng để ý, tôi chính là rất tò mò, cảm thấy anh an bài có khi hợp lý đến mức làm cho người ta không tìm thấy sai sót gì, có khi lại không hợp lý khiến cho người ta nghĩ không ra. Tôi chính là muốn biết. Trang trại chăn nuôi rốt cuộc có thể mang đến bao nhiêu ích lợi cho quận Hạ Mã, hoặc là nói, chẳng lẽ cũng có thể sản sinh ảnh hưởng sinh lợi đối với thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Lý Thấm nghĩ đến khá nhiều, Hạ Tưởng ha hả cười. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi, ngược lại không nắm được trọng điểm của vấn đề, cô chớ quên, tôi có thành viên tổ chức kinh tế của các cô, có
còn có thành viên tổ chức chính trị quận Hạ Mã. Hiện tại đưa ra quyết định là xuất phát từ suy xét về phương diện kinh tế, như vậy quyết định trang trại chăn nuôi, chính là suy xét trên mặt chính trị rồi. Hạ Tưởng đang chuẩn bị tỉ mỉ giải thích vài câu, cũng tốt có thể khiến cho Lý Thấm hoàn toàn tin phục, không ngờ một câu vừa nói xong, Lý Thấm đã gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tôi không phải là nhân vật chính trị, cho nên khi suy xét vấn đề không có lập trường chính trị. Sự tình trên chính trị, có khi giải thích không thông cũng hoàn toàn bình thường, tôi hiểu nỗi khổ của lãnh đạo. Hạ Tưởng sửng sốt, sau đó vui vẻ mà mỉm cười, được, về sau khi lại có vấn đề không thể nói rõ, cứ nói thẳng là sự kiện chính trị là được, dù sao bộ phận thần bí nhất Trung Quốc là bộ phận có liên quan, sự kiện không thể nói rõ nhất chính là sự kiện chính trị. Chương 681, Tổ hợp quyền. Sau khi định xong khúc nhạc dạo, Hạ Tưởng bảo mọi người trước khi hết tháng riêng, theo thứ tự đến Ủy ban Nhân dân quận tìm Trần Thiên Vũ xin lập dự án và xin phê đất, hoàn thành công tác giai đoạn đầu. Vừa qua tháng riêng, thì tranh thủ mau chóng khởi công. Bởi vì, mùa xuân quận Hạ Mã sẽ qua rất nhanh. Ngày hôm sau, Khúc Nhã Hân và Dương Quốc Anh tiếp xúc không có kết quả, không thể liên hệ. Hạ Tưởng liền chậm lại mời dự họp họp hội ý thảo luận quyền sở hữu đất thôn Thành Tây, nhưng Lý Hàm lại thúc giục quá vội vàng. Nói là tập đoàn chúng đại đang đợi Ủy ban Nhân dân quận trả lời, có ý khởi công nhanh căn cứ hạng mục. Hạ Tưởng cũng không gấp không nóng này, khuyên Lý Hàm chờ thêm một chút. Lý Hàm phạm vào sai lầm thường thấy nhất của cán bộ chính quyền địa phương, vừa thấy có đầu tư liền đến tỏ ra thái độ vội vàng, như thế rất dễ bị nhà đầu tư đùa bỡn. Sự tình trên chính trị có lúc không khác gì mấy với sự tình trên thương trường, đều là binh bất hiếm trá chiến tranh không ngại lừa dối. Từ trước giờ trên cán không phải là mua bán, Lý Hàm nếu không phải bị hắn kìm lại, chắc là đã bị Trịnh Nghị đùa bỡn đến xoay mòng mòng. Hạ Tưởng không khỏi âm thầm tiếc hận, chính khách đúng là chính khách, vẫn là chơi không lại thương nhân, nhất là tiểu chính khách càng chơi không lại đại thương nhân. Cũng phải, rất nhiều đại thương nhân đều là dựa vào lừa gạt chính khách lừa gạt ngân hàng cho vay làm giàu, ở trong mắt bọn họ, đến địa phương để đầu tư chỉ là ngụy trang, đạt được các khoản cho vay mới là mục đích căn bản. Lý Hàm thấy Hạ Tưởng cứ mãi kéo dài, tuy rằng trong lòng tức giận bất bình, cũng không có cách nào. Hạ Tưởng là nhân vật số một, có quyền quyết định tất cả. Bí thư không lên tiếng, chủ tịch quận dù có ý kiến, cũng không tiện tự chủ trương làm trái ý nguyện bí thư. Trừ phi ông ta trực tiếp đến thành ủy tố cáo Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng cũng không phạm vào sai lầm nghiêm trọng gì lớn lao, chỉ là có chút chèn ép, cũng không nói là không tổ chức hội nghị, khiến cho ông ta vô cùng căm tức. Chỉ tiếc ông ta hiện tại cùng Diệp Thạch Sinh quan hệ không tốt lắm, nếu không Lý Hàm thật có thể sẽ muốn đến tỉnh ủy tìm Diệp Thạch Sinh, hướng Diệp Thạch Sinh than khổ. Cũng may Lý Hàm cũng có suy nghĩ chính trị nhất định, biết là giữa nhân vật số 1, số 2 ở bất cứ địa phương nào đều sẽ có không ít mâu thuẫn, vừa có mâu thuẫn liền hướng cấp trên phản ánh, cuối cùng người bị trách móc chính là ông ta, mà không phải Hạ Tưởng. Ngày thứ 3, khi cách 15 tháng riêng chỉ còn 2 ngày, khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là Nguyên Minh Lượng lại xuất hiện ở trong phòng làm việc của hắn. Nguyên Minh Lượng tặng Hạ Tưởng một phần đại lễ, thương mại trường cơ quyết định bỏ vốn 5 triệu tệ, tổ chức hội đèn lồng nguyên tiêu lần thứ nhất ở quận Hạ Mã. Nguyên Minh Lượng tươi cười rất chân thành, ngôn ngữ rất nóng bỏng. Thương mại trường cơ nguyện ý vì ngày mai quận Hạ Mã làm rạng rỡ thêm vinh dự, cố ý từ thủ đô và phía nam gấp gáp chế tạo một số đèn lồng, vì dân chúng quận Hạ Mã kính dâng một hội đèn lồng nguyên tiêu hoàn toàn ngoạn mục. Hạ Tưởng đầu tiên là đại biểu cho quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã khẳng khái tỏ vẻ cảm tạ đối với Nguyên Minh Lượng, theo sau liền chuyển đề tài, dùng giọng thoải mái nói. Thương mại trường cơ tổ chức hoạt động như vậy, một công đôi việc. Chẳng những vì ngày hội quận Hạ Mã tăng thêm sắc màu, lại còn thành lập danh tiếng trong cảm nhận của dân chúng quận Hạ Mã, hơn nữa cũng khiến quận Hạ Mã một lần nữa trở thành tiêu điểm tin tức trong thành phố Yến thậm chí cả tỉnh Yến, quả thật là một chuyện tốt có ý nghĩa sâu xa. Nguyên Minh Lượng nghe hiểu ý ngoài lời của Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng nhìn thấu ý đồ mà y muốn mượn cơ hội để tuyên truyền cho thương mại trường cơ, cũng không che giấu ý tưởng thật của y. Đưa ra 5 triệu tệ, có thể đổi lấy thiện cảm của dân chúng quận Hạ Mã và thành phố Yến, làm một lần tuyên truyền toàn diện cho thương mại trường cơ, cũng đáng. Người làm ăn nói chuyện làm ăn, bí thư Hạ nhất định sẽ thông cảm và ủng hộ sự nhiệt tình của thương mại trường cơ, phải không? Ủng hộ. Hạ Tưởng đương nhiên sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Thành phố Yến không có truyền thống hội đèn lồng nguyên tiêu,
Ngược lại huyện Thường Sơn gần như là tổ chức hội đèn lồng hàng năm, năm thứ nhất thành lập quận Hạ Mã thì có hội đèn lồng, đối với việc nâng cao hình tượng quận Hạ Mã, đạt được vị trí tốt trong cảm nhận của dân chúng ở thành phố Yến, rất có lợi. Hơn nữa Nguyên Minh Lượng cũng có mục đích sâu sắc hơn, hiển nhiên là muốn mượn hội đèn lồng nguyên tiêu này, thu hút thêm nhiều dân thành phố Yến đến tham quan quận Hạ Mã. Bởi vì thành lập quận Hạ Mã tới nay, thị dân tới quận Hạ Mã phỏng chừng chưa được 10% tổng số dân thành phố Yến. Một hội đèn lồng nguyên tiêu, ít nhất có thể thu hút hơn 10% thị dân đến du ngoạn, vô hình chung trở thành một lời tuyên truyền rất có lợi đối với thị trường bất động sản quận Hạ Mã, rồi cộng thêm những lời truyền miệng, ít nhất cũng có thể khiến cho 10% thị dân hiểu biết và chú ý quận Hạ Mã hơn, mặt khác còn có tin tức đài truyền hình ở tỉnh thành, lại là một cơ hội tốt để miễn phí tuyên truyền, đầu tư một hội hoa đăng 5 triệu tệ, sinh ra hiệu ứng tuyên truyền chắc chắn sẽ vượt qua quảng cáo tốn 10 triệu tệ. Nguyên Minh Lượng, quả nhiên lợi hại, quả nhiên thật tinh mắt, quả nhiên suy xét điểm xuất phát vấn đề vừa chuẩn xác vừa làm cho người ta thán phục. Từ mặt ngoài xem, thì hội hoa đăng nguyên tiêu là do thương mại Trường Cơ hiến tặng miễn phí, trên thực tế, Nguyên Minh Lượng âm thầm mưu đồ để mượn cơ hội tuyên truyền quận Hạ Mã, rồi nhờ vậy đẩy mạnh mức tiêu thụ bất động sản quận Hạ Mã, xét đến cùng thì thương mại Trường Cơ vẫn là chiếm được lợi ích thực tế lớn nhất. Nhưng vấn đề là thương mại Trường Cơ trốn ở trong tối, không để lộ chân tướng khiến người không rõ chân tướng không nhìn ra thương mại Trường Cơ sẽ có ích lợi trên thực tế, bởi vậy, mặc dù là quận ủy và ủy ban nhân dân quận, hay là lãnh đạo tỉnh thành, nhất định đều sẽ rất có hảo cảm đối với thương mại Trường Cơ, đồng thời, thị dân bình thường cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc đối với thương mại Trường Cơ. Nguyên Minh Lượng thông minh ở chỗ, y nhận thức sâu sắc, trên thế giới có rất nhiều người không rõ chân tướng, bởi vậy, sách lược của y rất là mạnh mẽ và hiệu quả. Ông Nguyên vì quận Hạ Mã đã làm một việc tốt ích quốc lợi dân. Tôi đương nhiên sẽ ủng hộ mạnh mẽ, chẳng những sẽ ủng hộ, còn có thể đề xuất biểu dương anh. Hạ Tưởng cần phải đưa ra thái độ nên có, hắn là bí thư, là người chủ trì quận Hạ Mã, thái độ của hắn là đại diện cho thái độ quận Hạ Mã. Cảm ơn bí thư Hạ ủng hộ. Nguyên Minh Lượng vẻ mặt biểu lộ chân thành tha thiết, còn nói. Tôi còn có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng anh có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi. Là gì? Hạ Tưởng rất có hứng thú hỏi, Nguyên Minh Lượng càng ngày càng thú vị, thủ đoạn ùn ùn, phỏng chừng sau hội đèn lồng nguyên tiêu, giá nhà quận Hạ Mã thế nào cũng sẽ có biến động mạnh. Siêu thị Trường Cơ quyết định khởi công vào sáng ngày tiết nguyên tiêu, tôi muốn mời bí thư Hạ tham dự nghi lễ khởi công và chủ trì nghi thức cắt băng. Siêu thị Trường Cơ thật sự sẽ xây dựng. Hạ Tưởng vẻ mặt cười nhạt mà nhìn Nguyên Minh Lượng, tâm tư xoay chuyển. Nguyên Minh Lượng nhiều lần xuất diệu kế, thương mại Trường Cơ gióng trống khua chiêng phải tạo hình tượng ở quận Hạ Mã, tỏ ra là đang theo đuổi ích lợi lâu dài, với tư thế cắm rễ tại quận Hạ Mã, người bình thường thật đúng là sẽ bị y mê hoặc. Siêu thị Trường Cơ đã dùng không nhiều tài chính, nhưng vấn đề là, Nguyên Minh Lượng là thật sự muốn kiến tạo một siêu thị kiếm tiền, hay là chỉ là đòn gió. Tuy nhiên y chủ động mời mình tham dự nghi thức cắt băng, chỉ sợ sẽ không làm ầm ĩ một trận, sau đó thì không có kết quả. Hẳn là thật sự muốn khởi công siêu thị rồi. Hạ Tưởng thuận tay lật lật lịch trong ngày, liền một lời đáp ứng. Thương mại Trường Cơ vì quận Hạ Mã làm một việc tốt, tôi nhất định tham gia nghi thức cắt băng. Rất cảm tạ. Nguyên Minh Lượng đúng lúc biểu hiện ra vẻ mặt cảm động. Có bí thư Hạ ra mặt, tôi rất an tâm, biểu thị siêu thị Trường Cơ nhất định có thể tỏa sáng ở quận Hạ Mã. Đứng ở trước cửa sổ nhìn Nguyên Minh Lượng đi ra cửa chính quận ủy. Hạ Tưởng khóe miệng lộ ra một nụ cười thú vị. Nguyên Minh Lượng, quả nhiên là người sáng mắt sáng lòng, một loạt hành động của y, đánh ra hai quyền hạng nặng, nếu chính mình không phải đã sớm biết thương mại Trường Cơ đang âm thầm hoạt động, nói không chừng cũng sẽ xem y là nhà doanh nghiệp hợp pháp mẫu mực. Từ xưa những người đại gian đại ác, tất có đại trí đại dũng, quả đúng như vậy, Nguyên Minh Lượng đại gian lại giống như rất trung hậu, đại ác lại giống như thiện nhân, đấu tranh giữa mình và y. Bây giờ mới bắt đầu chính thức tiến vào giai đoạn so chiêu mặt đối mặt. Hội đèn lồng nguyên tiêu được cụ thể an bài và bố trí cũng như những công việc tương quan, đều có Nguyên Minh Lượng và bên bộ máy chính quyền tiếp xúc, cụ thể do ai phụ trách, thì Hạ Tưởng giao cho Lý Hàm quyết định. Thời điểm tan tầm, hắn nhận được điện thoại của Cổ Ngọc. Lãnh đạo, tối nay em mời anh ăn cơm, có nể mặt không đây? Thanh âm của cô để lộ ra một hương vị mưu mô. Buổi tối bận xã giao. Hạ Tưởng cố ý dùng miệng lưỡi nhà quan, hừ lạnh nói.
Vậy thôi, em cùng Trịnh Nghị ăn tối cũng được. Cổ Ngọc khá thông minh, lập tức tung ra Trịnh Nghị để kích thích Hạ Tưởng. Trịnh Nghị gần đây có liên lạc nhiều với em không? Hạ Tưởng ý thức được Trịnh Nghị gần đây gia tăng hoạt động ở quận Hạ Mã, không khỏi hỏi thêm một câu. Anh mời em ăn cơm, thì em sẽ nói cho anh biết, không thì miễn bàn. Cổ Ngọc hì hì cười, lại tung ra một vấn đề khiến Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú. Còn nữa, ông nội lại bảo em tiện thể nhắn cho anh vài lời, liên quan đến việc của Triệu Khang. Việc của Triệu Khang vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng từ hành động gần đây của Nguyên Minh Lượng hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, lợi dụng mấy nhà đầu tư khai phá đối kháng chính diện với thương mại Trường Cơ vẫn chưa đủ, còn cần kẻ gây rối, lấy thân phận người ngoài cuộc tiến quân thị trường bất động sản quận Hạ Mã, đấu đá lung tung cũng tốt, không theo quy củ xuất chiêu cũng tốt, tóm lại miễn là có thể đảo loạn cục diện, làm cho Nguyên Minh Lượng đau đầu thì đã đạt được mục đích. Liên tưởng đến Triệu Khang đã từng có kinh nghiệm tạo ra công ty vỏ bọc để mua bán khống, nếu y muốn cho tài chính đến, để tiến quân vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, tuyệt đối là một con ngựa hoang xâm nhập vào vùng thảo nguyên hài hòa, đủ tư cách là một kẻ gây rối. Đương nhiên, Hạ Tưởng muốn làm đảo loạn bố cục của thương mại Trường Cơ, chứ không phải là bố cục của hắn. Được, em nói địa điểm đi, trong chốc lát anh sẽ qua đó. Đã phân tích đến vậy, thì không thể không gặp cô bé Cổ Ngọc. Vậy mới phải chứ. Cổ Ngọc cao hứng. 7 giờ, Nam Hoa Viên, không gặp không về. Hạ Tưởng buông điện thoại, bất đắc dĩ cười, Cổ Ngọc cũng rất biết chọn địa điểm. Nam Hoa Viên là đường dành riêng cho người đi bộ rất được nam nữ thanh niên yêu thích, có rạp chiếu phim, nhà hàng và phố mua sắm, tuyệt đối là chỗ tốt để nói chuyện yêu đương, tuy nhiên với hắn mà nói, thì có chút không thích hợp cho lắm. Có ý kêu Cổ Ngọc đổi địa điểm, lại nghĩ Cổ Ngọc vốn có tâm tư đơn thuần, sẽ không nghĩ nhiều đến vậy, hắn cũng không nhất thiết phải so đo chút việc còn con này. Sau khi xuống ca, hướng cô bé Lê xin phép, Hạ Tưởng lái ô tô đi tới Nam Hoa Viên, hắn vẫn lái chiếc Volvo mà Liên Nhược Hạm đưa cho hắn, không lái không được, nếu hắn không lái, Liên Nhược Hạm khẳng định không chịu, sẽ làm phiền đến hắn. Xe gắn mác biển số Bắc Kinh, lại còn là biển số quân đội, cũng là ý của Liên Nhược Hạm, tiện cho việc thông hành, hơn nữa được miễn phí dừng đậu xe. Tới Nam Hoa Viên, đậu xe xong, Hạ Tưởng còn cho tay giữ xe 2 tệ, khiến gã nghi hoặc nhìn hắn hồi lâu, sau khi đã nhận được tiền còn không tin vào mắt mình, xe mang biển quân đội luôn ngang tàng và cũng không nộp tiền, cũng có lúc chủ động giao nộp tiền. Hạ Tưởng đi vào quảng trường Hoa Viên, thấy Cổ Ngọc mặc áo gió màu xám, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa bay phấp phới, thân dưới không ngờ phá lệ mặc một chiếc váy dài, phối với một đôi giày da tinh xảo, đứng giữa đám người, như hạc giữa bầy gà, kiều diễm hơn người, giữa chốn người đến người đi, cô là một đóa hoa kiều diễm chói lọi. Cổ Ngọc thật sự trưởng thành là phụ nữ rồi, Hạ Tưởng trong lòng than thở, mặc dù hắn cũng biết kỳ thật Cổ Ngọc vẫn luôn là phụ nữ, tuy nhiên trước kia luôn cảm thấy cô giống như một cô bé, mà hiện tại, lại càng ngày càng biểu hiện ra phong thái quyến rũ mê người. Cổ Ngọc thấy Hạ Tưởng xuất hiện, a, một tiếng kinh ngạc, liền chạy tới, không nói lời thứ hai mà kéo lấy tay Hạ Tưởng. Mau đi xem với em thấy một bộ đồ rất được, đi với em xem một cái nhé. Hạ Tưởng bị bàn tay nhỏ bé nhẵn mịn của Cổ Ngọc lôi kéo, cũng không phản kháng, mà đi theo bước chân không ngừng của cô vào một cửa hàng cao cấp, vừa vào cửa liền phát hiện có chỗ không đúng, hắn nghĩ rằng Cổ Ngọc mua quần áo cho cô, nhưng lại kéo hắn tới một cửa hàng trang phục nam. Bộ đồ này em cảm thấy đặc biệt thích hợp với anh, mau thử xem. Cổ Ngọc kéo Hạ Tưởng đi tới trước một bộ đồ vest, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Em cảm thấy anh mặc bộ vest này vào, rồi lên đài phát biểu, khẳng định là vừa đẹp trai vừa uy phong. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, Cổ Ngọc sao lại có đam mê mua quần áo cho hắn, không tốt lắm, trên cơ bản quần áo của hắn đều là Tào Thù Lê một tay đặt mua, bất chợt Liên Nhược Hạm cũng thích mua vài bộ cho hắn, rồi thêm một Cổ Ngọc nữa mua cho hắn, thì sao hắn có thể mặc hết đây? Nói thêm là khả năng quan sát của Cổ Ngọc cũng quá cao, một bộ vét niêm giá hơn chục ngàn tệ, cô ta cũng dám cho hắn mặc. Hắn là bí thư quận ủy, không phải nhà giàu sụ, cũng không phải con nhà giàu mới nổi. Hạ Tưởng liền xua tay cự tuyệt. Thôi đi, anh không thiếu quần áo, không cần đâu. Hắn cũng nén giọng lại nói một câu. Anh là bí thư quận ủy, mặc một bộ vét trên chục ngàn tệ, em muốn cho ủy ban kỷ luật tra vấn đề kinh tế của anh sao? Hừ, em muốn đó, sao nào? Cổ Ngọc không biết ăn chúng cái gì,
lấy bộ đồ nhất nhất muốn hạ tưởng thử mặc. Một bên nhân viên phục vụ nóng nảy. Tiểu thư, đồ cao cấp, không mua đừng đụng vào. Hạ tưởng mặc một chiếc áo bình thường, toàn thân không có gì là hàng hiệu. Cổ Ngọc tuy rằng xinh đẹp động lòng người, nhưng cô cũng không chú ý nhiều đến thương hiệu, trên người quần áo đều là nhãn mác bình thường. Nhân viên phục vụ của cửa hàng cao cấp, trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng hai người khẳng định mua không nổi. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn trách cứ các cô không lễ phép, mức độ tiêu dùng của toàn thành phố Yến không cao, người mua nổi bộ vest trên chục ngàn tệ cũng có, nhưng rất ít. Với độ tuổi của Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, còn có trang phục cách ăn mặc, nhìn thế nào cũng chỉ giống một cặp tình nhân, không giống kẻ có tiền. Cổ Ngọc không để ý tới thái độ nhân viên phục vụ, giơ tay túm lấy bộ vest, giọng điệu như ra lệnh giao cho Hạ Tưởng. Mặc vào thử xem. Hạ Tưởng vốn không muốn mua, nhưng thấy Cổ Ngọc hơi tức giận, nhân viên phục vụ lại có vẻ mặt khiếm nhã, hắn đành mỉm cười, mặc bộ vest vào. Đừng nói chứ, rất là vừa vặn. Rất là thích hợp, lấy nó đi. Cổ Ngọc giương tay đưa ra một cái thẻ ngân hàng. Lấy ba bộ. Nhân viên phục vụ phút chốc sợ ngây người, biết gặp phải kẻ có tiền là chân nhân bất lộ tướng, liền lắp bắp nói không rõ ràng. Xin lỗi, tiểu thư, cùng kiểu này, chúng tôi chỉ có một bộ. Vậy đặt thêm hai bộ, nếu ngày mai có thể lấy được, thì tôi lấy luôn ba bộ. Nếu không thì chỉ lấy bộ này thôi. Cổ Ngọc một lòng muốn mua cho Hạ Tưởng một bộ quần áo, biểu hiện một chút hảo ý của cô, không ngờ lại bị nhân viên phục vụ khinh thị, lòng dạ hẹp hòi của cô liền tức giận, muốn ở trước mặt Hạ Tưởng lấy lại sĩ diện. Hạ Tưởng cười ha hả. Một bộ được rồi, đừng làm khó cô ta, chúng ta còn có chuyện cần làm, đừng chậm trễ thời gian quý giá. Một câu của Hạ Tưởng, liền khiến Cổ Ngọc nguôi giận. Vậy được, cứ lấy một bộ. Nhân viên phục vụ vội cúi đầu khom lưng mà đáp ứng, tình tiền cho Cổ Ngọc, sau đó cẩn thận đóng gói bộ đồ, lại tự mình đưa ra cửa. Hạ Tưởng mang theo bộ vest, có chút phiền não, nếu không phải nhân viên phục vụ lắm miệng, hắn còn có thể khuyên bảo Cổ Ngọc bỏ ý định. Kết quả chế giễu, một câu của nhân viên phục vụ chọc giận Cổ Ngọc, thiếu chút nữa khiến Cổ Ngọc mua đến ba bộ cho hắn. Hiện tại một bộ cũng khó mà xong việc, chứ đừng nói đến ba bộ. Thôi vậy, về nhà nói với cô bé Lê là Liên Nhược Hãm mua là được. Cùng Cổ Ngọc ăn cơm xong ở tiểu trấn Nga Mi, Cổ Ngọc lại bảo Hạ Tưởng cùng cô tản bộ. Đường dành riêng cho người đi bộ về đêm đèn hoa rực rỡ, Cổ Ngọc liền kéo cánh tay Hạ Tưởng vừa đi vừa nói chuyện không ngừng. Trịnh Nghị Hạ quyết tâm phải quấn lấy em tới cùng, anh nói xem em phải làm thế nào mới tốt. Cổ Ngọc ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Nóng bỏng nhìn Hạ Tưởng, tất cả trong mắt đều là trông chờ, hiển nhiên, cô muốn để Hạ Tưởng nói ra lời mà cô muốn nghe. Ba của Trịnh Nghị đặc biệt đến thủ đô lại thăm hỏi ông nội, trong vòng một tháng, ông ta đã đi thăm hỏi ông nội ba lượt, cũng không ngại mệt. Ông nội lại không thể không nể mặt ba Trịnh Nghị, đối với Trịnh Nghị lại có chút hảo cảm, liền bảo em đi chơi với y. Anh nói em đã cùng anh có cái kia rồi, sao còn đi với Trịnh Nghị? Anh nói gì đi chứ? Cổ Ngọc nói liên hồi, vẫn nghe không được thanh âm của Hạ Tưởng, không khỏi vừa tức vừa giận, đẩy Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng không phải là thất thần, mà là nghĩ tới giữa Trịnh Nghị và Phó Tiên Phong rốt cuộc là một quan hệ gì, mà quan hệ của Trịnh Chu Ba Trịnh Nghị cùng Lão Cổ gần cỡ nào. Vừa rồi Cổ Ngọc nói Lão Cổ không thể không nể tình, liền khiến cho hắn tràn đầy cảm xúc, chỉ sợ sự tình của Triệu Khang, cũng là Lão Cổ không thể không nể tình mà làm ra. Hạ Tưởng cười nhéo tai Cổ Ngọc. Em cũng không thích Trịnh Nghị, sao có thể ở chung với y? Cứ mặc kệ y theo đuổi em như thế nào là chuyện của y, em cự tuyệt y như thế nào, là chuyện của em, dù sao xem như người không liên quan là được rồi. Anh thật sự không muốn em gả cho Trịnh Nghị. Cổ Ngọc vẫn muốn Hạ Tưởng nói ra lời dễ nghe hơn. Kỳ thật rất nhiều người hoài niệm xã hội cũ với muôn ngàn tội ác, là bởi vì người thời nay có hiểu lầm với thời xưa, cho rằng người xưa có thể cưới mấy vợ. Kỳ thật không phải, người xưa cũng có chế độ một vợ một chồng nghiêm khắc. Hạ Tưởng không trả lời đúng vấn đề mà đột nhiên nói về một đề tài khác. Ngoại trừ vợ chính ra, thì không thể cưới một người nào khác, về sau vào cửa chỉ có thể xem như vợ bé, hơn nữa còn là lấy vợ bé. Vợ bé không có địa vị, không chịu pháp luật bảo hộ, nói cho cùng chỉ là một loại tài sản gia đình. Đương nhiên cũng có một số đàn ông có tình có nghĩa thật lòng yêu thương vợ bé. Khiến cho nhân sinh phát ra rất nhiều cảm thán, truyền lưu đến nay, liền thành danh ngôn.
hận bất tương phùng vị giá thì hận không thể gặp nhau sớm hơn. Cổ Ngọc cũng thông minh, thốt ra, sau đó cô lại nghịch ngợm mà cười. May thay phụ nữ thời nay có lựa chọn mới, không nhất định phải lập gia đình. Phụ nữ thời xưa nếu không lấy chồng, khẳng định không được. Nhưng em có thể cả đời không lấy chồng, em có sự nghiệp, có năng lực tự nuôi sống bản thân, lại không thiếu ăn thiếu mặc, vì sao lại phải gả cho một người đàn ông cùng sống với nhau? Chương 682, thông qua hiện tượng xem bản chất. Ý của anh là, tuy anh không bắt buộc em không lập gia đình nhưng đàn ông đều có tâm lý độc chiếm, đương nhiên là không muốn em gả cho Trịnh Nghị. Hạ Tường nói ra sự thật, sau đó lại thành khẩn nói. Khi nào em thấy phiền chán, muốn kết hôn, anh không ngăn cản. Là anh nói nha, đợi khi nào em muốn phiền anh, muốn kết hôn, anh không được uy hiếp em, không được dây dưa. Cổ Ngọc cũng tỏ vẻ nghiêm túc. Ừ. Hạ Tường gật đầu. Vậy chúng ta móc nghéo đi. Móc nghéo thì móc nghéo. Hạ Tường và Cổ Ngọc liền móc nghéo. Cổ Ngọc vui vẻ cười to. Nói cho anh biết, có thể cả đời em sẽ không kết hôn, luôn quấn lấy anh thì sao? Em cảm thấy anh vừa chơi được vừa đáng tin cậy giống như người anh trai, làm cho người khác cảm thấy ấm áp, đợi đến khi thấy anh không chơi được nữa sẽ xem anh như người anh trai vậy. Tình cảm của Cổ Ngọc đối với hắn chỉ là một món đồ chơi, Hạ Tường bất đắc dĩ cười. Tùy em thôi, nói xem lão Cổ có dặn dò gì. Ông nội nói, Triệu Khang không phải là mẫu người có thể dựa dẫm vào, nhưng đã theo ông mấy năm, làm qua cảnh vệ của ông rất ngại nên để Triệu Khang đến tìm anh. Ông nội còn nói, anh cứ xem rồi làm, đừng quá chiều theo Triệu Khang. Lão Cổ lúc trước không nói, bây giờ lại nhờ Cổ Ngọc truyền lời lại. Rõ ràng Triệu Khang đã đem thái độ của hắn phản ứng lại với lão cổ đã ý thức được gì đó mới cố ý dặn dò mấy câu. Hạ Tường không muốn đoán lão cổ có phải cảm thấy bị hắn làm bẻ mặt hay không. Dù sao hắn đối xử với Triệu Khang trước sau như một, nếu Triệu Khang có vốn, có thể đến quận Hạ Mã phát triển thì bất kể là người gây rối hay là người tham dự hắn đều hoan nghênh. Nếu gã không có vốn, muốn vay vốn làm ăn thì rất xin lỗi, gã đã đến nhầm chỗ. Quận Hạ Mã sẽ không có thị trường cho những kẻ tay không bắt giặc. Ông nội còn nói. Cổ Ngọc tiếp tục nói, cô ấy thật giống một cô bé, mở miệng là ông nội cái này ông nội cái kia, khiến cho Hạ Tường lại muốn cười cô ấy. Một thời gian nữa ông sẽ đến thành phố Yến. Còn nữa, ứng cử viên hiện tại trong trưởng ban thư ký tỉnh ủy đang rằng co rất khó khăn, Ngô Gia đã chiếm được một chút ưu thế. Ngô Gia chiếm được ưu thế. Hạ Tường giật mình kinh hãi. Gần đây hắn tập trung lo nghĩ những chuyện trong quận Hạ Mã và ở thành phố, ít đi lại ở trong tỉnh. Đối với việc ứng cử viên của trưởng ban thư ký tỉnh ủy, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh xem xét, không ngờ Ngô Gia có thực lực đáng sợ, dưới tình trạng hỗn loạn giữa các thế lực mà vẫn có thể chiếm được lợi thế, chẳng lẽ nói, hắn đã nhận định sai tình thế sao? Hoặc có một số bàn tay mấu chốt vẫn chưa tham gia vào sự việc này sao? Hạ Tưởng suy nghĩ một lát. Quyết định làm xong những việc trước mắt rồi mới tự mình gọi điện cho các mối quan hệ khắp nơi cập nhật một chút về tình hình phát triển của sự việc. Bóng đêm tối dần, trên đường ít người đi lại, dù sao cũng đang là mùa đông, đêm xuống lạnh thấu xương, Hạ Tưởng đưa Cổ Ngọc về nhà. Hai người đi về phía bãi đậu xe, sau khi lên xe, Hạ Tưởng còn chu đáo thắt dây an toàn cho Cổ Ngọc, một hành động quan tâm chăm sóc lập tức khiến cho Cổ Ngọc như mở cờ trong bụng. Anh đúng là một người đàn ông tốt hiếm thấy. Hạ Tường bỗng sửng sốt, bởi vì câu nói của Cổ Ngọc lúc nãy giống hệt với những lời mà năm xưa khi hắn mới quen Vệ Tân cũng giúp Vệ Tân thắt dây an toàn cô ấy cũng nói như vậy. Đúng là trái đất tròn, cuộc sống thay đổi muôn màu, dù thay đổi cách mấy bản chất cũng không đổi. Không phải lòng người dễ đổi mà là cuộc sống dễ đổi. Hạ Tường có một chút bùi ngùi và nổ máy đưa Cổ Ngọc về nhà, nhưng lại không để ý rằng lúc hắn sửng sốt khi thắt dây an toàn cho Cổ Ngọc thì bị Vệ Tân ngồi ngay lầu ba uống cà phê nhìn thấy. Đối diện Vệ Tân là một chàng trai trẻ đẹp, khuôn mặt tươi cười chân thành, nhìn Vệ Tân bằng ánh mắt quan tâm, nồng nàn. Vệ Tân có một chút lơ đãng nhìn ra phía ngoài, lại vừa lúc thấy cảnh tượng của Hạ Tường và Cổ Ngọc. Gần như cùng lúc nghĩ đến cảnh tượng Hạ Tường thắt dây an toàn cho Vệ Tân năm đó, Vệ Tân nước mắt chảy ròng. Trong lòng ảm đạm và rất ao ước người con gái ngồi trong xe kia là cô ta, hơn nữa trong lòng cô ta có một tiếng nói vọng ra anh ta đúng là một người đàn ông tốt hiếm thấy. Nhưng cô ấy càng hiểu rõ là người đàn ông tốt này vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô ấy. Nước mắt của Vệ Tân kìm nén không được liền trào ra.
Người thanh niên ngồi đối diện là Quản Tân Vọng, là một kỹ sư trẻ vẫn đang theo đuổi Vệ Tân nhưng không được. Quản Tân Vọng hoảng sợ, không biết Vệ Tân vì sao đột nhiên lại khóc, y vội lấy khăn giấy ra định lau cho Vệ Tân, liền bị Vệ Tân đẩy ra. Xin lỗi, em muốn một mình yên lặng một chút, cảm ơn cà phê của anh. Nói xong, Vệ Tân liền chạy khỏi, chỉ để lại cho Quản Tân Vọng với vẻ mặt ngạc nhiên, ngồi ngẩn ra không biết phải làm sao. Hạ Tưởng đâu biết rằng lần gặp mặt của hắn và Cổ Ngọc vô tình lại tổn thương đến Vệ Tân. Hắn đưa thẳng Cổ Ngọc về nhà, về đến nơi, Cổ Ngọc đột nhiên ôm chặt cổ của Hạ Tưởng. Tối nay có dám ở với em không? Không phải dám hay không dám mà vì chưa xin phép. Hạ Tưởng có một ưu điểm là lúc ở thành phố Yến, rất ít khi qua đêm ở bên ngoài, nhưng Cổ Ngọc lại rất mê người, ý chí kiên định của Hạ Tưởng có một chút lay động, muốn một lần phá lệ với Cổ Ngọc. Không ngờ còn chưa thỏa hiệp, điện thoại lại reo không đúng lúc, vốn định không bắt máy nhưng nhạc chuông điện thoại được hắn cài riêng báo cho hắn biết đây là của Liên Nhược Hạm gọi đến. Còn chưa kịp xin phép vợ chính thì vợ phụ lại gọi đến kiểm tra rồi. Hạ Tưởng chỉ biết ra hiệu cho Cổ Ngọc im lặng, sau đó nhận điện thoại. Ngày mai em và con sẽ đến thành phố Yến, anh có chào đón không? Giọng nói của Liên Nhược Hạm trong đêm yên lặng nghe ra rất hay, có một hương vị khiến người khác phải rung động. Hoan nghênh thì em sẽ đến gặp anh, còn không thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Phụ nữ là một loại động vật không nói lý lẽ, Cổ Ngọc ở bên cạnh lập tức bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo đến thành phố Yến khảo sát. Hạ Tưởng nói hoan nghênh là thật lòng, Liên Nhược Hạm đến thành phố Yến có ba lợi ích, một là hắn có thể đoàn tụ với con trai, hai là Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê có thể gắn kết tình cảm, củng cố tình chị em, ba là từ Liên Nhược Hạm sẽ biết được hướng đi gần đây của Ngô gia. Ngoài ra còn ẩn chứa những lợi ích khác nữa, đã là vợ chồng lâu năm, Hạ Tưởng cũng không muốn nghĩ nhiều. Hừ, nghĩ một đằng nói một nẻo, thôi đi, tha cho anh lần này. Liên Nhược Hạm nói xong, đột nhiên hỏi một câu cảnh giác. Có phải anh đang ở bên ngoài với một cô gái khác không? Em cứ cảm thấy tâm trạng anh có gì đó mờ ám. Thật kỳ lạ, chỉ nói chuyện qua điện thoại cũng biết được cảm xúc của hắn. Hạ Tưởng giật mình, cười ha hả. Em từ Bắc Kinh gọi đến để kiểm tra, quả thật rất chuyên nghiệp, anh thật khâm phục khả năng suy luận như Sherlock Holmes và khứu giác thần bảo vệ của cảnh sát ở em. Thôi đi, đủ rồi. Liên Nhược Hạm bị Hạ Tưởng chọc cười, lại hỏi. Thần bảo vệ của cảnh sát là gì? Chưa nghe qua, anh xạo phải không? Nghe xong điện thoại của Liên Nhược Hạm, Cổ Ngọc cũng hỏi một câu tương tự. Đúng rồi, thần bảo vệ của cảnh sát là gì? Không giận nữa à? Hạ Tưởng cũng không trả lời câu hỏi của Cổ Ngọc, lại thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Cổ Ngọc, không còn giận nữa, lại chọc cô ấy cười. Anh đã có hai bà vợ, em còn muốn theo anh nữa sao? Cũng phải, anh đã có hai bà vợ rồi, em còn theo anh làm gì, thiệt là. Cổ Ngọc dường như lại tức giận, mở cửa bước xuống xe, đi mấy bước rồi quay lại gõ cửa sổ, cười. Em nghĩ kỹ rồi, có hai bà vợ cũng không sao. Ông nội nói, khi chiến tranh cách mạng có nhiều tư lệnh cũng có nhiều vợ, cũng không ai quản. Sau này em sẽ là người vợ thứ ba, anh cứ gọi em là Tiểu Tam, được không? Cổ Ngọc đi lâu rồi, Hạ Tưởng vẫn còn vẻ mặt xấu hổ. Cổ Ngọc lý giải Tiểu Tam, cùng với cách gọi Tiểu Tam của đời sau có sự khác biệt nghiêm trọng, thật uổng công cô ta nghĩ ra được. Về đến nhà, Hạ Đông đã ngủ say, cô bé Lê vẫn đang đợi hắn. Lam Miệt sau khi kết hôn thì không còn ở lại nhà nữa, với lại Lam Miệt cũng đang mang thai, bây giờ thì do cô bé Lê và bảo mẫu cùng chăm sóc thằng bé, cũng rất bận bịu. Hạ Đông bây giờ gần 6 tháng tuổi, có thể ăn có thể ngủ, vừa trắng vừa mập, may là không đen như Hạ Tưởng. Cô bé Lê vừa thấy Hạ Tưởng, vội hỏi. Có phải chị Liên đã gọi điện cho anh không? Chị ấy có gọi điện đến mà anh không có ở nhà, chị ấy còn bảo em trông anh kỹ vào, để phòng anh đi khắp nơi, không nhất định là đi đến nhà ai đó. Cô bé Lê và Liên Nhược Hạm không giống nhau, cô ấy nói chuyện hàm xúc, và lại hỏi đến điểm chính thì thôi, tuyệt đối không nói nhiều. Đi đến nhà ai? Liên Nhược Hạm thật đúng là có trí tưởng tượng, thật là cách càng xa quan tâm càng nhiều. Hạ Tưởng liền đưa tay ôm cô bé Lê. Cô ấy đúng là lo xa, mặc kệ cô ấy, tối nay hãy quan tâm đến cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Không cần đâu. Cô bé Lê xoay người bỏ chạy, liền bị Hạ Tưởng ôm chặt lấy ném thẳng lên giường. Cô bé Lê nằm ngang ngửa,
uyển chuyển bò đến trước ngực Hạ Tưởng, cặp đùi trắng nõn đặt trên người Hạ Tưởng, dùng hai ngón tay giả làm người đi qua đi lại trên người hắn, khiến cho hắn nhột khắp người. Hạ Tưởng liền nắm lấy tay cô bé Lê. Đừng sờ lung tung. Anh là của em muốn sờ đâu cũng được. Cô bé Lê đã làm mẹ nhưng vẫn còn thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ, vẻ mặt kiều diễm như hoa, như một đóa hoa hạnh đỏ thắm, mà cô ấy lại có dáng người cân đối, dưới ánh đèn có một ánh sáng mê hoặc, rất hợp với câu thơ, hạnh hoa xuân phong giang nam. Hạ Tưởng cứ để cô ấy không ngừng tìm tòi, tay hắn đặt lên cái mông đầy đặn của cô bé Lê, vừa buông tay xuống chợt nghe cô bé Lê nói một câu. Anh nói xem, nếu ba phải chạy vậy tìm các mối quan hệ thì có thể trở thành trưởng ban thư ký tỉnh ủy không? Tay Hạ Tưởng lập tức ngưng lại, không nhúc nhích, có một chút sửng sốt, bởi vì trước giờ cô bé Lê rất ít quan tâm đến việc chính trị, hôm nay lại hỏi những chuyện như vậy, chắc phải có điều giấu giếm. Sau đó hắn lại như đã hiểu ra. Là mẹ bảo em nói phải không? Cô bé Lê thấy Hạ Tưởng vừa đoán đã đúng, ngượng ngùng cười. Ừ, mẹ nói để em hỏi anh thử, mẹ nói anh có con mắt tinh tường lại có nhân duyên tốt, anh ra mặt tìm mối quan hệ, có lẽ sẽ thành công. Mẹ vợ khi nào lại quan tâm đến tiền đồ của cha vợ vậy? Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Hạ Tưởng không phải không suy xét đến khả năng đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy của Tào Vĩnh Quốc. Nhưng bây giờ là lúc các thế lực ở khắp nơi đang gia tăng thế mạnh, bốn gia tộc lớn đều đang nhằm vào vị trí trưởng ban thư ký, Tào Vĩnh Quốc hầu như không có một chút cơ hội nào. Anh sẽ giải thích cho ba biết. Hạ Tưởng vỗ mạnh vào mông của cô bé Lê. Ngủ thôi. Cô bé Lê đỏ mặt. Đáng ghét, đánh kêu quá vậy, coi chừng người ta nghe thấy. Hạ Tưởng cười ha hả. Ai mà nghe. Vừa dứt lời, một tiếng khóc vang lên, Hạ Đông dậy rồi. Con trai anh có ý kiến với anh đó. Cô bé Lê cười hi hi, vội mặc đồ, đi bế Hạ Đông. Buổi trưa hôm sau, Liên Nhược Hạm từ Bắc Kinh đến thành phố Yến, Tào Thù Lê đi đón cô ấy, Hạ Tưởng chỉ gọi điện thôi, thực sự là không có thời gian. Bởi vì Khúc Nhã Hân từ tập đoàn Tứ Ngưu mang tin tức về, Dương Quốc Anh rất có hứng thú với địa điểm quận Hạ Mã và đề xuất muốn khảo sát thực tế. Hạ Tưởng để Khúc Nhã Hân sắp đặt thời gian khảo sát cụ thể. Nếu cần thiết hắn có thể ra mặt cùng đi. Buổi chiều, Hạ Tưởng đề nghị họp hội ý, Chủ tịch quận Lý Hàm, Phó Bí thư Trang Thanh Vân, Phó Bí thư Thường trực quận Trần Thiên Vũ tổng cộng 4 người tham dự. Trọng điểm là thảo luận vấn đề quyền sở hữu đất ở thôn Thành Tây. Hạ Tưởng cứ tưởng rằng sẽ có một trận tranh luận kịch liệt với Lý Hàm, bởi vì Lý Hàm kỳ vọng rất cao vào đầu tư của chúng đại, muốn xem là chiến tích đầu tiên khi y đảm nhiệm chức Chủ tịch quận. Không ngờ sau khi cuộc họp được diễn ra, Hạ Tưởng vừa đưa ra vấn đề của thôn Thành Tây, Lý Hàm liền nói thẳng. Nếu bí thư Hạ đã có sắp đặt rồi thì tôi cũng không có ý kiến, tôi sẽ đồng ý. Hạ Tưởng bỗng sừng sốt, thấy sắc mặt của Lý Hàm không được tốt cho lắm, vẻ mặt hơi cứng ngắc, mà còn có giọng điệu giận dỗi, thì biết được việc đầu tư của chúng đại đã xuất hiện rủi ro liền hỏi. Chủ tịch quản lý có gì cứ nói thẳng, đừng nóng. Lý Hàm buông tay. Còn có gì để nói đâu, kéo dài hết mấy ngày, chúng đại không còn kiên nhẫn nữa, bây giờ đã bắt đầu đàm phán với quận Kiều Tây, nghe nói là đã đi vào gian đoạn thực chất. Hạ Tưởng liếc nhìn Trang Thanh Vân lắc đầu, mỉm cười. Chủ tịch quận Lý gấp gáp quá, là người kinh doanh thì không bao giờ làm theo cảm tính, người làm ăn nói chuyện làm ăn, từ trước tới giờ đều chạy theo lợi ích. Trang Thanh Vân đảm nhiệm phó bí thư đã được một thời gian, ngoài mặt hợp tác với Hạ Tưởng cũng tốt. Mỗi lần họp, không phụ họa theo Hạ Tưởng thì cũng không bao giờ có ý kiến phản đối, ít ra thì người ngoài nhìn vào, cho dù gã không chung đường với Hạ Tưởng thì cũng là người trung lập thiên về phía Hạ Tưởng. Trang Thanh Vân để ý đến ánh mắt của Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng muốn gã nói mấy câu. Nhớ lại trong một lần Phó Hiểu Bân trò chuyện với gã, biết rõ ai đã bày mưu đặt kế cho Phó Hiểu Bân, bình tĩnh xem xét, gã cũng muốn tiếp cận với Hạ Tưởng. Chỉ là thị trưởng Hồ đã nói trước, cần phải có một khoảng cách an toàn với Hạ Tưởng. Cái gọi là an toàn, thật ra là trung lập. Nhưng quyền sở hữu đất ở thôn Thành Tây, Trang Thanh Vân vẫn là ủng hộ tập đoàn Tứ Ngưu. Gã đã nghiên cứu không ít tài liệu đầu tư ở các nơi của tập đoàn chúng đại, căn cứ theo tin tức từ bên trong thì danh tiếng của tập đoàn chúng đại chỉ bình thường, danh dự cũng phải chờ xem xét thêm. Gã cũng rõ một điều là nhà đầu tư không thể nóng vội, trước giờ ai có tiền là đại gia. Chứ nào có thương nhân lại nóng vội muốn đầu tư. Trang Thanh Vân hơi do dự, vẫn là quyết định nói ra quan điểm của y.
Cách làm của chúng đại cũng có chỗ để thương thảo, Trịnh Nghị vội vàng thúc giục quận hạ mã đưa ra quyết định, tôi có chút nghi ngờ mục đích của y là muốn xây dựng nhà máy hay là vì muốn có miếng đất ở thôn Thành Tây. Một câu nói làm Hạ Tưởng bừng tỉnh, Trang Thanh Vân không đơn giản, thông qua hiện tượng thấy được bản chất, đã khiến hắn thức tỉnh, kể cả hắn cũng vì quá chú tâm vào sự việc này mà bỏ qua những nhánh rẽ ở ngoài sự việc này. Trịnh Nghị và Phó Tiên Phong có mối quan hệ, Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng lại cùng một ruột, đất ở thôn Thành Tây là một địa điểm tốt, chẳng lẽ tập đoàn chúng đại đang dao động, chỉ vì muốn có được miếng đất ở thôn Thành Tây sau đó thì có thủ đoạn như Nguyên Minh Lượng trước xây sân gôn sau là xây siêu thị Trường Cơ, muốn dùng chiêu che mắt thánh. Một khi đất được cấp cho tập đoàn đại chúng có thể để kéo dài mà không xây, Ủy ban Nhân dân quận cũng không có cách. Đợi đến thời cơ thích hợp, đột nhiên tuyên bố lấy miếng đất khai thác bất động sản, phối hợp với Lý Hàm, sửa đổi dự án ban đầu không phải là chuyện khó. Như vậy, miếng đất đó sẽ được tập đoàn đại chúng khai thác làm bất động sản hoặc bán cho các nhà đầu tư khác khai thác, hoặc trực tiếp chuyển nhượng cho thương mại Trường Cơ. Đúng là một kế sách tốt, Hạ Tưởng thầm kinh hãi, không ngờ đã xem thường Phó Tiên Phong, chủ yếu là vì gần đây Nguyên Minh Lượng hoạt động thường xuyên hơn, sự chú ý đều tập trung vào Nguyên Minh Lượng. Không ngờ Phó Tiên Phong lại âm thầm ra tay, cũng sơ ý khi Trịnh Nghị đến quận Hạ Mã không đơn giản chỉ là đến theo đuổi Cổ Ngọc, y cũng mưu cầu lợi ích trong chính trị, và có quan hệ mật thiết với Phó Tiên Phong. Không chừng sau hành động của Trịnh Nghị là có sự chống lưng của Phó Tiên Phong, nói không chừng bây giờ Trịnh Nghị và Nguyên Minh Lượng rất thân với nhau, cùng mưu toan lợi ích ở quận Hạ Mã. Hạ Tưởng nghĩ thông suốt, trong lòng thầm cảm kích Trang Thanh Vân đã vô tình đánh thức hắn. Trang Thanh Vân không biết một câu nói của y đã đem lại lợi ích cho Hạ Tưởng và vẫn cứ tiếp tục phát biểu ý kiến của y. Vừa nãy chủ tịch quận nói tập đoàn chúng đại và quận Kiều Tây đang đàm phán, ha ha, không biết chủ tịch quận Lý có suy nghĩ đến một vấn đề mấu chốt không? Quận Kiều Tây là vùng giải phóng cũ, ở ngay trung tâm thành phố, toàn thành phố không có chỗ để xây nhà máy, và lại trong thành phố cũng có quy định, không cho phép xây nhà máy trong khu nội thành nữa. Một câu nói đã nói ra được điểm mấu chốt, Lý Hàm lập tức đỏ mặt, miệng mấp máy không nói nên lời. Lý do rất sắc bén, thoáng cái đã làm nổi bật điểm chính, Hạ Tưởng lập tức xem trọng Trang Thanh Vân. Trang Thanh Vân thường ngày rất bình thường, khiêm tốn, không có chủ kiến, thực tế Hạ Tưởng chưa bao giờ xem thường y, trái lại Hạ Tưởng có thể thấy được đằng sau vẻ cố ý tỏ ra điềm tĩnh của y chắc chắn còn có một trái tim hùng mạnh để làm việc lớn. Trang Thanh Vân bây giờ vẫn chưa tìm được thời cơ. Cũng vì thế cục quận Hạ Mã chưa rõ ràng, bây giờ y chưa có động tĩnh gì là vì muốn đặt một nền tảng vững chắc cho sau này. Nhìn tổng quát toàn bộ quận Hạ Mã, Hạ Tưởng cho rằng, Trang Thanh Vân là một người khó lường. Hôm nay được thấy, thì quả đúng như dự đoán. Trần Thiên Vũ thấy Lý Hàm bị Trang Thanh Vân hỏi ngược lại liền chen vào hỏi. Theo tôi được biết chúng đại đã cùng huyện Thường Sơn, huyện An. Không dưới ba huyện cùng lúc tiến hành tiếp xúc. Theo như chủ tịch huyện An nói, chúng đại ở huyện An, cũng tỏ ra rất bức thiết. Nét mặt già nua của Lý Hàm càng đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ đứng lên. Xem ra công việc của tôi làm không được tốt, chúng đại cũng thật quá đáng, quả thật là lừa người khác chơi. Cứ nghĩ đây sẽ là một hội nghị căng thẳng, kết thúc trong im lặng, cuối cùng kết thúc trong sự xấu hổ và bất đắc dĩ cũng là nằm ngoài dự kiến của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vốn muốn đứng ở cương vị chính trị thuyết phục Lý Hàm. Cũng muốn thể hiện sự tôn trọng của một bí thư đối với chủ tịch quận, không ngờ Trang Thanh Vân và Trần Thiên Vũ ai cũng có thủ đoạn, mỗi người một câu đánh bại Lý Hàm. Sau khi tan họp, Hạ Tưởng vừa mới về phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Nguyên Minh Lượng, hẹn buổi chiều sau khi tan sở đến quảng trường tham dự lễ khai mạc hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu. Vừa cúp máy Hạ Tưởng liền nghĩ Nguyên Minh Lượng hành động rất nhanh, mới hơn một ngày đã bố trí xong tất cả. Xem ra đã có dự tính trước, đã âm thầm làm xong hoa đăng chứ mới mấy ngày làm gì mà xong được. Chương 683, Mê Cục. Hạ Tưởng thông báo cho Hoàng Kiến Quân, để y tổ chức lực lượng cảnh sát phụ trách trật tự trong hội hoa đăng, cam đoan không để xảy ra sự cố. Hoàng Kiến Quân đã cam đoan, nói rằng sẽ đích thân đứng ra phụ trách duy trì trật tự. Vừa mới bố trí xong tất cả, không ngờ Trang Thanh Vân lại đến phòng làm việc. Hạ Tưởng đứng dậy chào đón. Thể hiện sự lễ phép, Trang Thanh Vân gật đầu đáp trả, không vòng vo mà trực tiếp nói. Tôi muốn xin anh nghỉ phép trước, 20 tháng 1 là sinh nhật của thị trưởng Hồ, phải trễ nửa ngày. Hạ Tưởng cười híp mắt. Trang Thanh Vân không phải đến xin phép, còn đến một tuần nữa,
có ai lại xin sớm cả tuần. Cậu ta muốn ám chỉ gì đây? Mặc kệ là Trang Thanh Vân tự đề ra hay là do ý của Hồ Tăng Chu, bữa tiệc sinh nhật của Hồ Tăng Chu, Hạ Tưởng nhất định phải đi. Nếu không thì hắn có vẻ quá lên mặt. Hơn nữa Trần Phong sắp rời chức, trên cơ bản Hồ Tăng Chu tiếp nhận chức phụ bí thư đã là kết cục đã định, hắn cần phải hàn gắn lại mối quan hệ gần xa với Hồ Tăng Chu. Những việc trong chính trị luôn luôn phiên nhau, Hồ Tăng Chu là nhân vật số một, có tầm mắt cao, quyền lực lớn thì lòng dạ sẽ rộng rãi hơn, trong đấu tranh chính trị sẽ chiếm được vị trí có lợi, từ lập trường trung lập trước kia đổi thành đẩy mạnh phong cách chấp chính của mình, y phải đoàn kết một nhóm người. Hiển nhiên, Phó Tiên Phong không phải là đối tượng để y đoàn kết. Hạ Tưởng tỏ ra hiểu ý cười. Được, được, sinh nhật thị trưởng Hồ nhất định sẽ có nhiều bạn thân đến, nếu thị trưởng Hồ không chê bai thì đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến chúc thọ. Trang Thanh Vân thấy Hạ Tưởng nghe tiếng đàn đã hiểu ý, cũng hiểu ý cười. Tôi nghĩ thị trưởng Hồ nhất định sẽ rất vui. Lời nói của Trang Thanh Vân không phải là tùy ý nói, thái độ của y đại khái cũng là thái độ của Hồ Tăng Chu. Hạ Tưởng ít nhiều gì cũng hiểu được, Trần Phong rời chức, chắc chắn Hồ Tăng Chu cũng có nghe qua, nhưng Trần Phong rời chức không phải là trọng tâm mà trọng tâm là ai sẽ đảm nhiệm chức vụ thị trưởng. Đúng rồi, rốt cuộc ai sẽ đảm nhiệm chức vụ thị trưởng, đây cũng là vấn đề mà Hạ Tưởng luôn đắn đo. Phu Phồn Nhiên là phó thị trưởng thường vụ, theo lý thì y là người đảm nhiệm, nhưng kinh nghiệm của y còn non nớt, thời gian đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thường trực quá ngắn. Bước thêm một bước lên vị trí thị trưởng thì gần như không thể. Hơn nữa cho dù phía trên có người ủng hộ, miễn cưỡng lên chức cũng khó có người phục tùng. Về cơ bản, khả năng Vu Phồn Nhiên đảm nhiệm chức vụ thị trưởng có thể loại bỏ, trừ phi xuất hiện các nhân tố bất ngờ. Nếu đề bạt từ các ủy viên thường vụ đương nhiệm ở thành phố Yến thì ngược lại Phó Tiên Phong là người thích hợp nhất. Là một phó bí thư thành ủy, là nhân vật xếp thứ ba ở thành phố Yến. Phó Tiên Phong ở thành ủy công tác cũng được 2 năm rồi, về cơ bản mọi việc cũng coi như tốt, chủ yếu là cấp trên có người, lại có bối cảnh vững chắc, nếu cố gắng làm việc sẽ có nhiều hy vọng. Phó Tiên Phong tiếp nhận chức vụ thị trưởng sẽ không có lợi cho Hạ Tưởng. Là một trong những người mà Phó Tiên Phong căm ghét nhất, một khi Phó Tiên Phong ngồi chắc vị trí thị trưởng thì đến lúc đối phó Hạ Tưởng tuyệt đối sẽ không nương tay. Bản thân là một thị trưởng có quyền lực lớn hơn Phó Bí Thư, phạm vi quản lý cũng rộng hơn. Hạ Tưởng phải vô cùng cẩn thận. Sau Tết chưa nghe thấy Phó Tiên Phong có động tĩnh gì, Hạ Tưởng trong lòng suy tính nếu không nằm ngoài dự đoán thì Phó Tiên Phong chắc hẳn đang âm thầm vận hành vị trí thị trưởng. Hơn nữa, Hồ Tăng Chu không chừng đã nghe được tin tức gì, cũng đang gấp rút gia tăng thế lực của gã, bởi vì dưới thế lực lớn mạnh của Trần Phong, thân là thị trưởng có thể tạm thời liên kết với Phó Tiên Phong. Nhưng Trần Phong rời chức thì sau đó Phó Tiên Phong sẽ tiếp nhận chức vụ thị trưởng. Một khi gã nhậm chức bí thư thì sẽ ở thế đối lập với Phó Tiên Phong. Và lại gã cũng rất rõ bản tính của Phó Tiên Phong, hậu trường cứng rắn, thủ đoạn cứng rắn, nhất định sẽ là một thị trưởng có cường thế. Hồ Tăng Chu bị Trần Phong ức chế một thời gian dài, gã không muốn sau khi đảm nhiệm làm bí thư thành ủy còn phải bị một thị trưởng có cường thế ràng buộc. Là người ai cũng muốn đứng ra làm chủ, ai cũng không muốn nghe theo người khác hoặc bị ép buộc làm một việc gì, nhất là một người có địa vị cao. Hồ Tăng Chu là người luôn phòng ngừa chu đáo, mượn cớ sinh nhật âm thầm thu gom lại lực lượng mà gã cho là có thể đoàn kết. Gã ở thành phố Yến đã mấy năm rồi, vị trí vẫn chưa đứng vững, nếu sau khi tiếp nhận chức phụ bí thư treo danh hiệu ủy viên thường vụ tỉnh ủy, về cấp bậc thì đè trên đầu của Phó Tiên Phong, nếu còn bị Phó Tiên Phong áp bức, đừng nói là gã cảm thấy khó chịu mà lãnh đạo cấp trên còn nghi ngờ năng lực của gã. Trên, không được lãnh đạo tín nhiệm, dưới lại không được cấp dưới tôn trọng. Hồ Tăng Chu nhất định sẽ không ngồi im chịu trận. Nhưng nếu Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức vụ thị trưởng thì sẽ hình thành một hạn chế rất lớn cho Hạ Tưởng. Như vậy, Hồ Tăng Chu đã bày tỏ thiện ý thông qua Trang Thanh Vân, hắn cần phải nắm chắc bàn tay hữu nghị mà Hồ Tăng Chu đưa ra. Trang Thanh Vân vừa đi, Hạ Tưởng xem lại giờ thấy vẫn còn một khoảng thời gian mới đến nghi thức cắt băng khai mạc Tết Nguyên Tiêu, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Trần Phong. Biết anh gọi điện thoại đến. Chắc chắn đã nghe được tin gì rồi. Trần Phong liền cười mắng một câu. Biết là bình thường không có việc gì anh cũng không gọi điện hỏi thăm, phải đợi đến lúc nước đến chân mới nhảy. Hạ Tưởng biết Trần Phong chỉ nói đùa, hắn không bao giờ làm những việc nước đến chân mới nhảy, làm việc gì luôn dự tính trước không bao giờ chậm trễ. Nếu không phải Hạ Tưởng lúc nào làm việc gì cũng đi trước người khác một bước thì cũng không có được như ngày hôm nay.
nhưng việc Trần Phong rời chức đến tận bây giờ vẫn chưa rõ ràng, phải nói là đã giấu rất kỹ, có thể cấp trên không muốn kinh động đến nhiều người để tránh xảy ra chuyện phiền toái không đáng có. Nhưng dù sao vẫn có người biết trước tin tức bên trong, trên đời không có gì là bí mật. Trên đời không có gì là bí mật, bí thư Trần, không phải là tôi đã nghe được tin gì, chỉ là có người cố ý thông báo cho tôi biết. Hạ Tưởng vốn đã quen những chuyện đùa thật thật giả giả của Trần Phong, liền cười ha hả. Vừa nãy Trang Thanh Vân có nói với tôi, phải xin phép nghỉ trước một tuần, bởi vì sinh nhật của thị trưởng Hồ. Ha ha! Trần Phong cười, lập tức hiểu ra. Chỉ là sinh nhật mà khiến cho anh liên tưởng đến quá nhiều chuyện, anh giỏi thật. Nói thật, tôi bị điều đi là đúng nhưng cụ thể đi đâu còn chưa quyết định, nói không chừng kéo dài thêm nửa năm, cũng có lẽ cấp trên đã sắp đặt xong vị trí cho tôi, 5-3 ngày nữa là rời khỏi thành phố Yến cũng không chừng. Bất kể bí thư Trần đến đâu thì cũng là chức vụ cao hơn, tôi nhất định phải chúc mừng. Hạ Tưởng ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Quan trọng là người được chọn làm thị trưởng, đúng không? Tôi biết anh không phải quan tâm tôi đi hay ở, mà là cục thế của thành phố Yến sau thời của Trần Phong. Trần Phong giả bộ giận nói, rồi lại cười. Việc này bây giờ không nên nói, bây giờ thành phố Yến và tỉnh Yến điều chỉnh nhân sự, chỉ cần là vị trí quan trọng đều có nhân vật quan trọng quan tâm. Nghe nói, không những ứng cử viên cho chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy đã kinh động đến tổng bí thư, kể cả chức thị trưởng thành phố Yến đều được Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng quan tâm với mức độ khác nhau. Trần Phong tiết lộ tin tức không phải là tin đồn vô căn cứ mà là sự thật, bởi vì với cấp bậc của Trần Phong y có thể tiếp xúc được một số cơ mật quan trọng, nếu y tiến thêm một bước, không phải là phó bí thư tỉnh ủy thì cũng là phó chủ tịch, bắt đầu bước vào danh sách hậu bị của cán bộ cấp tỉnh. Sau khi mãn nhiệm, có hy vọng đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, trở thành quan lớn. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng biết rõ. Nghe nói hậu đài của Trần Phong ở Bắc Kinh, bây giờ rất có thế, cũng có chỗ lên cao. Lời nói của Trần Phong để lộ ra hai tin tức, càng khiến người ta muốn tìm hiểu sâu. Ứng cử viên trưởng ban thư ký tỉnh ủy đã kinh động đến Tổng Bí Thư, cũng như đã khẳng định phỏng đoán của Hạ Tưởng. Tổng Bí Thư có phải là người ủng hộ thế các thế lực gia tộc hay không hắn không dám kết luận, quan trọng là ứng cử viên chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy cần phải được Bộ Chính trị thảo luận thông qua. Nhưng không nhất định Tổng Bí Thư phải chú ý quan tâm đến một ứng cử viên trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Nhưng bây giờ đã kinh động đến Tổng Bí Thư, chứng tỏ mức đấu tranh đã lên một bậc, càng nói rõ, nhà họ Ngô gặp rất nhiều trở ngại, bằng không dựa theo phỏng đoán tự phụ của Ngô Tài Dương ứng cử viên đã được xác định, nhưng hiện tại vẫn đang giằng co, rất bất lợi cho nhà họ Ngô. Nơi có ý vị sâu sắc thứ hai là ứng cử viên của chức thị trưởng thành phố Yến. Không ngờ lại khiến cho Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng quan tâm, càng chứng minh được vị trí của thành phố Yến trong con mắt của cấp trên ở Trung ương càng ngày càng cao. Thị trưởng thành phố Yến tuy chỉ là cán bộ cấp phó tỉnh nhưng quyền quyết định vẫn là ở tỉnh Yến, tỉnh ủy đề danh sau đó Hội đồng Nhân dân thông qua, chỉ cần đưa cho Ban Tổ chức Trung ương lập hồ sơ là được. Nhưng bây giờ Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đều quan tâm với mức độ khác nhau. Nên vẫn còn có ý thăm dò bởi vì không biết dụng ý của việc quan tâm của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng là gì. Đã đến cấp bậc như Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng thì không phải chỉ chú ý đến một việc mà thôi, một khi đã chú tâm thì là liên quan đến đại sự đến quốc kế dân sinh, hoặc là ảnh hưởng lớn đến sự việc chính trị, nếu không tuyệt đối không tới mức phải quan tâm. Nói cách khác, Trần Phong còn chưa rời chức, vấn đề về ứng cử viên thị trưởng đã bắt đầu cạnh tranh mà mức độ lại rất cao. Hiển nhiên. Nếu Hạ Tưởng đoán không sai thì nhà họ Phó đã ra tay rồi. Nhà họ Phó đoán cũng đã biết rõ nguyên nhân chậm trễ của vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy nên đã không còn ôm hy vọng lớn nữa, vừa lúc có thể toàn tâm toàn ý tranh giành vị trí thị trưởng của thành phố Yến, hơn nữa vị trí của Phó Tiên Phong bây giờ là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp nhận chức vụ thị trưởng. Đấu tranh chính trị tăng lên một tầng cao mới thì Hạ Tưởng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ. Trình tự đấu tranh chính trị cao đến đâu thì cũng không ngoài ích lợi và cân bằng, lợi ích trước cân bằng sau, hoặc cân bằng trước lợi ích sau, hoàn toàn nằm ở lập trường chính trị khác nhau của mỗi người. Hạ Tưởng mỉm cười, liền nhảy qua vấn đề ứng cử viên thị trưởng. Bước sắp đặt tiếp theo của ngài, có manh mối gì không? Hướng đi của Trần Phong, Hạ Tưởng không thể không quan tâm. Tạm thời hơi khó nói, khả năng lớn là sẽ đến Ủy ban Trung ương Bắc Kinh. Dù gì cũng không ở lại tỉnh Yến nữa. Giọng điệu Trần Phong có chút lưu luyến, y ở tỉnh Yến không ít năm,
vị trí quan trọng trong đời người cũng trải qua ở tỉnh Yến, còn có nhiều tình cảm đối với tỉnh Yến. Ngắt điện thoại của Trần Phong, Hạ Tưởng ngồi rất lâu không nói gì. Mặc dù biết sớm muộn gì Trần Phong cũng rời chức, nhưng khi việc đến trước mắt trong lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu, không phải là vì Trần Phong rời khỏi thì hắn không còn chỗ dựa trong thành ủy nữa mà là vì quen biết lâu năm với Trần Phong, quan hệ của hắn với Trần Phong rất tốt, cũng nhận được sự chiếu cố và quan tâm của Trần Phong. 6 giờ chiều, Thương mại Trường Cơ đưa xe đến tòa nhà ủy ban thành ủy đón Hạ Tưởng và Lý Hàm đến cắt băng khai mạc lễ hội Tết Nguyên Tiêu. Lễ hội Nguyên Tiêu bắt đầu từ ngày 14 tháng Giêng, kéo dài 3 ngày đến rạng sáng 17 thì kết thúc. Cảnh vật chủ yếu được bố trí tại đường Viễn Cảnh, trải dài cả con đường, bởi vì quận Hạ Mã là quận mới, đường phố rộng lớn, bố cục hợp lý, Thương mại Trường Cơ chỉ cần một ngày một đêm là đã bố trí xong hội hoa đăng. Hạ Tưởng và Lý Hàm cùng ngồi trên xe của Thương mại Trường Cơ, hai thư ký đều ngồi ở xe sau, Hạ Tưởng và Lý Hàm cùng ngồi chung là có chuyện muốn nói. Chủ tịch quận Lý, hết 15 tháng Giêng là đa số những công nhân về quê đều sẽ lên làm việc lại, các dự án xây dựng ở quận Hạ Mã sẽ chào đón một cao trào mới. Quận ủy và ủy ban nhân dân nhất thiết phải đến thăm viếng các công trường, an ủi công nhân, khích lệ tinh thần, đồng thời tăng cường ý thức an toàn cho các công trường, để tránh xảy ra sự cố nghiêm trọng. Lý Hàm gật đầu. Bí thư Hạ nói đúng, tôi đã giao cho đồng chí Nguyên Thanh phụ trách cụ thể, cậu ta cũng đã bố trí kỹ càng. Tạ Nguyên Thanh thật sự có quan hệ mật thiết với Lý Hàm. Ánh mắt của Hạ Tưởng sáng lên, hắn không để ý đến lập trường của Tạ Nguyên Thanh theo người nào, mà nhận thấy tính cách và cách thức làm việc của Tạ Nguyên Thanh không thích hợp đi động viên, an ủi công nhân, chỉ có Ngô Cảng Đắc là thích hợp, nhưng chuyện nội bộ của chính phủ Hạ Tưởng không nên khoa tay múa chân, chỉ hàm xúc nói một câu. Lúc trước Cảng Đắc đã làm ở cơ sở một thời gian dài. Ngụ ý đương nhiên là Ngô Cảng Đắc rất thích hợp để hòa mình vào nhóm công nhân. Lý Hàm nao nao, cười không nói gì. Nghi thức cắt băng không có gì mới lạ, Hạ Tưởng và Lý Hàm cùng nhau lên sân khấu cắt đứt quả cầu vải, sau đó là tiếng vỗ tay vang dội, sau đó là bữa tiệc của Thương mại Trường Cơ chiêu đãi các nhân viên quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã. Ăn xong, hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu chính thức khai mạc. Không thể không nói, lễ hội hoa đăng mà Nguyên Minh Lượng tỉ mỉ sắp đặt cũng có điểm nhấn, thoáng nhìn, các màu sắc của đèn lồng đua nhau khoe sắc, mỗi cái mỗi vẻ. Của thật có quang cảnh của một đêm gió đông thả hoa thiên thụ, ánh sao như mưa rơi, xe cộ tấp nập thoảng hương thơm, tiếng nhạc du dương, đèn lồng như ngư long nhảy múa, còn có đèn đuốc rực rỡ, ánh sáng lung linh, lại có nhiều người qua lại rất náo nhiệt trong tiếng hoan hô cười nói rôm rả, quả nhiên có cảnh tượng của thời hoàng kim. Thân là quan phụ mẫu của quận Hạ Mã, Hạ Tưởng thấy tình cảnh như vậy trong lòng cũng yên tâm. Sau cùng Hạ Tưởng dẫn đầu đoàn lãnh đạo quận Hạ Mã tán thưởng việc tổ chức hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu của Thương mại Trường Cơ. Bước đầu dự đoán, đêm đầu tiên có 50.000 lượt du khách, theo sau tin tức được phát sóng tối nay, số người trong ngày hôm sau sẽ tăng thêm. Hạ Tưởng sau khi dặn dò xong, luôn dặn mọi việc phải chú ý đến an toàn, sau đó liền rời khỏi, tối nay Liên Nhược Hạm còn ở nhà đợi hắn. Hạ Tưởng cho tài xế và Triều Vĩ Cương về nhà. Hắn tự mình lái xe đến nhà Liên Nhược Hạm, nửa đường nhận được điện thoại của Khúc Nhã Hân. Lãnh đạo, tôi muốn báo cáo với ngài về việc liên quan đến tập đoàn Tứ Ngưu, Chủ tịch Dương Tuy đã đồng ý xây trang trại chăn nuôi ở quận Hạ Mã nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Hạ Tưởng không ngờ sự việc lại tiến triển nhanh như vậy, thuận lợi hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, cũng khiến cho hắn càng xem trọng khả năng làm việc của Khúc Nhã Hân. Chủ tịch Dương đã để ý miếng đất hoang là nơi tiếp giáp giữa quận Hạ Mã và huyện Thường Sơn, nói là rất thích hợp để xây trang trại chăn nuôi, còn miếng đất ở thôn Thành Tây, cô ấy muốn chỉ định chuyển nhượng cho tập đoàn chúng đại. Khúc Nhã Hân không rõ mục đích của Dương Quốc Anh là gì, tại sao tập đoàn Tứ Ngưu và tập đoàn chúng đại lại cùng xuất hiện? Tại sao lại chuyển nhượng miếng đất cho tập đoàn chúng đại, cô ấy nghĩ mãi cũng không có lời giải đáp. Hạ Tưởng đang lái xe nhanh như bay. Nghe câu này xong lập tức giật cả mình, liền dừng xe lại, tiêu hóa tin tức kinh người mà Khúc Nhã Hân mang đến. Phản ứng đầu tiên của Hạ Tưởng cũng giống như phản ứng của Khúc Nhã Hân lúc đó, kinh ngạc mà khó hiểu, cũng vô cùng buồn bực giữa tập đoàn Tứ Ngưu và tập đoàn chúng đại không có làm ăn qua lại, tại sao Dương Quốc Anh lại ra mặt cho Trịnh Nghị? Chẳng lẽ Dương Quốc Anh đã âm thầm nhận lợi ích của Trịnh Nghị, hay là xuất phát từ nguyên nhân chính trị? Dương Quốc Anh không chỉ là chủ tịch tập đoàn của tập đoàn Tứ Ngưu, cô ấy cũng là nhân vật chính trị, cô ấy là cán bộ của doanh nghiệp nhà nước,
có lập trường chính trị và lấy hướng đi chính trị là chuyện bình thường, nhưng giữa cô ấy và Trịnh Nghị có qua lại với nhau, việc đề xuất chuyển nhượng đất cho tập đoàn chúng đại khiến cho Hạ Tưởng nghi ngờ rất nhiều, càng thêm một tia cảnh giác. Không ngờ hành động của hắn muốn bóp chết thứ sữa bột gây sỏi thận lại liên quan đến Dương Quốc Anh và Trịnh Nghị, hoặc có thể nói có quan hệ với Phó Tiên Phong, thật sự là có thu hoạch ngoài dự đoán. Nếu Dương Quốc Anh không có quan hệ với Trịnh Nghị và tập đoàn chúng đại thì cũng có liên hệ với Phó Tiên Phong, nếu không bà ấy cũng không đưa ra một yêu cầu xem ra không hợp lý và có lợi ích ngầm, Hạ Tưởng suy nghĩ một lúc rồi nói với Khúc Nhã Hân. Để tôi xem xét lại, sau này mới trả lời cho cô biết. Trước khi Hạ Tưởng chưa hiểu được ý định của Dương Quốc Anh thì sẽ không liều lĩnh đáp ứng yêu cầu của bà ấy. Tuy Dương Quốc Anh chủ động đưa ra địa điểm rất hẻo lánh, gần như là đất hoang, cách xa thành phố, danh nghĩa là khu trực thuộc của quận Hạ Mã nhưng thực tế là miếng đất không ai quản lý của quận Hạ Mã và huyện Thường Sơn. Tuy là hẻo lánh, hoang vắng nhưng là ở dưới chân núi, tốn một ít thời gian và tiền bạc để sửa sang lại xây thành trang trại chăn nuôi cũng là một địa điểm không tồi, hơn nữa lại cách xa thành phố sẽ không ảnh hưởng xấu đến quận Hạ Mã. Nhưng vấn đề là chắc chắn Dương Quốc Anh có mưu đồ khác, nếu không thì không thể bỏ một nơi tốt như vậy mà không dùng nhường cho người khác. Nhân vật chính trị trước đến giờ không có người tốt việc tốt, càng không có chuyện thể hiện phong cách. Hạ Tưởng vừa nghĩ vừa lái xe đến Sâm Lâm Cư, rồi lại trực tiếp đến nhà Liên Nhược Hạm. Bởi vì có Liên Nhược Hạm đến nên Liên Cư rộn vang tiếng cười, vệ tân đã đến từ sớm, trước là giúp dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bố trí lại phòng ốc theo thói quen của Liên Nhược Hạm, toàn bộ căn nhà từ trong ra ngoài rực rỡ hẳn lên. Hạ Tưởng chưa vào đến cửa đã thấy Liên Hạ chạy vội đến. Luôn miệng gọi ba rất thân thiết, lao thẳng vào lòng, nhóc con càng lớn càng khỏe, Hạ Tưởng ẵm nó đưa cao lên đầu, xoay một vòng, chọc cho Liên Hạ cười không ngừng. Buông Liên Hạ xuống đi vào phòng, phát hiện nhà Liên Nhược Hạm vẫn như trước, trong nháy mắt thời gian như quay ngược về quá khứ, quay về thuở xưa hắn và Liên Nhược Hạm mới quen biết nhau, lại nhìn thấy vẻ cười nhạt và ánh mắt đầy phức tạp của vệ tân, cùng với cách bày trí trong nhà đều theo phong cách của vệ tân, khiến Hạ Tưởng lại quay về vẻ ngẩn ngơ của ngày xưa. Liên Nhược Hạm không khác xưa mấy vẫn kiểu dáng cũ, cười duyên dáng phảng phất như hoa sen trong nước, lặng lặng nhìn Hạ Tưởng, vệ tân lại có ánh mắt phức tạp, hình như vừa u oán vừa bất đắc dĩ, nhìn thẳng Hạ Tưởng vài lần, cuối cùng cũng bế Liên Hạ lên lầu, dành không gian cho Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm. Chương 684, đáp án. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm xa nhau chưa bao lâu, hai người thản nhiên ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Liên Nhược Hạm định một thời gian nữa sẽ đi Mỹ, công ty mạng có một số chuyện cần xử lý có thể sẽ ở Mỹ khoảng 2-3 tháng. Cô ấy chuẩn bị dắt Liên Hạ đi cùng, Hạ Tưởng không có ý kiến gì, Liên Hạ theo Liên Nhược Hạm tốt hơn, Liên Nhược Hạm không quá nuông chiều Liên Hạ, nếu đưa cho ông cụ Ngô trông thì đừng xem ông cụ Ngô trong chính trị đối nhân xử thế rất nghiêm khắc nhưng đối với Liên Hạ lại quá nuông chiều, sẽ khiến cho Liên Hạ không ra gì cả. Tuy chưa qua tháng riêng, vào đêm nhiệt độ không khí giảm xuống cực nhanh nhưng Liên Nhược Hạm lại muốn Hạ Tưởng cùng cô ấy ra ngoài tản bộ. Hạ Tưởng tất nhiên không làm phật ý người đẹp, cùng Liên Nhược Hạm đi ra ngoài tản bộ trong đêm. Liên Nhược Hạm siết chặt tay của Hạ Tưởng, dựa đầu vào vai của Hạ Tưởng, cười. Tốt quá, ôm lấy cánh tay anh vẫn có cảm giác rất ấm, dựa đầu vào vai anh vẫn có cảm giác kiên định, chứng minh anh vẫn còn yêu em. Hạ Tưởng kinh ngạc. Duy tâm quá. Kiểu trắc nghiệm này của em đối với anh không công bằng, chỉ chứng minh em đối với anh còn có cảm giác hay không, không thể chứng minh anh yêu em. Em muốn sao là phải vậy, không cần anh bận tâm. Liên Nhược Hạm không phục mà cười, sau đó ấn ấn lên ngực, bĩu môi nói. Anh nói thật đi, chỗ này của em có phải không còn đàn hồi nữa không? Hạ Tưởng vui vẻ, đưa tay sờ. Không có, vẫn như trước mà, em muốn dụ dỗ anh thì cứ nói thẳng. Không cần phải ám chỉ như vậy, cũng đều là vợ chồng già rồi ai mà không biết ý của nhau. Đáng ghét, thật xấu hổ, ai dụ dỗ anh chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Liên Nhược Hạm dưới ánh đèn đường vô cùng kiều diễm, thời tiết lạnh lẽo khiến khuôn mặt của cô ấy lạnh đến đỏ như hoa, Hạ Tưởng liền đưa tay lên sờ một cái. Hai người tản bộ dọc theo bờ hồ, mặt hồ có một lớp băng trôi, gió thổi qua lớp băng trên nước có tiếng xèo xèo, trong ban đêm yên tĩnh khiến người ta có một cảm xúc khác lạ. Gió thổi cảnh động, bóng người lúc gần lúc xa, lúc dài lúc ngắn, thoáng như cảnh trong mơ. Hạ Tưởng vô cùng tỉnh táo, bởi vì hắn và Liên Nhược Hạm nói về hướng đi gần đây của nhà họ Ngô. Không mấy thuận lợi, em đã gặp ba mấy lần,
mỗi lần ba đến gặp ông nội sắc mặt đều không tốt, tuy em không nghe rõ họ nói gì nhưng hình như là gặp phải trở ngại lớn tới giờ cũng chưa có tiến triển, nghe nói ở ban tổ chức trung ương khá thuận lợi, khi đến bộ chính trị thảo luận thì bị khựng lại. Liên Nhược Hàm chịu ảnh hưởng của Hạ Tưởng, lúc trước không quan tâm đến chính trị giờ trở thành người đứng bên cạnh nghe tin tức, cô ấy không để ý nghe, những điều mà ba và ông nội không nói cho cô ấy biết thì cô ấy cũng không thèm hỏi tới. Nhưng không khí chính trị còn lớn hơn không khí cuộc sống gia đình, không muốn nghe cũng không được. Lời nói của Liên Nhược Hàm như một liều thuốc an thần cho Hạ Tưởng, biết được phỏng đoán của hắn ít nhất là cho tới bây giờ trên cơ bản là đúng. Tuy còn trong tình trạng rằng co nhưng càng để lâu càng không có lợi cho nhà họ Ngô, bởi vì Ngô Tài Dương tự nhận là nắm quyền, nắm đại cục trong tay, không nghĩ là sẽ bị khựng lại, chắc chắn trong lòng rất nôn nóng. Nếu gấp gáp sẽ dễ dàng xuất hiện sơ suất. Nhà họ Ngô không bằng nhà họ Khâu yếu thế làm việc gì đều toàn lực ứng phó, còn ôm quyết tâm hy sinh lợi ích từ những phương diện khác. Ngô gia thế lớn, ỷ thế nắm giữ tất cả trong tay, lại không muốn đem lợi ích ra trao đổi. Lại gặp phải cản trở lớn, đối với Ngô Tài Dương đây là một cú sốc lớn. Nhục nhã và phẫn nộ, không chừng Ngô Tài Dương sẽ phạm sai lầm, dù không phạm sai lầm thì rằng có thời gian càng dài ông ta sẽ nghĩ là dù thuận lợi cũng là một lần thất bại, có thể không muốn thất bại quá thê thảm sẽ chủ động buông tay. Đúng rồi, có lần ba và ông nội nói chuyện, có nhắc đến anh. Có thể Liên Nhược Hàm cảm thấy lạnh, ép sát người vào Hạ Tưởng, ra sức ôm chặt tay Hạ Tưởng, dựa đầu vào vai của hắn. Anh đoán xem họ đã nói gì. Hạ Tưởng ôm Liên Nhược Hàm vào lòng, cười ha hả. Dù sao cũng không phải lời hay, cũng không phải là nói xấu, đại khái là nửa chê nửa khen. Liên Nhược Hàm mở to mắt. Anh lợi hại quá, làm sao mà đoán là chúng vậy? Hạ Tưởng lắc đầu cười. Anh không lợi hại thì làm sao em theo anh? Đừng có đắc ý. Liên Nhược Hàm vui vẻ ra mặt, đá Hạ Tưởng một cái, lại nói. Em cũng không nghe kỹ, chỉ nghe nói anh xem cục thế rất chuẩn, ngay cả ba cũng có chút khâm phục anh nhưng ba lại nói anh nói như rồng leo làm như mèo mửa, nói đúng làm không đúng, ông ấy vẫn còn có thể làm hòa cục diện để anh biết mặt. Nhưng ý của ông nội là dù nhà họ Ngô lần này có đạt được hay không ông nội cũng đề nghị lôi kéo anh theo phe, nói anh là một nhân tài hiếm có, sau này tuyệt đối có nhiều tiền đồ, nhà họ Ngô không đưa anh vào trung tâm hệ thống là một tổn thất lớn. Quả nhiên như hắn dự đoán. Ông cụ đối với hắn vẫn còn nhận xét, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười. Ý tưởng của ông cụ rất ôn hòa nhưng Bộ trưởng Ngô nhất định có cái nhìn bất đồng, ông ấy vẫn còn thành kiến với anh. Anh lại đoán đúng rồi, ba nói ba không cảm thấy nhà họ Ngô cần có anh, ông ấy muốn xem anh có thể đi được bao xa bằng chính khả năng của mình, ông ấy còn muốn xem. Hạ Tưởng tiếp lời của Liên Nhược Hàm. Ông ấy còn muốn xem sau khi Trần Phong rời khỏi anh ở thành phố Yến không còn chỗ dựa vững chắc. Thì còn có thể ở quận Hạ Mã thuận buồm xuôi gió hay không? Liên Nhược Hàm cứ như một cô bé kinh ngạc đến há to miệng. Anh quả thật rất thần kỳ, đoán chúng hết 8-9 phần. Anh hiểu rõ ba em quá nếu ông ấy mà biết thì sẽ không khỏi hoảng hốt. Hạ Tưởng lắc đầu. Bộ trưởng Ngô sẽ không hoảng hốt, cùng lắm chỉ hơi ngạc nhiên thôi, sau đó thì xem như anh đã ngẫu nhiên đoán chúng một lần. Đối với thái độ của Ngô Tài Dương hắn đã đoán biết trước. Cũng biết muốn Ngô Tài Dương thay đổi thái độ đối với hắn không phải chuyện dễ. Ngô Tài Dương không những cố chấp, hơn nữa còn rất có tài năng, càng như vậy ông ta càng tự phụ, trước giờ người tự phụ càng không chấp nhận người thông minh hơn mình nhất là người mà y ghét. Mà bản thân vì việc của Liên Nhược Hàm, vì giúp nhà họ Khâu, bây giờ vẫn là một trong số những người mà Ngô Tài Dương không thích. Nhà họ Ngô có cần anh hay không cũng không sao, chỉ cần em và con cần anh là đủ rồi. Hạ Tưởng lại ôm Liên Nhược Hàm vào lòng, hôn lên trán cô ấy. Cuộc đời này có em ở bên cạnh anh không có gì phải tiếc nuối. Một câu nói như thắp cháy ngọn lửa trong lòng của Liên Nhược Hàm. Cô ấy đáp trả bằng một nụ hôn. Dù biết anh đang gạt người, nhưng em vẫn rất vui. Hạ Tưởng thật ra không phải đang dối gạt người khác, chỉ là có cảm xúc mà bày tỏ thôi. Khi hắn và nhà họ Ngô đang đi đến hòa giải thì lại gặp phải lựa chọn quan trọng hoàn toàn mới. Tuy không đến mức bất hòa và đối địch như trước đây nhưng cũng phải chia rõ trận tuyến, hơn nữa Ngô Tài Dương lại có một băn khoăn mới đối với hắn. Ích lợi quyết định lập trường quyết định thái độ. Nếu như lúc đầu Hạ Tưởng có ý nghĩ dựa vào thế lực của một gia tộc lớn, ngồi dưới cây đại thụ hóng mát, cũng có thể sẽ từng bước thăng chức.
Nghiêm khắc mà nói bây giờ hắn chỉ mới là phó giám đốc sở, còn chưa chính thức bước vào hàng ngũ quan lớn, nhưng cũng đã nhận định nền tảng chính trị nhất định, có một mạng lưới quan hệ phức tạp, quan trọng là hắn đã hình thành lập trường chính trị cho mình. Lập trường chính trị rất kiên định, và sẽ không thay đổi nguyên tắc làm quan. Bóng đêm dần buông, Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm về đến nhà vệ tân đã dỗ Liên Hạ ngủ say. Vệ tân đúng là mẫu người vợ người mẹ tốt, đối xử trẻ nhỏ đủ kiên nhẫn, Liên Hạ cũng rất thích ở với cô ấy, hết sức tin cậy cô ấy. Hạ Tưởng chưa mở miệng nói, Liên Nhược Hạm chủ động bảo hắn về nhà. Hay là về với cô bé Lê đi, tối nay em sẽ không dành anh với cô ấy, dù sao hôm nay cũng không tiện, để hôm nào tiện em sẽ tự nói với cô ấy mượn anh một ngày, cô ấy cũng sẽ nhận lời. Hạ Tưởng liền cười. Anh thành đồ chơi của hai người rồi, nhường qua nhường lại, anh là người lớn tự mình có quyền tự chủ. Liên Nhược Hạm đánh Hạ Tưởng một cái. Thôi đi, trong thế giới bí mật của tụi em anh là một đứa trẻ được tụi em sắp đặt, muốn anh thế nào thì anh phải thế ấy, không nghe lời có tin em bảo cô bé Lê cho anh uống sữa không? Hạ Tưởng đã thua, cô bé Lê bây giờ có rất nhiều sữa, có lúc chọc hắn bắt hắn uống sữa. Nói đến sữa, Hạ Tưởng đột nhiên nhớ ra Liên Hạ đã dứt sữa, chắc là đang uống sữa bột, vội hỏi. Liên Hạ bây giờ uống sữa bột gì? Sữa bột nước ngoài, em trực tiếp nhờ người từ nước ngoài gửi về, sao vậy? Có phải không tin sữa nội? Liên Nhược Hạm rất hiếu kỳ, Hạ Tưởng cũng biết quan tâm đến việc uống sữa bột của Liên Hạ. Em không thèm cho con uống sữa nội, không phải nói sữa nội không tốt mà không muốn nhà họ Phó kiếm lời từ em một đồng nào. Cái gì? Hạ Tưởng sợ ngây người. Cái gì không muốn cho nhà họ Phó kiếm lời đồng nào? Mau nói rõ xem. Liên Nhược Hạm giật mình. Anh không biết sao, em cứ nghĩ anh thông hiểu mọi chuyện gì cũng biết rõ, thì ra cũng có lúc không biết. Cô ấy vui vẻ cười, hồn nhiên không để ý sự lo lắng của Hạ Tưởng mà thong thả nói. Bốn đại gia tộc đều có những ngành sản xuất độc quyền khác nhau, ngoài ngành sản xuất độc quyền thì cũng có sản nghiệp của riêng mình. Nhà họ Phó mấy năm trước đã nhúng tay vào ngành chế phẩm từ sữa, các hãng sữa bột trong nước đều có cổ phần của nhà họ Phó. Chương 685, mắc xích lợi ích. Hạ Tưởng sững sờ một lúc lâu, bỗng nhiên cười ha hả, ôm hôn Liên Nhược Hạm một cái. Em đúng là ngôi sao may mắn của anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Hạ Tưởng hiểu cái gì, hắn không nói rõ cho Liên Nhược Hạm biết, mà chỉ vẫy tay chào, vẻ mặt tươi cười xoay người rời khỏi. Liên Nhược Hạm nhìn bóng dáng Hạ Tưởng biến mất dần trong màn đêm, vui vẻ mỉm cười. Hạ Tưởng hiểu gì cô mặc kệ, cô ấy chỉ cần biết Hạ Tưởng vui là cô ấy cũng vui. Ngoài việc Hạ Tưởng hiểu được quan hệ của Dương Quốc Anh và Phó Tiên Phong, cũng hiểu được tại sao Dương Quốc Anh đột nhiên đề nghị nhường lại miếng đất cho tập đoàn chúng đại, hóa ra ẩn tình bên trong là bởi vì Dương Quốc Anh và Phó Tiên Phong đã quen biết nhau từ trước. Không chỉ quen biết thậm chí còn có thể là quan hệ mật thiết, bởi vì theo Liên Nhược Hạm nói nhà họ Phó đã sớm tham gia ngành sản xuất sữa bột, tập đoàn Tứ Ngưu là một trong 10 doanh nghiệp sữa bột lớn trên toàn quốc, nhà họ Phó tuyệt đối có cổ phần trong đó. Đồng thời, càng nói rõ thêm vì sao mấy năm trước trong nước đột nhiên có phong trào sản xuất chế phẩm từ sữa, không những có quan chức cấp cao đứng ra để sướng, còn có nhiều chuyên gia giáo sư phụ sướng, phát biểu các bài văn chương ca ngợi lợi ích của sữa, thì ra nguyên nhân là như vậy. Khi một gia tộc, một thế lực nào đó hoặc một tập đoàn nào đó muốn tham gia vào một ngành nghề nào đó và muốn từ đó kiếm lời thì nhất định phải tạo thế trước, dung nhập lý luận cho dân chúng trước, nói khó nghe một chút là trước tiên thì tẩy não. Sau đó khiến cho thị trường tăng vọt mới có thể khiến cho người dân chịu bỏ tiền ra mua, mới có thể đem tiền của người dân biến thành lợi nhuận của mình một cách hợp lý và hợp pháp. Đời sau chuyên gia dinh dưỡng Trương Ngộ Bản làm việc trong một tập thể lợi ích, từ một bác sĩ không danh tiếng nhanh chóng biến thành một vị bác sĩ trung y nhiều kinh nghiệm, lấy trị bệnh làm lý do quảng bá cho mọi người về đậu xanh, kết quả là người dân đã mất hết lý trí và sự phán đoán mà mua đậu xanh một cách bừa bãi, mỗi ngày nấu 10 kg đậu xanh ăn thay cơm. Uống thay nước, theo đó giá cả đậu xanh ngày một tăng đạt đến mỗi ký từ 20 tệ trở lên. Đại sư Trương Ngộ Bản diễn thuyết trên TV, tọa đàm về Đông Y, cũng tới việc ra sách tuyên truyền, sau khi kết hợp ba việc đó thì hầu như đã nổi tiếng chỉ trong một đêm. Có thể nói đây là thủ đoạn thao túng thị trường tinh túy, thấy được bản tính ngây thơ, lương thiện cùng với việc theo đuổi sức khỏe đến mù quáng của người dân, dùng hạt đậu xanh làm mồi nhử để diễn một vở kịch đặc sắc với mọi người. Cuối cùng không biết đã chọc giận ai,
hoặc thủ pháp của Trương Ngộ Bản đã bê nguyên si chân truyền của ai, cứ như vậy, sau này người khác dùng lại cách này cũng không còn tác dụng, bởi vậy Trương Ngộ Bản bị mọi người đánh chặn, trực tiếp bị đánh bại. Thật ra mọi người đều không thấy rõ là tên của Trương Đại Sư thật sự đã nói ra chân tướng cho công chúng biết, chẳng qua là công chúng không có liên tưởng mà thôi. Ý nghĩa của Trương Ngộ Bản là theo văn bản làm việc sẽ không kiếm được tiền, cần phải khiến cho bạn hiểu lầm lạc lối mới là bản lĩnh, cần phải đùa với bạn mới xem là cuộc chơi của cuộc sống, mới xem là kinh tế thị trường. Đúng vậy, ai nói kinh tế thị trường không phải do con người thao túng? Chỉ cần nơi nào có con người, thì có việc làm sai quy tắc. Từ Liên Nhược Hãm biết được mối liên quan giữa nhà họ Phó và ngành sản xuất trẻ phẩm từ sữa, ngoài việc khiến cho Hạ Tưởng thấy kinh ngạc vui mừng còn cảm thấy mình vẫn còn chỗ thiếu sót. Lúc trước hắn quá chú ý vào việc đấu tranh giữa các thế lực chính trị, đại khái hiểu rõ việc phân bố quyền lực chính trị của bốn đại gia tộc, nhưng đối với kinh tế của họ, cùng với việc nhúng tay vào những ngành nghề độc quyền nào thì hắn không rõ mấy, thậm chí có thể nói là biết rất ít. Nếu sớm biết được nhà họ Phó rất xem trọng thị trường sản xuất sữa thì hành động của Dương Quốc Anh sẽ không làm cho hắn nghĩ ngợi nhiều. Không ngờ hắn chỉ nghĩ là muốn kiềm chế tập đoàn Tứ Ngưu, muốn kéo đến dự án của tập đoàn Tứ Ngưu lại không ngờ đã kéo ra một manh mối khác, chẳng lẽ con cháu đời sau uống sữa đều có vấn đề sỏi thận, cũng có quan hệ chặt chẽ với nhà họ Phó. Bất luận bên trong có tay chân của nhà họ Phó hay không, dù sao Hạ Tưởng cũng quyết tâm nâng tầm quan hệ với tập đoàn Tứ Ngưu xem có thể tìm ra nguồn gốc không, cắt đứt mắc xích lợi ích của bàn tay độc ác. Xét đến cùng, sau khi có mối liên hệ với tập đoàn Tứ Ngưu thì cũng tương đương với việc nắm giữ được điểm yếu của nhà họ Phó. Hạ Tưởng không khỏi cảm thán, giữa hắn và nhà họ Phó quả thật không còn khả năng nào để hòa giải. Hạ Tưởng không phải là chúa cứu thế, cũng không đơn thuần là cao thượng, vốn dĩ hắn kéo tập đoàn Tứ Ngưu đến quận Hạ Mã. Một là muốn kiềm chế tập đoàn Tứ Ngưu, hai là muốn thông qua đó tiếp xúc với tập đoàn Tứ Ngưu tìm kiếm tập đoàn hưởng lợi ở phía sau. Không ngờ Liên Nhược Hãm đã đem đến niềm vui bất ngờ cho hắn, càng không ngờ người hưởng lợi ở phía sau mắc xích lợi ích lại là nhà họ Phó. Hạ Tưởng đã suy nghĩ rõ ràng, đối với việc Dương Quốc Anh nhường miếng đất ở thôn Thành Tây cho tập đoàn chúng đại xây dựng thì đã có kế sách đối phó. Ngày hôm sau là 15 tháng Giêng. Buổi sáng Hạ Tưởng và Lý Hàm cùng nhau ra mặt an ủi và thăm viếng các cán bộ đảng viên đang làm nhiệm vụ tiền tuyến, Tạ Nguyên Thanh đại diện quận ủy và ủy ban nhân dân quận thăm hỏi công nhân. Buổi trưa, Hạ Tưởng và Lý Hàm cùng tham dự nghi thức đặt nền móng của siêu thị Trường Cơ, đồng thời cắt băng khánh thành, trong khoảng thời gian ngắn, thương mại Trường Cơ rất nổi bật, không ai sánh bằng. Đồng thời, các tờ báo, đài truyền hình của tỉnh liên tục đưa tin hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu ở quận Hạ Mã. Khen ngợi đã khai sáng truyền thống của thành phố Yến, làm tăng thêm không khí vui mừng cho ngày Tết. Quận Hạ Mã càng được người dân tin cậy, tin tức sau khi được biên tập xử lý hình ảnh, đèn hoa lung linh, còn có hoa đăng trôi trên sông Hạ Mã cùng với bối cảnh nhạc nền êm dịu, rất lộng lẫy, khiến cho quận Hạ Mã trở thành tiên cảnh, sông Hạ Mã trong một đêm được lan truyền khắp tỉnh Yến, vang danh đến Bắc Kinh và Thiên Tân. Giống như suy đoán của Hạ Tưởng, và sự mong chờ của Nguyên Minh Lược, hôm 15 tháng Giêng, điện thoại ở phòng kinh doanh căn hộ chung cư của quận Hạ Mã toàn bộ đều bị gọi không ngừng. Mọi người tranh nhau hỏi về giá căn hộ ở hai bên bờ sông Hạ Mã là con sông đẹp nhất Hoa Bắc và là đệ nhất cảnh ở phương Bắc, họ đều muốn sống ở ven sông Hạ Mã, muốn nếm thử cuộc sống cao cấp. Thương mại Trường Cơ nổi bật ở mặt ngoài, lợi ích thực tế là ở chỗ tối, hay cho việc hai tay đều phải nắm bắt. Hạ Tưởng cũng thầm khâm phục thủ đoạn của Nguyên Minh Lượng, là một người thông minh tuyệt đỉnh. Vừa giành được cái tốt cho quận ủy và ủy ban nhân dân quận, lại thắng được tình cảm của người dân, đồng thời lại bí mật kiếm lời rất nhiều không để cho người khác biết được âm mưu thật của họ, đã đạt đến cảnh giới vô hình trong thương nghiệp. Thu cả danh và lợi không khó, khó là người khác lại không biết anh ta kiếm lời lớn đằng sau tiếng tăm đó. Người làm việc chân chính không ham danh lợi cũng có, đương nhiên không phải là Lôi Phong, bởi vì Lôi Phong sẽ đem những việc làm tốt của ông ta viết vào nhật ký. Những người vừa làm việc tốt vừa kiếm được tiền rất nhiều. Nhưng có thể ngoài mặt làm việc tốt không ham lợi, trên thực tế phía sau thì kiếm tiền đầy túi, trong phạm vi tầm mắt của Hạ Tưởng duy chỉ có một Nguyên Minh Lượng mà thôi. Nếu Nguyên Minh Lượng không có mưu đồ cuốn sạch thành tựu xây dựng kinh tế ở quận Hạ Mã thì Hạ Tưởng có lẽ sẽ đồng ý nâng ly cùng y làm bạn tốt. Chỉ tiếc là, đường đi không giống và có mưu đồ khác nhau, hắn và Nguyên Minh Lượng nhất định phải là đối thủ. Hơn nữa sẽ là một đối thủ thề không buông tay nếu không phân được thắng bại.
Tham dự xong nghi thức đặt móng của siêu thị Trường Cơ, buổi chiều Hạ Tưởng về đến phòng làm việc vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại của Phùng Húc Quang. Lãnh đạo, siêu thị Giai Gia của tôi vẫn chưa khởi công thì có người giành trước rồi, nhanh quá, rốt cuộc thương mại Trường Cơ có lai lịch như thế nào? Phùng Húc Quang nghe nói quy mô của siêu thị Trường Cơ rất lớn, liền có cảm giác rất bức bách. Trước giờ y xem thành phố Yến là địa bàn của y, giờ đột nhiên nhảy ra một con cá sấu lớn, tự nhiên có tâm lý đề phòng. Hạ Tưởng liền cười. Trách bản thân anh không mau lẹ, luôn chờ nhiều người rồi mới xuất phát, bây giờ tốt rồi, bị người khác giành trước một bước. Là một người đứng đầu về siêu thị ở bản địa bị một siêu thị ở ngoài vào chiếm lĩnh thị trường quận Hạ Mã, anh cũng không còn mặt mũi nào. Trêu chọc Phùng Húc Quang mấy câu, hắn lại nói sơ về tình hình của thương mại Trường Cơ. Hóa ra là một ông trùm đầu tư đến 20 tỷ, hèn chi động tác nhanh nhẹn lại quyết đoán. Phùng Húc Quang không có cảm xúc gì, lại nói. Có cạnh tranh cũng tốt, cạnh tranh thúc đẩy tiến bộ. Được rồi, bây giờ huy động binh lính, tập trung toàn bộ sức lực vào dự án ở quận Hạ Mã, tranh thủ hoàn thành trước siêu thị Trường Cơ, mở cửa kinh doanh trước. Hạ Tưởng cười ha hả rồi cúp máy. Phùng Húc Quang luôn không quá ham thích trong dự án siêu thị ở quận Hạ Mã là có nguyên nhân, bởi vì y không thấy được triển vọng thị trường của quận Hạ Mã, cho rằng giai đoạn hiện nay ở quận Hạ Mã rất ít người ở. Bây giờ vội vàng bắt tay vào có thể sẽ phải bồi thường tiền. Chương 686, bàn đạp. Đương nhiên những lo lắng này cũng không phải nguyên nhân chính, nguyên nhân chủ yếu là gần đây siêu thị Giai Gia ở những nơi khác đang tăng tốc mở rộng, Phùng Húc Quang trở tay không kịp. Hạ Tưởng cũng không ép buộc Phùng Húc Quang phải đến đầu tư vào dự án, sau khi đề cập qua một lần cũng không nói thêm. Con người Hạ Tưởng là đối với bạn bè luôn chân thành nhưng chỉ nói một lần. Hiểu ý hay không là chuyện của người ta, hắn không bao giờ nhắc đi nhắc lại nhiều nếu không lại nói hắn có mưu đồ gì. Ngày 15 tháng riêng tuy quận ủy không được nghỉ nhưng buổi chiều có thể về sớm trước 2 tiếng. Lúc 3 giờ chiều, Hạ Tưởng thu dọn đồ đạc đang muốn về nhà, Liên Nhược Hạm ở thành phố Yến, cô bé Lê cũng đã đến Liên Cư, hôm nay là một ngày tốt để họp mặt, cũng là dịp để hắn được thư giãn, không ngờ lại có vị khách không mời mà đến. Là Triệu Khang. Triệu Khang vừa vào cửa liền có vẻ mặt hưng phấn. Bí thư Hạ, tôi đã có tài chính, chuẩn bị làm một việc lớn ở quận Hạ Mã, ngài đã nhận lời sẽ ra sức ủng hộ tôi mà. Nói thật, Hạ Tưởng không mấy gì thích Triệu Khang, bởi vì y lừa đảo để lập nghiệp, không phải là người nghiêm túc trong công việc. Từ việc qua lại giữa y và Tường Bảo thì đã có kết luận, nói không chừng y còn có hành vi trốn thuế bất hợp pháp, nhưng Hạ Tưởng không phải quan tòa, cũng không phải tầng lớp thanh niên bất mãn. Không biết nhận xét những chuyện quá khứ của người khác, hơn nữa còn phải nể mặt lão cổ, hắn đành phải chiếu cố Triệu Khang trong giới hạn có thể. Có bao nhiêu vốn? Hạ Tưởng ra hiệu cho Triệu Khang ngồi xuống, vẻ mặt thân thiết cười tủm tỉm. Có thể có tài chính từ công ty Tường Bảo thật không dễ, nghe nói tiền của công ty Tường Bảo không dễ lấy có phải không? Triệu Khang hẳn là không nói dối, bởi vì y hoàn toàn không giống như lần trước, một bộ dạng đầy tự tin. Hiển nhiên là hầu bao đã phồng lên. Đại khái không tới 100 triệu, đầu tư vào một khu có quy mô trung bình thì số vốn ban đầu cũng coi như là đủ rồi. Y châm một điếu thuốc, vừa châm thì như nghĩ ra cái gì đó, liền đưa cho Hạ Tưởng một điếu. Bí thư Hạ cũng hút đi. Hạ Tưởng xua tay. Không cần đâu, tiếp tục bàn việc chính quan trọng hơn. Triệu Khang cất điếu thuốc, cười bí ẩn. Tiền của công ty Tường Bảo không dễ lấy. Con người của Trương Tường Bảo rất xảo quyệt, lúc trước gã là đạo diễn nhạc kịch, không những biết diễn còn biết bố trí người khác diễn, rất khó giấy vào nhưng tôi có cách đối phó gã, bởi vì tôi nắm được nhược điểm của gã trong tay, công ty của gã có mưu mẹo, liên kết với một công ty ở tỉnh Lĩnh Nam lừa gạt thuế xuất khẩu. Vừa nói xong, Triệu Khang mới ý thức được đã nói hơi quá liền vội cười, đổi đề tài khác. Bí thư Hạ, tôi có tài chính rồi, cũng đã tổ chức công ty ở Bắc Kinh theo lời của thủ trưởng. Bây giờ là binh mã hùng hậu chỉ đợi lệnh của anh là lập tức đến quận Hạ Mã triển khai kế hoạch. Lại lôi lão cổ ra, hơn nữa còn tổ chức lại công ty. Hạ Tưởng cười đầy thâm ý, lão cổ vẫn có lòng muốn bảo vệ Triệu Khang, mặc kệ là mất mặt cũng được, có nội tình cũng được, dù sao thì dụng ý của lão cổ là sau khi Triệu Khang đạt được yêu cầu của ông ấy, vẫn hy vọng hắn có thể chiếu cố một cách thích hợp. Hạ Tưởng cũng không muốn làm bẻ mặt lão cổ. Hơn nữa thấy con người của Triệu Khang rất sành đời lại có ưu điểm nói khoác, để hắn và Lý Hàm cùng tiếp xúc nhau có thể giúp Lý Hàm tăng thêm lợi ích,
đồng thời cũng tạo ra nhiều vấn đề khó cho Lý Hàm. Chẳng phải Dương Quốc Anh muốn sang nhượng đất ở thôn Thành Tây sao? Bà ấy không phải muốn mượn lực đẩy lực, mượn bàn tay thần kỳ của hắn hoàn thành một cú nhảy đẹp sao? Được, cứ để cho Triệu Khang trở thành một bàn đạp tốt đẹp, để xem Dương Quốc Anh, Lý Hàm hoặc Phó Tiên Phong và Trịnh Nghị ai có thể lật được Triệu Khang. Thôn Thành Tây có một miếng đất tốt cả ngàn mẫu, vốn dĩ tôi muốn cho anh 200 mẫu nhưng nghe nói Chủ tịch Quận Lý có mục đích khác. Chủ tịch Quận Lý tuổi đã cao, quản lý đất là việc của chính quyền, tôi không tiện trực tiếp mở lời với ông ta. Hạ Tưởng muốn nói nữa rồi lại thôi, chỉ một nửa, âm thầm quan sát vẻ mặt của Triệu Khang. Thì ra Triệu Khang xuất thân là dân ngoại thương, tất nhiên biết rõ đủ loại mưu mẹo để tiếp xúc với các cán bộ chính phủ. Không ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, Triệu Khang lập tức hiểu được ngụ ý của Hạ Tưởng, cười ha ha. Tôi hiểu rồi, cảm ơn lãnh đạo chỉ ra chỗ sai. Ý của tôi là, nếu Chủ tịch Quận Lý gật đầu rồi lại báo cáo lại cho anh biết hẳn là mọi việc sẽ thuận lợi. Chủ tịch Quận Lý mà gật đầu, đừng nói 200 mẫu, 300 mẫu cũng không vấn đề gì, tôi cũng sẽ không ngăn cản. Hạ Tưởng lập tức cho Triệu Khang uống một viên thuốc an thần. Sự việc cụ thể tôi không tiện nhúng tay vào, nhưng khi đã báo đến chỗ tôi thì tất cả đều tốt cả. Vậy thì tốt quá rồi, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của lãnh đạo. Triệu Khang cười hì hì, từ trong túi lấy ra một bao thư. Một chút lòng thành, mong lãnh đạo đừng chê. Sắc mặt Hạ Tưởng trầm xuống. Anh là bạn của lão cổ giới thiệu đến, tôi nhận quà của anh chẳng phải là muốn khi lão cổ gặp mặt thì mắng tôi sao? Mau cất đi, không được có lần thứ hai. Hạ Tưởng không lấy một xu của Triệu Khang, hắn không thiếu tiền cũng không cần nhận lễ. Hắn giúp Triệu Khang bất luận là chuyện công hay chuyện tư cũng có lý do chính đáng, không phải chỉ vì nể lão cổ mà không thể nhận lễ, còn vì nguyên tắc làm việc của hắn từ trước đến giờ cũng không nhận quà của bất cứ người nào. Lấy đồ của người khác chùn tay, Hạ Tưởng không muốn vì một chút lòng tham mà ảnh hưởng đến sức phán đoán của hắn. Triệu Khang nhìn mặt đoán lòng, thấy Hạ Tưởng nổi giận liền ngượng ngùng cười, cất lại bao thư. Tôi cũng là có tấm lòng thành thôi, anh đừng bao giờ xem thường tôi, thật ra là tôi thật lòng thật ý. Hay là tối nay tôi mời anh ăn cơm, cơm thì phải ăn, có đúng không? Triệu Khang thật biết ăn nói cũng rất được việc, Hạ Tưởng càng yên tâm, xua tay cười nói. Cũng không phải người ngoài, đừng khách sáo, sẽ có ngày ăn cơm của anh nhưng không phải hôm nay. Hôm nay phải họp mặt ở nhà không thể cùng anh đi được. Hắn chợt dừng lại, làm như tình cờ nói ra. Chủ tịch Quận Lý nhà ở nơi khác, ông ấy làm việc rất tận tụy hẳn là sẽ không về sớm. Nếu Triệu Khang nghe không hiểu ý của Hạ Tưởng thì y đã uổng công lăn lộn bấy lâu, lập tức tỏ ra vui vẻ ra mặt. Vậy để lần sau tôi sẽ mời bí thư Hạ thì hơn. Sau khi tiễn Triệu Khang, Hạ Tưởng đứng dậy đi ra khỏi phòng nói với Triệu Vĩ Cương. Cậu gọi điện cho Kim Hồng Tâm bảo cậu ấy đi ra hành lang. Triệu Vĩ Cương không hiểu ý của bí thư Hạ nhưng cũng làm theo. Kim Hồng Tâm nhận được điện thoại cũng có chút mơ hồ, đi ra hành lang là có ý gì. Nhưng bí thư Hạ đã dặn dò thì phải làm theo, y liền gác lại công việc giang dở, đẩy của bước ra vừa đúng lúc gặp ngay Triệu Khang ở hành lang. Kim Hồng Tâm lòng dạ trong sáng. Trong nháy mắt đã hiểu ra chuyện liền chủ động nói chuyện với Triệu Khang, chưa được mấy câu thì đã biết ý đồ của Triệu Khang. Kim Hồng Tâm rất nhiệt tình tiết lộ sở thích của Chủ tịch Quận Lý, Triệu Khang nghe xong không kìm được vui mừng và rất muốn trở thành bạn tri kỷ với Kim Hồng Tâm. Cuối cùng Triệu Khang được Kim Hồng Tâm mời vào phòng làm việc, lại nói chuyện cả buổi mới đi ra với vẻ vui mừng rạo rực, đi thẳng đến văn phòng của Chủ tịch Quận. Hạ Tưởng chỉ cần nhẹ tay gãy đàn thì người hiểu biết về nhạc tự nhiên sẽ hiểu ra ý nhạc bên trong dây đàn của hắn. Lúc này hắn đã lên ô tô rời khỏi Ủy ban Nhân dân quận, thẳng tiến đến nhà của Liên Nhược Hạm. Còn chưa đến Liên Cư thì nhận được điện thoại của Triệu Vĩ Cương. Lãnh đạo, vừa nãy Chủ tịch Quận Lý, Chủ nhiệm Kim và Triệu Khang cùng nhau ra ngoài rồi. Tôi biết rồi. Hạ Tưởng cười hiểu ý, trong lòng vô cùng khoan khoái. Có ba nguyên nhân khiến hắn thấy khoan khoái, một là hắn còn chưa nhờ Triệu Vĩ Cương chú ý quan sát hướng đi của Triệu Khang, Triệu Vĩ Cương cũng biết phải làm gì trong khi không có sự ám chỉ của hắn, đúng là đã tiến bộ rất nhiều, trẻ nhỏ dễ dậy. Hai là Kim Hồng Tâm không những hoàn toàn hiểu ý đồ của hắn mà còn mượn cơ hội để phát huy để có thể cùng đi với Lý Hàm, cũng là một cán bộ có khả năng lĩnh ngộ đáng được bồi dưỡng thêm. Ba là Triệu Khang quả nhiên là được việc, không phụ lòng kỳ vọng của hắn. Đã thành công kéo Lý Hàm xuống nước.
Thường đi ở bờ sông thì làm gì có lý do nào mà không ướt giày, Dương Quốc Anh đưa ra một vấn đề nan giải thì để cho Lý Hàm giải quyết là tốt nhất. Đến nhà của Liên Nhược Hạm, còn chưa vào đến cửa là đã nghe thấy tiếng cười vang. Hạ Tưởng đẩy cửa bước vào, hay thật, phòng khách đã ngồi đầy người. Tào Thù Lê và Hạ Đông thì không cần nói, còn có Vệ Tân, Lam Miệt, Phương Cách. Hạ Đông bị Vệ Tân ôm hôn tới tấp, Lam Miệt có chút ghen tị nhìn chằm chằm Vệ Tân, muốn giành lại Hạ Đông nhưng lại hơi ngại, liền đến nựng Liên Hạ nhưng Liên Hạ không để ý tới Lam Miệt, vẻ mặt nghiêm túc xoay người bỏ chạy khiến Lam Miệt đành chịu không biết làm sao, đồng thời cô ấy xắn tay áo lên tỏ ra không phục nói. Thằng nhóc con này, còn dám giỡn mặt gì hả, xem gì xử con này. Liên Hạ cười khanh khách xoay người bỏ chạy, Lam Miệt đứng dậy đuổi theo. Liên Hạ vừa chạy được mấy bước thì cắm đầu vào người của Hạ Tưởng, vội kêu to. Ba ơi cứu con, ba ơi cứu con. Làm cho mọi người cười nghiêng ngả. Lam Miệt không chịu buông tha, giành lại Liên Hạ từ tay Hạ Tưởng, giả bộ hung tợn mà uy hiếp nói. Để cho dì ấm, dì cho ăn kẹo, không cho dì ấm thì dì đánh vào mông đó. Không cho ấm, không cho ấm. Ba sẽ bảo vệ con, dì không dám đánh vào mông ba đâu. Tiểu Liên Hạ còn biết ỷ thế hiếp người, đưa Hạ Tưởng ra. Đừng nói, nó đã nói đúng, Lam Miệt đương nhiên không dám đánh vào mông Hạ Tưởng, đành buông Liên Hạ ra, bất mãn nói. Người bé tí như vậy thì đã hư rồi, giống y hệt ba con. Bí mật của Hạ Tưởng không phải là bí mật, bên Liên Nhược Hạm có Vệ Tân biết, bên Tào Thù Lê có Lam Miệt biết, xem như đã đem ra ngoài chỗ sáng. Người khác biết thì biết cũng là bí mật. Lam Miệt nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt phức tạp, hừ một tiếng. Rốt cuộc cũng là lãnh đạo hạnh phúc quá đúng không? Anh hạnh phúc là việc của anh, đừng có dạy hư Phương Cách là được. Hạ Tưởng chẳng sợ Lam Miệt, liền đối chọi gay gắt. Hạnh phúc của anh xây dựng trên hai nền tảng, một là anh có sức hấp dẫn mãnh liệt, hai là nhà có vợ hiền, đàn ông hưng thịnh. Hai điểm này, Phương Cách đều không có đủ. Anh... Lam Miệt tức đến trừng mắt, lại nghĩ không ra lời nào để phản bác lại, chỉ biết nói lại một câu. Đạt được lợi ích lại khoe mã. Sau đó quay người bỏ đi. Lam Miệt ít nhiều gì cũng có chút tức giận là vì có ý muốn bênh vực Tào Thù Lê, Hạ Tưởng đương nhiên biết rõ mới không so đo với cô ấy. Lam Miệt vừa quay đi Phương Cách lập tức đi đến, cười hi hi. Lãnh đạo dạy cho em biết làm thế nào để có thể xây dựng cục diện yên ổn đoàn kết tốt như vậy. Xem đấy, là đàn ông ai cũng đều ao ước có vợ lớn, vợ bé cùng tụ họp lại chung sống hòa thuận, có ao ước là tốt nếu không đàn ông ngày nào cũng phải đối mặt với người vợ hung dữ thì làm sao còn muốn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp. Hạ Tưởng vỗ vai Phương Cách, thành khẩn nói. Anh có hai điểm cơ bản cậu phải nhớ kỹ, cái thứ nhất thì dễ dàng làm được, cái thứ hai thì độ khó cao hơn một chút. Đối với cậu mà nói thì hầu như là mục tiêu không thể hoàn thành. Phương Cách với vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Ai cũng nói vợ xấu là bảo bối trong nhà, Lam Miệt cũng không xấu, mạnh mẽ có thừa nhưng không đủ dịu dàng, thường xuyên xúc phạm đến lòng tự ái của đàn ông. Đúng là sai một ly đi một dặm, sau này tìm vợ xinh đẹp hay không không quan trọng, nhất định phải là người vợ dịu dàng hiền lành. Hạ Tưởng và Phương Cách đi đến trước mặt Vệ Tân nhìn Hạ Tưởng nhoẻn miệng cười, trong nụ cười có một chút cô đơn và thương cảm, nhưng cũng cười và nói. Bí thư Hạ, nghe nói hội hoa đăng ở quận Hạ Mã rất đẹp, có phải buổi tối sẽ mời chúng tôi đi xem không? Hạ Tưởng cười ha hả. Được, không thành vấn đề. Khó có được một ngày mọi người họp mặt đông đủ như hôm nay, ăn cơm tối xong cùng nhau đi xem hội hoa đăng. Phương Cách ngồi một bên nhìn chằm chằm Vệ Tân, chọc chọc Hạ Tưởng, nói nhỏ. Lãnh đạo, nếu tôi cưới Vệ Tân thì có thể nào có cục diện chung sống hòa bình không? Sao Phương Cách lại có tư tưởng chủ nghĩa phong kiến mục nát như vậy? Hạ Tưởng liền nghiêm khắc dạy bảo Phương Cách. Đồng chí Phương Cách, tư tưởng của cậu phải nghiêm túc, phải tạo dựng nhân sinh quan và thế giới quan đúng đắn, chứ đừng cứ mãi suy nghĩ lung tung. Cậu đã cưới Lam Miệt rồi, làm sao lại cưới thêm Vệ Tân? Cậu không còn cơ hội nữa rồi. Phương Cách chán nản vỗ vào đầu. Bị lừa rồi kết hôn quá sớm. Lãnh đạo, phải cho những người tội nghiệp như em một con đường sống. Dù không thể thì cũng muốn mơ mộng một chút nếu không làm sao sống nổi, phải không anh? Sau đó y còn cả gan bắt tay với Vệ Tân, cười híp mắt. Vệ Tân, tôi đã sớm biết cô là một cô gái hiểu hành chu đáo, rất tiếc, chúng ta không được gặp nhau khi tôi chưa lập gia đình.
Vệ Tân cười không nói gì cũng không tiếp lời của Phương Cách, chỉ oán hận nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của Vệ Tân, hắn tay trái ám Liên Hạ, tay phải ám Hạ Đông một hình tượng lão nông hạnh phúc, vui đến không khép miệng được. Hạ Đông vẫn còn ở trong giai đoạn bú sữa mẹ, đôi mắt cứ láo lia nhìn Hạ Tưởng rồi lại nhìn Liên Hạ, còn đưa tay ra bắt lấy Liên Hạ, Liên Hạ cũng không chịu thiệt đưa tay bắt lấy tay Hạ Đông, hiếu kỳ hỏi. Ba, nó là ai vậy? Là em của con đấy. Trong lòng Hạ Tưởng nghĩ, bây giờ Liên Hạ còn chưa biết chuyện, Hạ Đông còn chưa biết nói, không biết khi lớn lên hai anh em có thể sống tốt với nhau hay không. Phương Cách ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Hạ Tưởng rất hâm mộ, xoa xoa tay, chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên thôi. Không biết Lam Miệt đã đứng ngay sau lưng cậu ta từ khi nào, thình lình hỏi một câu. Có phải hâm mộ lắm không? Có phải muốn học theo anh ấy không? Phương Cách chưa kịp phản ứng là Lam Miệt hỏi cậu ta, theo bản năng mà gật đầu. Đàn ông đều có ý chí hùng mạnh, ai mà không muốn trái ôm phải ấp. Ôm cái đầu của anh. Lam Miệt đưa tay ngắt tai Phương Cách, nén giọng uy hiếp nói. Anh chỉ được nghĩ thôi, nếu dám làm thì coi chừng em không cần anh nữa đó. Phương Cách làm bộ xin tha thứ, trong lòng lại nghĩ không cần còn tốt hơn, mình còn tuổi thanh xuân, tiền đồ còn dài làm sao mà không có con gái thích. Không cần nói xa, Vệ Tân là một ứng cử viên tốt nhất để làm vợ. Dĩ nhiên trong lòng Phương Cách chỉ nghĩ vậy thôi, cậu ta đối với Lam Miệt vẫn rất có cảm tình. Tuy Lam Miệt thỉnh thoảng cũng hay ghen nhưng cũng trong phạm vi cậu ta chấp nhận được. Tào Thù Lê thấy Hạ Tưởng ấm hai đứa con trai vẻ mặt vui mừng khôn xiết, liền đến bên cạnh giễu cợt hắn. Cảm giác ôm hai đứa con tốt hơn hay là ôm hai người đẹp tốt hơn? Hạ Tưởng liền nói thật. Đương nhiên là con rồi. Có một câu nói rất hay, con là của mình, vợ là của người khác. Ý là đứa trẻ suốt đời vẫn là con của mình, vợ suốt đời là vợ của người khác thì tốt hơn. Chưa nói xong, bàn tay trắng ngần của Tào Thù Lê đấm lên ngực của hắn. Ăn nói lung tung, còn vợ của người khác nữa, anh đúng là không biết đủ là gì. Hạ Tưởng thì không có gì, biết cô bé Lê và hắn gây nhau, Liên Hạ không chịu, thở hổn hển nói với Tào Thù Lê. Không được đánh ba của con, cô là người xấu. Liên Nhược Hạm cũng ở kế bên nghe Hạ Tưởng ăn nói sằng bậy liền đến gần đẩy Hạ Tưởng một cái. Gan càng ngày càng lớn đó nha. Được lắm, để xem em phải xử anh mới được. Tiểu Liên Hạ luôn thiên vị Hạ Tưởng, cũng tỏ ra bất mãn với mẹ ruột của nó. Mẹ cũng không được đánh ba của con. Vẻ ông cụ non của nó làm cho Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê cười nghiêng ngả. Sức đe dọa của Liên Hạ không có uy lực. Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê không để ý đến nó nhưng Hạ Đông đột nhiên khóc thét lên làm mọi người giật mình, hai người đành buông tha cho Hạ Tưởng, đi dỗ Hạ Đông. Ăn xong cơm tối, Hạ Tưởng và Phương Cách mỗi người một xe đi đến hội hoa đăng quận Hạ Mã, trên xe Hạ Tưởng có Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, còn có hai đứa con trai. Phương Cách liền kéo Vệ Tân lên xe, cậu ta liền có cảm giác vui mừng không kìm được, mơ đến một cuộc sống tốt đẹp khi có hai mỹ nữ làm bạn. Ban đêm ở quận Hạ Mã, đèn hoa sáng như ban ngày, từ sớm đã chật kín người, chẳng còn chỗ để đậu xe, cũng may Hạ Tưởng có đặc quyền, trực tiếp chạy xe vào Ủy ban Nhân dân quận Hạ Mã. Có thể nói hội hoa đăng quả thật rất đẹp lại rất ý vị, hơn nữa lượng người đến đã vượt qua cả dự đoán của Hạ Tưởng, nhìn dòng người chen chúc nhau Hạ Tưởng ngầm cảm thán, xem như Nguyên Minh Lượng đã đi một nước cờ đúng, tuy y chỉ nghĩ cho bản thân nhưng cũng phải thừa nhận là y đã tổ chức buổi hội hoa đăng rất thành công. Đã đạt được hiệu quả mong muốn, thậm chí còn có hiệu quả tốt hơn dự đoán. Coi như Nguyên Minh Lượng đã làm một việc tốt cho quận Hạ Mã, Hạ Tưởng lắc đầu cười, hắn thân là bí thư quận ủy, trong việc này cần phải cảm ơn Nguyên Minh Lượng, mặc kệ chủ ý của Nguyên Minh Lượng là như thế nào thì quận Hạ Mã cũng đã chiếm được lợi ích thiết thực. Người quá đông, Liên Hạ và Hạ Đông thì quá nhỏ, chỉ đi được một chút Hạ Tưởng đề nghị về nhà, được mọi người nhất trí tán thành. Hạ Tưởng bế Liên Hạ đi phía trước. Tào Thù Lê bế Hạ Đông ở phía sau, Phương Cách và Lam Miệt ở giữa, Liên Nhược Hạm và Vệ Tân ở cuối cùng, dòng người quá đông, mới đi được mấy bước Liên Nhược Hạm và Vệ Tân bị đám đông xô đẩy đi lạc mất. Hạ Tưởng cũng không để ý, vừa đi chưa được mấy bước đột nhiên nghe tiếng của Vệ Tân từ xa vang đến. Đồ lưu manh, tránh ra! Xảy ra chuyện rồi, Hạ Tưởng trong lòng hoảng sợ, xoay người giao Liên Hạ cho Lam Miệt rồi cùng Phương Cách nhanh chóng tách đám đông ra đi về hướng có tiếng của Vệ Tân. Vừa đến nơi thì thấy có một người nằm dưới đất đang bị Liên Nhược Hạm đạp lên,
nhưng bên cạnh Liên Nhược Hạm còn có hai người, ở phía kia có hai người đang kéo vệ tân lại. Hạ Tưởng giận tím mặt, trong địa bàn quận Hạ Mã mà dám giở trò ngang ngược, quả thực là coi trời bằng vung. Chương 687, lợi ích ưu tiên. Hắn đang muốn xông lên thì có một người đột nhiên xông ra, người này dáng người cao to, thân thể cường tráng, chưa nói lời nào thì một chân đá một người văng ra, lại vung tay tát luôn người còn lại đang giữ chặt vệ tân, tức giận nói. Mẹ kiếp, ta đây rất ghét đàn ông hiếp đáp phụ nữ. Mặt khác hai người đang giằng co với Liên Nhược Hạm thấy thế sợ đến phát run, liên tục nói. Chúng tôi là người của thương mại Trường Cơ, toàn bộ đêm hội hoa đăng đều là chúng tôi bỏ tiền ra, anh đến xem không thì không thể đánh chúng tôi. Người ấy vừa nghe ngược lại vừa giận vừa tức cười. Cút, mau cút đi. Mấy người vừa nghe lập tức chạy bán sống bán chết, Liên Nhược Hạm cũng nhân thể đá một cái vào người nằm dưới đất. Người mau cút đi. Mấy người đó sợ chết khiếp, trong một loáng đã chạy mất dép, Hạ Tưởng nhìn kỹ lại thì không kìm nổi cười, người gặp chuyện bất bình không ngờ lại là Triệu Khang. Triệu Khang cũng nhận ra Hạ Tưởng, liền tiến đến hỏi thăm. Bí thư Hạ, các cô này là bạn của anh sao? Đúng vậy, cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ. Hạ Tưởng nói vài câu khách sáo. Triệu Khang liên tục xua tay. Cho dù là bạn của ai, tôi không thích thấy ai bị ăn hiếp, phải đến giúp. Y cười ha hả, tỏ ra khí phách lớn. Không dối gạt bí thư Hạ, tối hôm nay tôi rất vui, uống hết mấy ly với chủ tịch quận lý, chủ tịch quận lý nói. Hạ Tưởng thấy Triệu Khang có hơi hưng phấn quá độ, trước nơi đông người cái gì cũng dám nói ra, vội ngắt lời hắn. Ở đây ồn quá, nhiều người hỗn tạp, đi, qua bên kia nói chuyện. Triệu Khang mới giật mình tỉnh lại, xấu hổ cười. Ha ha, thất lễ quá, thất lễ quá. Có một chút men rượu Triệu Khang thẳng thắn hơn thường ngày, cộng với việc lúc nãy y ra tay giúp đỡ đã khiến cho Hạ Tưởng thay đổi cách nhìn về y, trong lòng nghĩ muốn hiểu một người quả thật cần phải có thời gian, nếu Triệu Khang không làm được việc thì lão cổ cũng không giới thiệu y đến quận Hạ Mã. Xem ra, đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết được lòng người. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm nói mấy câu, Liên Nhược Hạm liền kéo theo vệ tân đang run rẩy đi khỏi. Thì ra mấy người ở thương mại Trường Cơ đã uống say, thấy vệ tân xinh đẹp tiến đến tiếp cận, bị vệ tân không khách sáo đuổi đi, mấy người đó sổ hổ hóa giận liền giả say đụng vào người vệ tân, Liên Nhược Hạm tức giận đá ngã một tên. Kết quả đối phương ỷ người đông thế mạnh liền động tay động chân. Chuyện rất nhỏ, Hạ Tưởng cũng không để tâm, qua rồi thì thôi, Liên Nhược Hạm vừa rời khỏi hắn liền cùng Triệu Khang đến bên bờ hồ nói chuyện. Anh đánh người của thương mại Trường Cơ coi chừng thương mại Trường Cơ sẽ trả thù anh. Hạ Tưởng thuận miệng nói đùa. Hạ Tưởng chỉ vô ý nói ra, lại không nghĩ đến thương mại Trường Cơ sẽ vì thế mà kết thù oán với Triệu Khang, dẫn đến một loạt những xích mích. Đương nhiên, cũng không phải chỉ vì lần ra tay này của Triệu Khang mà là do một loạt những xung đột về lợi ích sau này, lại có việc gây khó dễ của mấy người bị Triệu Khang đánh mới khiến cho xích mích giữa Triệu Khang và thương mại Trường Cơ càng ngày càng sâu. Con người của tôi có một ưu điểm là không kiếm chuyện, còn có một khuyết điểm là không sợ bất cứ chuyện gì. Thủ trưởng thường hay nói tôi, nếu tôi đi đánh trận, nếu anh hùng như vậy thì chỉ trong một trận xung phong là sẽ mất mạng. Thời tiết rất lạnh, áo của Triệu Khang lại không cài nút, chống hông đứng bên bờ hồ, vô cùng oai phong nói. Sống để làm, chết rồi thì thôi, làm được gì thì làm không được thì chịu. Nhưng thật ra một người thẳng thắn cũng có mặt vui tính. Hạ Tưởng cười ha hả. Ăn tối với chủ tịch quận lý có ngon miệng không? Ngon miệng, mùi vị rất ngon. Triệu Khang với vẻ mặt vui mừng. Chủ yếu là tôi gặp được chủ nhiệm Kim, là Kim Hồng Tâm làm trong nhà nước, nói chuyện rất hợp. Chúng tôi mới quen như đã rất thân, thì ra cậu ta cũng có một người bạn là cán bộ quân biên chế nên có rất nhiều đề tài chung. Chủ nhiệm Kim nói rất nhiều về sở thích của chủ tịch quận lý cho tôi biết. Sau đó tôi liền lên kế hoạch theo sở thích của ông ấy, bữa cơm tối rất thuận lợi. Tuy nhiên, Triệu Khang ngồi xổm xuống bờ sông, dùng chân đá một viên gạch. Chủ tịch quản lý là một kẻ lõi đời, đã nói không ít lời hoa mỹ, muốn ông ta cuối cùng gật đầu thì cần phải bỏ ra nhiều công sức. Tốt, Triệu Khang và Lý Hàm bước đầu tiếp xúc như vậy là chuyện tốt, Hạ Tưởng không để ý câu cuối của y, đưa tay vỗ vai Triệu Khang. Trời không còn sớm nữa. Đừng ngồi ở bờ sông mà hứng gió. Nào, đi về, còn nữa, bước tiếp theo hãy làm cho tư chất của công ty bất động sản của cậu đẹp đẽ một chút, tuyển thêm những người có chuyên môn,
bất kể là làm việc gì đều phải tận tâm tận lực làm cho tốt, như vậy mới không phụ lòng tâm huyết của mình. Triệu Khang hiểu được tấm lòng chân thành của Hạ Tưởng, liền gật đầu. Có thời gian nhất định phải mời Bí Thư Hạ một bữa, để thỉnh giáo ngài thêm. Đúng rồi, một thời gian nữa thủ trưởng có thể sẽ đến thành phố Yến. Sau khi chia tay với Triệu Khang, trên đường về Hạ Tưởng suy nghĩ rất nhiều. Con người của Lý Hàm hắn ít nhiều gì cũng biết được một chút, bảo thủ không thành vấn đề, cổ hủ càng không phải là vấn đề. Vấn đề là, Lý Hàm không phải là người có tính nguyên tắc mạnh, lúc nãy Triệu Khang cũng đã nói rất rõ, thích ăn thích uống thích nhận quà. Những lãnh đạo không nhận quà không thể nói là không có nhưng quá ít, Hạ Tưởng sẽ không yêu cầu những người bên cạnh hắn ai cũng phải là quan thanh liêm, không hiện thực, con người không phải sống trong chân không, người không nhận bất cứ quà cáp gì, vậy thì phải đi ngàn dặm để tìm một quan thanh liêm, nếu không thì là quan đại tham cứ cố làm ra vẻ, vì quan đại tham không nhận quà nhỏ và còn biết diễn trò. Lý Hàm nhận quà cũng không sao, tính nguyên tắc không mạnh cũng không sao, chỉ cần y quản lý tốt những việc của nhà nước, không phạm sai lầm là được. Phó Tiên Phong muốn xem Lý Hàm là một quân cờ bí mật, nghĩ có thể tùy ý sắp đặt, thật ra theo tính cách của Lý Hàm, ngược lại không dễ khống chế như Bạch Chiến Mặc, vì Bạch Chiến Mặc quyết tâm cùng Phó Tiên Phong cùng đi đến con đường đen tối, Lý Hàm là lợi ích ưu tiên, Phó Tiên Phong cho y lợi ích thì đồng thời người khác cũng có thể. Cho dù hứa hẹn lợi ích của người khác không lớn bằng của Phó Tiên Phong, nhưng nếu có mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu để trước mặt Lý Hàm để mua chuộc y thì y có thể chống lại được sự cám dỗ đó không? Hạ Tưởng lắc đầu cười, hắn tin mình có thể bởi vì hắn thật sự không thiếu tiền, vài triệu đối với hắn chỉ là cơn mưa bụi nhưng đối với người khác mà nói thì hoàn toàn khác. Có mấy ai có thể từ chối được sự hấp dẫn của vài triệu tệ? Hai ngày sau, hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu ở quận Hạ Mã kết thúc trong tiếng khen ngợi. Theo thống kê, 3 ngày hội hoa đăng tổng cộng đã đón 300.000 lượt du khách, đem đến trên 3 triệu tệ lợi ích kinh tế cho quận Hạ Mã. Đương nhiên trên 3 triệu tệ không đáng để nhắc, ngay cả số tiền bỏ ra cho hội hoa đăng vẫn chưa được hoàn vốn nhưng ý nghĩa sâu xa thì không thể lấy tiền để đo lường. Trong thời gian 3 ngày diễn ra hội hoa đăng, số căn hộ ở quận Hạ Mã hoàn thành thủ tục mua bán đã tăng lên nhanh chóng, tăng thêm 10%. Đồng thời các khu chung cư lớn bắt đầu tăng giá. Trên cơ bản mỗi mét vuông tăng thêm 1 đến 200 tệ, hơn nữa đều dùng cách tiêu thụ đói khát, được hỏi thì đều nói là hiện chưa có sẵn căn hộ hoặc là không có đất nền tốt v.v. Tóm lại dường như chỉ trong một đêm tất cả những khu chung cư đang xây thậm chí là những khu chung cư chưa bắt đầu phiên giao dịch ở quận Hạ Mã đều đã tiêu thụ hết. Dù vậy, mỗi ngày số điện thoại gọi đến xin tư vấn về căn hộ hoặc những người muốn mua nhà trực tiếp đến xin tư vấn về căn hộ cứ nối tiếp không ngừng, chợt như một đêm gió xuân đến. Thị trường bất động sản ở quận Hạ Mã trực tiếp nhảy qua mùa xuân, bước thẳng vào mùa hè rực lửa. So với sự sôi động của thị trường bất động sản ở quận Hạ Mã thì sau Tết hội nghị thường vụ lần đầu tiên được mở ra ở quận Hạ Mã cũng có tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Không những náo nhiệt hơn nữa còn có chút hỗn loạn. Hội nghị là do Hạ Tưởng đề nghị tổ chức, đề tài thảo luận chủ yếu là thảo luận về việc lập dự án và hạng mục đầu tư của tập đoàn Tứ Ngưu, tập đoàn Chúng Đại và công ty bất động sản Văn Thái. Hội nghị do Hạ Tưởng đích thân chủ trì. Các đồng chí, tập đoàn Tứ Ngưu là xí nghiệp ngôi sao của tỉnh Yến, có thể đầu tư ở quận Hạ Mã là niềm vinh hạnh cho quận Hạ Mã. Đợt đầu tư thứ nhất của tập đoàn Tứ Ngưu là 100 triệu, chủ yếu là để xây dựng trang trại chăn nuôi, trang trại được xây dưới chân núi Tiểu Trọng, cách xa nội thành, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân. Dưới sự phối hợp của Phó Chủ tịch quận Khúc Nhã Hân, trên cơ bản đã đạt được nhận thức chung. Đã xin lập dự án với Ủy ban Nhân dân quận. Hạ Tưởng lướt nhìn Lý Hàm, thấy Lý Hàm ngồi im lặng xem xét tài liệu mà Triều Vĩ Cương phát cho, xem rất chú tâm, trong lòng hắn có tính toán, càng nắm chắc lòng tin trong thảo luận tiếp theo. Chương 688, Hội nghị thường vụ hỗn loạn. Tập đoàn Chúng Đại bước đầu quyết định đầu tư 200 triệu ở thôn Thành Tây xây dựng nhà máy linh kiện, cũng đã được phê duyệt tại Ủy ban Nhân dân quận. Nhưng có một số ủy viên thường vụ không đồng ý tập đoàn Chúng Đại xây nhà máy ở thôn Thành Tây, cho rằng đất thôn Thành Tây thích hợp nhất là để xây dựng khu chung cư, dùng để làm nhà máy có phần lãng phí. Vấn đề này chúng ta thảo luận chi tiết sau. Cuối cùng chính là hạng mục khai phá bất động sản của bất động sản Văn Thái. Hạ Tưởng bất chợt dừng lại, thấy Lý Hàm dừng xem tư liệu, làm bộ dáng chăm chú lắng nghe, liền thầm cười tiếp tục nói. Tài liệu về bất động sản Văn Thái đều trong tay mọi người, là nhà đầu tư tới từ thủ đô, chủ tịch tên Triệu Khang,
rất nhiệt tình đến quận Hạ Mã đầu tư phát triển bất động sản. Chúng ta hiện tại đang giơ cao lá cờ thu hút đầu tư, phải tạo nhiều điều kiện có lợi về nhiều mặt cho nhà đầu tư, không thể làm đau lòng các nhà đầu tư. Bất động sản Văn Thái cũng đề xuất, muốn ở thôn Thành Tây đầu tư khu chung cư cao tầng, trên địa điểm sẽ có xung đột với tập đoàn chúng đại, là một vấn đề khó. Hạ Tưởng nói xong, hướng Lý Hàm khẽ gật đầu. Mời các đồng chí nói thoải mái, nói ra quan điểm của mình. Lý Hàm đầu tiên lên tiếng. Trên cơ bản vùng cơ sở nuôi trồng của tập đoàn Tứ Ngưu không có gì dị nghị, là đồng chí Khúc Nhã Hân kéo tới đầu tư, ghi nhận cô có công lớn nhất. Hiện tại tiêu điểm của vấn đề tập trung ở tập đoàn chúng đại và bất động sản Văn Thái đều muốn đất của thôn Thành Tây. Quan điểm riêng của tôi là, thôn phương Bắc thích hợp kiến tạo một khu nhà xưởng tập trung, thôn Thành Tây bởi vì cách nội thành gần, vẫn là thích hợp xây dựng khu chung cư. Lý Hàm vừa dứt lời, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Lý Ứng Dũng vẻ mặt nghi ngờ nhìn ông ta, toát ra vẻ mặt khó hiểu. Hiển nhiên, Lý Ứng Dũng không hiểu lập trường thiên hướng bất động sản Văn Thái của Lý Hàm. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Kỳ Thắng Dũng và chính ủy ban chỉ huy quân sự quan Khải Minh liếc nhìn nhau, trong lòng hiện lên một sự nghi hoặc, không phải nói lập trường của Lý Hàm có thiên hướng bí thư phó, vì sao Trịnh Nghị là người bí thư phó ủng hộ, Lý Hàm lại không theo đội, lại nói chuyện thay bất động sản Văn Thái, là đạo lý gì? Trưởng ban tổ chức cán bộ Mộ Duẫn Sơn và trưởng ban tuyên giáo Đằng Phi cũng nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu từ trong ánh mắt của đối phương. Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi tuy rằng cũng không biết Lý Hàm là quân cờ phó tiên phong mai phục, nhưng cũng nghe Hồ Tăng Chu ám chỉ qua, Lý Hàm khả năng âm thầm lui tới mật thiết cùng phó tiên phong. Còn có một điểm chính là, Trịnh Nghị lúc đầu là tìm Lý Hàm xin lập dự án, xin phê đất, rốt cuộc, như thế nào mà Lý Hàm không hướng về Trịnh Nghị nói chuyện, đột nhiên thiên hướng về một bất động sản Văn Thái mới xuất hiện. 13 ủy viên thường vụ hiện tại của quận Hạ Mã, lập trường của mỗi người đều có điểm tinh tế. Sau khi Bạch Chiến Mặc rớt đài, sắp xỉ tương đương với việc sóc bài lại. Hiện tại Hạ Tưởng là bí thư, ai cũng rõ ràng quận Hạ Mã hiện tại bị Hạ Tưởng nắm giữ chặt chẽ, không đề cập tới quyền uy của nhân vật số một của hắn, chính là vài ủy viên thường vụ đoàn kết ở xung quanh hắn, đều có chức vị quan trọng. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Biện Tú Linh, Cục trưởng Cục Công an Hoàng Kiến Quân, Phó Chủ tịch Thường trực quận Trần Thiên Vũ, Chánh Văn phòng quận ủy Phó Hiểu Bân, đều là nhân vật thực quyền nắm quyền lớn. Mấy người ban đầu theo sát Bạch Chiến Mặc, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Lý Ứng Dũng, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Kỳ Thắng Dũng và chính ủy ban chỉ huy quân sự quan Khải Minh, hiện tại ở mặt ngoài năm bè bảy mảng, trên thực tế đều đoàn kết ở quanh Lý Hàm. Mà tân nhậm phó bí thư Trang Thanh Vân, cá tính đặc biệt độc lập, dường như là lập trường trung gian thiên hướng Hạ Tưởng một chút, trên thực tế Trang Thanh Vân có chủ kiến riêng, ở vấn đề quan trọng vào thời gian mấu chốt, chưa chắc sẽ ủng hộ Hạ Tưởng. Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi có lý do để tin tưởng, Trang Thanh Vân ở thời điểm cần thiết, khẳng định sẽ cùng đứng chung một chỗ với bọn họ, dù sao Trang Thanh Vân là người do Chủ tịch thành phố Hồ một tay đề bạt lên. Nói cách khác, hiện tại tất cả các ủy viên thường vụ câu ơ liên quan của quận Hạ Mã, trên thực tế chia làm ba phái, phái Hạ Tưởng thế lực lớn nhất, tiếp theo là phái Lý Hàm, tuy rằng số lượng ủy viên thường vụ không nhiều lắm, nhưng bởi vì Lý Hàm là Chủ tịch quận, là nhân vật số 2 danh chính ngôn thuận, cũng cực kỳ có phân lượng. Yếu nhất là Mộ Duẫn Sơn, Đằng Phi, đương nhiên, nếu Trang Thanh Vân có thể kiên định mà cho thấy lập trường, mà không phải như hiện tại ba phải cái nào cũng được, phái Mộ Duẫn Sơn cũng sẽ ở trong hội nghị thường vụ tỷ trọng tăng lớn. Chỉ tiếc, Trang Thanh Vân quá cẩn thận, vẫn không có ý muốn liên kết, Mộ Duẫn Sơn cũng không cưỡng cầu. Nói lý ra, Mộ Duẫn Sơn và Trang Thanh Vân cũng tiếp xúc qua vài lần, và bộc lộ ra ý muốn có tiếng nói chung ở quận Hạ Mã. Trang Thanh Vân lại làm bộ không nghe hiểu được. Tuy nhiên không chịu nổi Mộ Duẫn Sơn cứ đề nghị mãi, Trang Thanh Vân vẫn chỉ nói một câu ba phải cái nào cũng được. Quận Hạ Mã hiện tại cần xây dựng, mà không phải phá hại. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mới là căn bản phát triển, Bạch Chiến Mặc chính là vết xe đổ. Mộ Duẫn Sơn rất bất mãn với câu trả lời của Trang Thanh Vân, cùng phe chính là cùng chiến tuyến, chứ không phải muốn cùng Hạ Tưởng liều mạng cái ngươi chết ta sống. Chuyện chính trị, từ trước đến nay đều ích lợi là lớn nhất, cùng phe cũng là vì muốn có ích lợi lớn nhất, năm bè bảy mảng, ở trước thế công của Hạ Tưởng căn bản là không chịu nổi một kích. Mặc dù Mộ Duẫn Sơn biết rõ, hắn cũng không chắc sẽ cùng Hạ Tưởng có một ngày đối kháng toàn diện, bởi vì trải qua quan sát của ông ta, Hạ Tưởng không phải người liều lĩnh nắm hết quyền hành vì ích lợi. Ngược lại,
Hạ Tưởng làm việc vẫn coi như ngay ngắn, cũng rất ít làm việc tư để dối Kỳ Cương, lại chưa từng có nghe được Hạ Tưởng tham tài, trên thực tế quận Hạ Mã có Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư, ngược lại là một việc tốt. Nhưng Hạ Tưởng dù sao cũng là người đều có tư tâm, hiện tại Mộ Duẫn Sơn ở quận Hạ Mã vẫn chưa có nhiều ích lợi theo đuổi, nhưng ai dám cam đoan sau này không có. Liên tưởng đến quan hệ như gần mà lại như xa giữa Hạ Tưởng và Chủ tịch thành phố Hồ, còn có tính khả năng Hạ Tưởng trong thành ủy mờ mờ ảo ảo trở thành điểm mấu chốt của phái Vu Phồn Nhiên, cần thiết phải làm tính toán lâu dài, để phòng khi ích lợi xung đột, Hạ Tưởng vừa ra tay sẽ đem bên mình đánh cho tán loạn. Mộ Duẫn Sơn cũng từng đem lo lắng của mình nói cho Hồ Tăng Chu, Hồ Tăng Chu trầm ngâm thật lâu sau, mới nói một câu. Tôi tin Thanh Vân có tính toán, y là một người giỏi về mưu kế, hiện tại thế cục quận Hạ Mã cơ bản là cân bằng, Thanh Vân hẳn là đang tìm thời cơ tốt nhất. Hồ Tăng Chu cũng không nói ra ý ẩn hàm là, hiện tại ở mặt ngoài Lý Hàm thế nhược, là bởi vì Lý Hàm vẫn chưa tu bổ quan hệ với Diệp Thạch Sinh, một khi Lý Hàm lay động được Diệp Thạch Sinh, thành người tâm phúc của Diệp Thạch Sinh, vầng sáng bí thư quận ủy của Hạ Tưởng cũng sẽ bị uy danh người tâm phúc của bí thư tỉnh ủy của Lý Hàm đè ép, đến lúc đó mâu thuẫn sẽ xảy ra. Đến lúc đó, tác dụng của Trang Thanh Vân sẽ lộ rõ. Mộ Duẫn Sơn mặc dù có điểm nghi hoặc khó hiểu khi thấy Lý Hàm ủng hộ bất động sản Văn Thái, nhưng cũng không nghĩ sâu nguyên nhân trong đó, bởi vì ông ta không hiểu hết hoàn toàn tính cách của Lý Hàm, còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nguyên tắc làm việc của Lý Hàm. Mặc kệ Lý Hàm xuất phát từ cái gì mà ủng hộ bất động sản Văn Thái, làm chủ tịch quận, ông đều có đủ lý do để giảng hòa thái độ của ông ta. Hơn nữa để tập đoàn chúng đại đến thôn Phương Bắc xây nhà máy, cũng phù hợp với cái nhìn của Mộ Duẫn Sơn. Theo sau, Trần Thiên Vũ lên tiếng ủng hộ Lý Hàm. Chủ tịch quận Lý nói rất có lý, nhà máy linh kiện không thích hợp xây ở nội thành, bởi vì có thể gây ô nhiễm. Tài liệu về bất động sản Văn Thái tôi cũng đã xem, là một nhà đầu tư có thực lực và tiềm lực, có thể thích hợp mà xem xét. Hiện tại những hàm nghĩa nhất cử nhất động biểu lộ ra của Hạ Tưởng Trần Thiên Vũ đều rõ như lòng bàn tay, biết lập trường chung chung của Hạ Tưởng là thỏa đáng hướng về bất động sản Văn Thái. Tận lực ngăn cản tập đoàn chúng đại lấy đất, bởi vậy ông ta liền nói theo Lý Hàm. Đương nhiên, ông ta biết rõ mũi kiếm của Hạ Tưởng hướng tới đâu. Biện Tú Linh đầu tiên là cười rồi mới nói. Tôi sẽ không phát biểu quan điểm gì, chỉ cho rằng dù là nhà máy nào, thì xây ở thôn Phương Bắc là thích hợp nhất. Hơn nữa khu công nghiệp Đạt Tài của tập đoàn Đạt Tài bắt đầu khởi công. Nhà xưởng của tập đoàn chúng đại hoàn toàn có thể xây ở khu công nghiệp Đạt Tài, có thể tiết kiệm không ít tinh lực. Biện Tú Linh nói không phát biểu quan điểm, trên thực tế thì lại thể hiện rõ lập trường. Hoàng Kiến Quân cũng ngoài dự đoán mọi người mà bỏ phiếu trắng. Tôi không có ý kiến gì cả, bỏ phiếu trắng. Bỏ phiếu trắng cũng rất dứt khoát gọn gàng, khiến cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Kiến Quân. Hoàng Kiến Quân bỏ phiếu trắng kỳ thật có động cơ rất đơn giản, gần đây có nhiều việc nên ít đi lại với Hạ Tưởng, vừa rồi lại không nghe được ý Hạ Tưởng có khuynh hướng như thế nào. Không đoán được nên chỉ sợ nói sai, đơn giản là không nói tốt hơn. Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, không nói gì. Ngược lại thì Tạ Nguyên Thanh vẫn kiểu cách cũ, bất ngờ nói một câu. Hiện tại có rất nhiều công ty ma đều đến thủ đô đăng ký, đưa ra danh hiệu rất có tiếng, là công ty, xí nghiệp lớn của thủ đô, nhà đầu tư lớn, v.v. Ai biết được là tay không bắt giặc đến đây hay không? Tôi trước kia ở thủ đô. Gặp nhiều kẻ lừa đảo như vậy đến các nơi để lừa. Chương 689, nắm trong tay nhịp điệu. Gã đầu tiên là tung ra làn điệu châm chọc khiêu khích, sau đó còn nói. Tôi cảm thấy tập đoàn chúng đại không thích hợp ở quận Hạ Mã xây nhà máy, mặc dù có đầu tư, nhưng tôi nhìn không thấy có triển vọng lâu dài gì cả. Về phần bất động sản Văn Thái, tốt nhất là chọn địa điểm khác, thôn Thành Tây có địa điểm tốt như vậy, vẫn là giao cho nhà đầu tư có thực lực để phát triển mới được. Ví dụ như thương mại Trường Cơ, ví dụ như tập đoàn Đạt Tài. Ai chẳng biết bí thư đưa ra đề tài thảo luận, nếu liệt kê ra tập đoàn chúng đại và bất động sản Văn Thái, ý là chỉ chọn một trong hai, không cho người khác bố trí thêm, bí thư chính là bí thư, là nhân vật số một, ông ta chỉ cho người khác quyền lựa chọn, sẽ không cho người khác quyền quyết định, Tạ Nguyên Thanh trực tiếp đem hai đề nghị của Hạ Tưởng toàn bộ phủ định, có điểm không thức thời. Hạ Tưởng vẫn như cũ, vẻ mặt bình tĩnh. Thản nhiên mà nhìn Tạ Nguyên Thanh một cái, ngược lại Lý Hàm dùng ánh mắt phức tạp đánh giá Tạ Nguyên Thanh, muốn nói cái gì đó, lại nhìn mọi người đang ngồi, cuối cùng vẫn là nhìn không nói.
Mộ Duẫn Sơn cũng hiểu rõ, trên thực tế việc phê duyệt hạng mục và lập dự án, chủ yếu là bí thư và chủ tịch quận làm, ý kiến của các ủy viên thường vụ khác tuy trọng yếu, nhưng vẫn làm việc theo ý của bí thư và chủ tịch quận, chứ không phải thảo luận vấn đề nhân sự. Gã là trưởng ban tổ chức cán bộ mới có quyền lên tiếng chủ yếu và quyền đề nghị, nhưng nếu gã chỉ là ủy viên thường vụ, nhất định phải có tiếng nói riêng, khiêm tốn là đối ngoại khiêm tốn, trong lúc họp nội bộ, ông không thể hiện thái độ. Người khác sẽ coi như ông không tồn tại, sẽ khinh thị quyền uy của ông. Tôi cũng tương đối tán thành ý kiến của đồng chí Nguyên Thanh, khu vực thôn Thành Tây là khu vực tốt, giao cho bất động sản Văn Thái là công ty chưa có tiếng tăm gì, có chút không công bằng. Mộ Duẫn Sơn không để ý mà liếc Hạ Tưởng một cái, thấy bộ dáng Hạ Tưởng vẫn như không có việc gì, trong lòng nghi hoặc lập trường của Hạ Tưởng rốt cuộc là gì, hắn rõ ràng có ý nghiêng về bất động sản Văn Thái, cũng không chỉ ra, thế là sao? Nghĩ không ra, ông ta đành phải nói. Đồng chí Nguyên Thanh nói rất hay, để chúng đại đến thôn phương Bắc, Văn Thái tìm địa điểm khác thích hợp hơn, thế là tất cả đều vui vẻ. Tất cả đều vui, chỉ sợ là đều không hài lòng mới đúng. Lý Hàm lập tức phản bác đề nghị của Mộ Duẫn Sơn, nói. Hiện tại quận Hạ Mã công tác chủ yếu là gì? Là thu hút đầu tư. Hiện tại có nhà đầu tư, đồng chí Duẫn Sơn lại dùng lời nói đơn giản mà phủ quyết yêu cầu nhà đầu tư đề xuất, chẳng những dễ làm nhà đầu tư rời đi, cũng sẽ làm xấu mặt quận Hạ Mã. Lời Lý Hàm nói phân lượng rất nặng, trực tiếp nói đến chỗ mấu chốt, tương đương với lấy kế hoạch xây dựng phát triển quận Hạ Mã đè Mộ Duẫn Sơn. Cho thấy thái độ Lý Hàm rất là bất mãn với Mộ Duẫn Sơn. Ở bất cứ đâu, cục diện mà tất cả ủy viên thường vụ không muốn nhìn thấy nhất chính là nhân vật số 1, số 2 cùng nhất trí. Bởi vì nếu nhân vật số 1, số 2 một cùng tiếng nói, có việc gì thì các ủy viên thường vụ cũng không còn quyền quyết định, bởi vì có thể có người bất hòa với bí thư, cũng có thể có người bất hòa với chủ tịch quận, nhưng không ai đồng thời bất hòa với cả bí thư và chủ tịch. Nếu để bí thư và chủ tịch quận đều không quan tâm đến, thì cũng đừng nghĩ đến việc khai triển bất cứ công tác gì. Lúc này, vấn đề đất cho tập đoàn Chúng Đại và bất động sản Văn Thái, thái độ Hạ Tưởng không rõ, nhưng người sáng suốt cũng có thể thấy được hắn ngả về bất động sản Văn Thái, mà Lý Hàm cũng là một lòng ủng hộ bất động sản Văn Thái lấy được đất của thôn Thành Tây. Nghĩ đến thái độ Lý Hàm mấy ngày hôm trước còn có thái độ ủng hộ tập đoàn Chúng Đại, so sánh với sự thay đổi hiện tại, liền thấy trong đó có không ít ý vị sâu xa. Người khác có lẽ không rõ là xảy ra chuyện gì qua thái độ của Lý Hàm, nhưng Hạ Tưởng thì biết rất rõ. Điểm quan trọng nhất chính là thủ đoạn khắc phục khó khăn xuất sắc của Triệu Khang, đạt tới hiệu quả mong muốn, mặt khác còn có một nguyên nhân quan trọng đó là, Lý Hàm có ấn tượng vô cùng không tốt với Trịnh Nghị, bởi vì Trịnh Nghị rõ ràng đùa giỡn ở trước mặt gã, ngay từ đầu đã đùa giỡn gã, chẳng những không cho gã ưu đãi gì, còn khiến gã mất mặt. Do Trịnh Nghị che giấu thủ đoạn chiến lược của tập đoàn Chúng Đại với gã. Lẽ ra người làm ăn nói chuyện làm ăn, tung hỏa mù cũng không phải là chuyện to tát gì lắm, cũng chỉ là thủ đoạn buôn bán bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ Trịnh Nghị ngay từ đầu không có nói rõ, còn bày ra cái tình thế không đầu tư ở quận Hạ Mã, chỉ cần phê đất, tài chính nhất định tới, khiến cho Lý Hàm tin là thật. Không nghĩ ở trong lần họp hội ý lần trước, đầu tiên bị Trang Thanh Vân ôn hòa mà đâm một đao. Sau lại bị Trần Thiên Vũ vạch trần việc Trịnh Nghị ăn nói lung tung, khiến cho Lý Hàm có một cảm giác nhục nhã, tự nhiên mà không có hảo cảm gì với Trịnh Nghị. Trên cơ bản có thể nói Trịnh Nghị đã thất thế trước mặt Lý Hàm, hoàn toàn là do Trịnh Nghị tự tay làm ra, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu nguyên nhân do người trợ giúp, có bàn tay khéo léo nhẹ nhàng điểm một chút, liền đạt tới hiệu quả mong muốn. Lý Hàm ở quận Hạ Mã hy vọng còn không đủ để mọi người phục. Bởi vậy gã nói một câu chẳng những không có ngăn chặn được Mộ Duẫn Sơn, ngược lại khơi dậy sự tức giận của Mộ Duẫn Sơn, Mộ Duẫn Sơn hơi bất mãn nói. Chủ tịch quận Lý, không nên hơi một tí mà nói thế, bây giờ là thời đại mới, tất cả lấy xây dựng phát triển kinh tế làm trung tâm là không giả, nhưng cũng không phải mọi chuyện đều theo nhà đầu tư, chính quyền phải thể hiện quyền uy của mình, nếu dám cùng nhà đầu tư đàm phán, chính quyền nên tranh lấy ích lợi cho dân. Nhà đầu tư là người kinh doanh. Vì theo đuổi lợi nhuận mà không từ thủ đoạn, chính quyền sẽ phải dẫn đường bọn họ, giành lợi ích cho người dân. Nếu chính phủ nhường nhịn, để nhà đầu tư định đoạt, thì cần chính quyền làm cái gì? Trực tiếp ai có tiền thì làm ông chủ là được rồi. Lời nói Mộ Duẫn Sơn cũng rất sắc bén, rất sung, trực tiếp nói đến mức làm nét mặt già nua của Lý Hàm đỏ bừng, gần như muốn đập bàn đứng lên. Hạ Tưởng sắc mặt trầm xuống.
Đồng chí Duẫn Sơn nói chuyện chú ý một chút, đang bàn việc, không cần nói lời gây bực bội, lại càng không phải ăn nói lung tung. Hiện tại vấn đề thảo luận là đất thuộc ai sở hữu, không phải vấn đề quan hệ giữa chính quyền và nhà đầu tư. Giọng nói của Hạ Tưởng không lớn, cũng không có giọng cố nghiêm khắc, Mộ Duẫn Sơn lại cảm thấy một sự áp lực đập vào mặt, cảm giác hoàn toàn bất đồng với lúc đối mặt Lý Hàm nói chuyện. Đối mặt Hạ Tưởng, gã không có chút khí thế gì, chỉ có thể thẳng lưng, muốn tỏ vẻ cứng rắn, mạnh mẽ một chút, lập tức lại tự chủ mà lôi trở về. Bí thư Hạ phê bình rất đúng, tôi vừa rồi kích động quá, nên xin lỗi chủ tịch quận Lý. Nói là xin lỗi Lý Hàm, lại chỉ hướng về Lý Hàm khẽ gật đầu, không nói gì. Mọi người đang ngồi đều hiểu rõ trong lòng, tuy rằng Lý Hàm trên danh nghĩa là nhân vật số 2, là chủ tịch quận, trên thực tế vẫn không giữ yên được hiện trường, uy vọng không đủ. Mà Hạ Tưởng, từ chủ tịch quận mạnh mẽ đến bí thư bây giờ, tuy rằng mạnh mẽ cứng rắn không bằng lúc đảm nhiệm chủ tịch quận, nhưng lại có uy vọng bất động như núi từ đầu đến cuối vẫn nắm trong tay nhịp điệu ở quận Hạ Mã. Nắm nhịp điệu trong tay so với nắm đại cục trong tay mức độ cao hơn nhiều, nắm đại cục trong tay là dựa vào quyền lực và uy vọng, lấy một loại áp lực từ trên xuống dưới để thuyết phục mọi người. Mà nắm nhịp điệu trong tay là hoàn toàn lấy thái độ bình thản để mọi người vui lòng phục tùng, chỉ dẫn phương hướng, mặc kệ cụ thể việc gì, vẫn như cũ khiến tất cả mọi người đều dựa theo nhịp của mình, mới là người có tố chất của bí thư. Bí thư chủ quản phương hướng lớn, chỉ để ý giao việc, để người liên can phục tùng, mặc kệ là tuyệt đối phục tùng, hay là bị động mà nhận, cần thiết phải trong nhịp điệu mà hắn có thể khống chế, không thể xuất hiện người làm bừa bãi, mới là một bí thư thành công. Hiện tại Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã, đã là một bí thư thành công. Đất của thôn Thành Tây là 1.000 mẫu, bất động sản Văn Thái thực lực không đủ, một mình ăn không hết, hơn nữa cũng không thể chỉ cho một công ty. Tôi có một ý tưởng không biết có khả thi không, nói ra mọi người tham khảo. Đằng Phi đúng lúc nhảy ra thay Mộ Duẫn Sơn giải vây, gã hiểu rõ Mộ Duẫn Sơn vừa rồi có ý thăm dò, biết Mộ Duẫn Sơn là muốn xem có phải bí thư và chủ tịch quận liên kết hiển nhiên. Sự thăm dò của Mộ Duẫn Sơn không có thu được bất cứ hiệu quả gì, biểu hiện vừa rồi của Hạ Tưởng làm cho người ta nhìn không ra thiên hướng của hắn. Đằng Phi cũng có chút bực mình, Hạ Tưởng rõ ràng là muốn đem đất cấp cho bất động sản Văn Thái, vì sao không nói rõ. Kỳ thật theo sức nặng nắm trong tay mà Hạ Tưởng bây giờ dành cho hội nghị thường vụ, trên cơ bản là hắn nói gì thì là cái đó, trừ khi có Lý Hàm kiên trì phản đối, nếu không ý kiến của các ủy viên thường vụ khác chỉ để tham khảo, không đủ để chế ước Hạ Tưởng. Không rõ thì không rõ, quan điểm của gã cần phải nói ra cho mọi người. Bất động sản Văn Thái lấy một nửa, tập đoàn chúng đại lấy một nửa, vừa cho hai công ty ích lợi, lại có thể tạo ra một bát nước cân bằng, các đồng chí thấy thế nào? Hạ Tưởng vẫn như cũ cười mà không nói, chỉ khẽ gật đầu, không biết là đồng ý đề nghị của Đằng Phi, hay là tỏ vẻ hắn đã biết. Đề nghị của Đằng Phi kỳ thật cũng có rất nhiều người nghĩ tới. Nhưng bọn họ không đề cập tới, là bởi vì bây giờ bọn họ còn chưa rõ cách nghĩ thật sự của nhân vật số 1, số 2 muốn, có phải giữa bí thư và chủ tịch quận đã đạt được ý kiến chung hay không. Hôm nay hội nghị ủy viên thường vụ mở ra rất nhiều mây mù, làm cho người ta không thấy rõ phương hướng. Thôn Thành Tây có 1.000 mẫu đất, bất động sản Văn Thái nhiều lắm dùng 200 mẫu, tập đoàn chúng đại nếu xây nhà xưởng, cũng chỉ hết 300 mẫu, chia hai công ty 1.000 mẫu, bọn họ dùng không hết. Cho dù miễn cưỡng, cũng là lãng phí. Trần Thiên Vũ vừa nói xong, lập tức thu hút ánh mắt mọi người, bởi vì ai cũng rõ Trần Thiên Vũ là người thân cận Hạ Tưởng nhất bên chính quyền, lời gã nói, hơn một nửa là đại biểu cho ý của Hạ Tưởng. Trần Thiên Vũ đối diện với ánh mắt của mọi người, vẻ mặt trấn tĩnh. Tôi tính như thế này, 1.000 mẫu đất, chia cho bất động sản Văn Thái 200 mẫu, cho tập đoàn chúng đại 300 mẫu, còn lại 500 mẫu. Vừa lúc có mấy nhà đầu tư mới xin lập dự án, cũng nhìn vào đất thôn Thành Tây, là bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ. Trần Thiên Vũ vừa nói, thì lập tức một trận nghị luận vang lên. Đang lúc tất cả mọi người chờ mong Trần Thiên Vũ nói ra ý tưởng đích thực của Hạ Tưởng, muốn biết bí thư Hạ rốt cuộc nghiêng về ai, là chúng đại hay là Văn Thái, không nghĩ tới, Trần Thiên Vũ đột nhiên đưa ra đề nghị chia cắt đất của thôn Thành Tây, đánh cho mọi người trở tay không kịp. Chẳng lẽ lời Trần Thiên Vũ nói vừa rồi, mới là ý tưởng đích thực của bí thư Hạ? Chẳng những mọi người kinh ngạc khó hiểu, ngay cả Lý Hàm cũng ngây người ra. Trước khi vào hội nghị, Lý Hàm nghe Trần Thiên Vũ nhắc qua về bất động sản Nam Tân,
Bất động sản Quảng Hạ cùng với tập đoàn Đạt Tài, bất động sản Giang Sơn và bất động sản Thiên An đều có ý đồ xin lập dự án với Ủy ban Nhân dân quận, đã tính sẽ bắt đầu mở cửa lại, đưa ra hạng mục mới. Đối với khu vực mà tập đoàn Đạt Tài, bất động sản Giang Sơn và bất động sản Thiên An đề nghị, Lý Hàm chỉ đơn giản xem qua một chút, không có ý kiến gì, bởi vì mấy nhà đầu tư này đều là người quen của quận Hạ Mã, bọn họ là lần thứ hai theo đuổi đầu tư, gã không có bất cứ lý do gì mà ngăn trở. Hơn nữa ba công ty ở quận Hạ Mã thực lực coi như hùng hậu, danh khí vang dội, cam đoan về chất lượng và tiêu thụ, lại là ba nhà đầu tư lâu năm ở thành phố Yến, mạng lưới quan hệ sâu rộng, Lý Hàm không cần chặn ngang làm gì để tự tìm phiền phức. Hơn nữa gã cũng rõ, ý Trần Thiên Vũ chính là ý của Hạ Tưởng, gã càng không có lý do gì ngăn trở, bởi vậy gã gần như không xem, thả cho qua. Nhưng đối với bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ hai nhà đầu tư mới tới, Lý Hàm vẫn là để tâm, cẩn thận nghiên cứu một chút tài liệu được đưa cho, rất tỉ mỉ chính xác, cũng hợp pháp, không có chỗ nào để bắt bẻ. Hơn nữa mấu chốt là hai nhà đầu tư tiến quân bất động sản, không cần đặc biệt đến Ủy ban Nhân dân quận xin đất, bởi vì hai nhà đầu tư trực tiếp được Trần Cẩm Minh của tập đoàn Kim Thụ chuyển nhượng đất, chỉ cần qua Ủy ban Nhân dân quận lập hồ sơ là được. Công ty đầu tư mới thành lập, lại đăng ký ở thủ đô, vừa tới thành phố Yến liền giao dịch cùng tập đoàn Kim Thụ, ai cũng không tin tại thành phố Yến không có người hỗ trợ ngầm. Nhưng Lý Hàm cũng không để bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ làm gì thì làm, bởi vì hai nhà công ty là tiếp nhận đất trực tiếp từ tập đoàn Kim Thụ, Ủy ban Nhân dân quận không có quyền can thiệp. Tuy nhiên gã vẫn tạm thời đè ép, chưa thông qua việc bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ lập dự án, muốn điều tra rõ bối cảnh hai công ty rồi tính tiếp. Lúc ấy Trần Thiên Vũ cũng không nói gì thêm, bỏ tài liệu đấy rồi đi, không nói rõ ai là hậu trường của hai công ty. Lý Hàm trong lòng biết, có thể tiếp nhận đất từ tập đoàn Kim Thụ, tất nhiên có hậu trường lớn mạnh, chứ làm sao biết chuyện của tập đoàn Kim Thụ rõ như lòng bàn tay, hơn nữa sự tình tiến triển còn thuận lợi như vậy. Lý Hàm rất giật mình vì Trần Thiên Vũ ở hội nghị thường vụ đột nhiên đưa ra đề tài thảo luận về bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ, rốt cuộc là có ý định gì? Là ý tưởng cá nhân, hay là do Hạ Tưởng bày mưu đặt kế? Tuy nhiên dù là chủ ý của ai, đều khiến gã cảm thấy không thoải mái, không chỉ vì khả năng Hạ Tưởng nắm trong tay hội nghị thường vụ vượt qua tưởng tượng của gã, còn có Hạ Tưởng rất bình tĩnh, cùng việc Trần Thiên Vũ bất ngờ đề nghị. Trần Thiên Vũ trước đó không cùng gã thương lượng, đột nhiên trong hội nghị thường vụ đề ra bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ cũng có ý chia cắt đất thôn thành Tây, khiến cho gã không vui vì bị coi khinh. Chắc chắn trước đó Trần Thiên Vũ và Hạ Tưởng thương lượng đối sách rồi, muốn trong hội nghị thường vụ buộc gã đi vào khuôn khổ, quả thực không coi chức chủ tịch quận của gã ra gì. Như vậy Hạ Tưởng là hậu trường của bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ. Ánh mắt Lý Hàm đầy thâm ý nhìn Hạ Tưởng, lại bất mãn mà nhìn Trần Thiên Vũ, nói đâu ra đấy. Bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ đã lấy từ tập đoàn Kim Thụ hai mảnh đất, cả hai là công ty mới. Lại lấy thêm mấy trăm mẫu ở thôn Thành Tây, chỉ sợ bọn họ không có thực lực. Vấn đề này, cần nghiên cứu chi tiết lại mới được. Trang Thanh Vân vẫn không nói gì, cúi đầu cẩn thận mà nghiên cứu tư liệu, làm nhân vật thứ hai bên quận ủy, thái độ của gã cũng vô cùng quan trọng. Trang Thanh Vân buông tư liệu, giơ tay tháo kính mắt xuống, lau kính xong rồi mới nói. Kính mắt bị mờ, lau khô mới thấy rõ, nếu không hai mắt mờ mịt, dễ ngã lắm. Lời nói có hàm ý khác, Trần Thiên Vũ hứng thú mà nhìn về phía Trang Thanh Vân, ra vẻ cẩn thận lắng nghe. Không sai, hôm nay hội nghị mở ra thật sự hỗn loạn, cũng có rất nhiều bất ngờ xuất hiện, chính là do Hạ Tưởng tỉ mỉ an bài để quấy rầy trật tự, đảo loạn tầm mắt, không cho Lý Hàm và Phó Tiên Phong thăm dò dụng ý thực sự của hắn. Trần Thiên Vũ biết rõ ý nghĩ của Hạ Tưởng, tập đoàn chúng đại muốn đất thôn Thành Tây, chắc là có dụng ý khác, không phải là muốn đến xây nhà máy thật. Là quân cờ ngầm của Phó Tiên Phong, Lý Hàm nên ủng hộ tập đoàn chúng đại, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, gã rất có thành kiến với tập đoàn chúng đại, liền chuyển hướng ủng hộ bất động sản Văn Thái, thái độ của Lý Hàm đã được Hạ Tưởng đoán trước. Thế cục mà Hạ Tưởng muốn là đem 1.000 mẫu đất chia ra làm 4 cho 4 công ty, ngoại trừ bất động sản Văn Thái, bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ thừa cơ hội này lấy thêm một khu đất, cũng là cơ hội hiếm có. Bởi vì dựa theo tư chất và thực lực của bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ, muốn trực tiếp lấy đất thôn Thành Tây có khó khăn nhất định, bởi vì khẳng định Lý Hàm sẽ gây khó dễ.
Đương nhiên, Hạ Tưởng cố gắng, cũng có thể bắt Lý Hàm nhượng bộ, nhưng vấn đề là Hạ Tưởng không thể quá rõ ràng mà nghiêng về bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ, nếu không sẽ dẫn tới nghi ngờ, làm cho người ta hoài nghi quan hệ giữa Hạ Tưởng và hai công ty. Vừa lúc tập đoàn chúng đại không rõ mưu đồ gì mà lấy đất thôn thành Tây, Hạ Tưởng liền thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng sự bất mãn của Lý Hàm và thế cục hỗn loạn, kiếm lợi từ trong loạn lạc, nhân cơ hội dành một phần ích lợi cho bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ. Coi như nhượng bộ, làm bùa mê mê hoặc phó tiên phong, cũng thích hợp đưa ra 300 mẫu đất cấp cho tập đoàn chúng đại. Càng thêm dụng ý sâu sắc là tạo một đường lui cho Lý Hàm, bởi vì Lý Hàm hiện tại nhìn như kiên trì chống lại tập đoàn chúng đại, chỉ cần Trịnh Nghị xuất hiện, hứa cho Lý Hàm một ít ưu đãi, Lý Hàm sẽ thay đổi lời nói. Hoặc là phó tiên phong gây thêm một ít áp lực với Lý Hàm thậm chí có thể sẽ đề nghị phân chia cho tập đoàn chúng đại và bất động sản Văn Thái. Chương 690, hình thành bố cục. Vẫn là xuất phát từ sự ngần ngại Hạ Tưởng không thể gặp chuyện có thể không phải quản mà miễn cưỡng phải quản, cũng vì biểu hiện ra sự cân bằng và công chính, là do Trần Thiên Vũ đề xuất, Hạ Tưởng gật đầu, mới có được đề nghị vừa rồi. Hạ Tưởng còn có suy tính lâu dài là, nếu tập đoàn chúng đại cũng được chia một khu đất ở thôn Thành Tây, nhất cử nhất động sẽ không thoát khỏi ánh mắt của Tề Á Nam và Lý Thấm, không sợ Trịnh Nghị cũng khởi công hạng mục bất động sản, chỉ cần Trịnh Nghị không đem đất để đó không dùng là được, một khi chúng đại có động tĩnh, thì sẽ khó thoát khỏi ánh mắt của hắn. Đồng thời để những e ngại của bất động sản Nam Tân, bất động sản Quảng Hạ và bất động sản Văn Thái của Triệu Khang cùng một chỗ, cũng là muốn giám sát chặt chẽ một chút Triệu Khang. Triệu Khang làm thân phận kẻ gây rối thương mại trường cơ còn có thể, nhưng không thể trở thành kẻ gây rối thị trường bất động sản quận Hạ Mã, càng không thể dùng thủ đoạn tay không bắt giặc, có mặt Lý Thấm, gã chỉ cần có ý đồ bất lương, sẽ bị Lý Thấm phát hiện đúng lúc. Dưới sự hình thành bố cục như trên, Hạ Tưởng cần sắp xếp trước. Trần Thiên Vũ làm đồng minh tiên phong và kiên định nhất của hắn, hơn nữa lại là phó chủ tịch thường trực quận, nên là ứng cử viên thích hợp nhất để đưa ra đề tài thảo luận như trên trong hội nghị thường vụ. Kế tiếp, sẽ xem mọi người phản ứng thế nào. Trang Thanh Vân đầu tiên là mượn kính mắt để so sánh thế cục trước mắt, thấy mọi người đều hướng ánh mắt nghi hoặc về phía mình, gã không khỏi cười ha hả. Trải qua sự thận trọng suy xét của tôi vẫn cho rằng đề nghị của đồng chí Thiên Vũ là phù hợp nhất thế cục lúc này. Căn cứ lý luận không đem tất cả trứng gà đặt trong một rổ, một khu đất chia cho bốn, mới phù hợp nhất với ích lợi của quận Hạ Mã. Đồng thời tôi còn đề nghị, khi chia đất, căn cứ vị trí khác nhau sẽ có giá khác nhau, cứ theo giá cả kinh tế thị trường, chúng ta cũng phải chú ý tới hiệu quả kinh tế và lợi ích. Ha ha! Hạ Tưởng phá lên cười đầu tiên. Đồng chí Thanh Vân nói rất đúng, tuy nói bán đất để kiếm tiền nghe không hay lắm, nhưng trong thời buổi kinh tế thị trường, mặc kệ bán đất hay là làm xiếc, miễn là kiếm ra tiền thì đó là cách tốt nhất. Mọi người cũng đều nở nụ cười. So với không khí hỗn loạn và đông cứng lúc nãy đã thoải mái rất nhiều. Qua sự chỉ cho biết nhẹ nhàng của Trang Thanh Vân, tiêu điểm tranh luận dường như đã không còn là có cần cấp đất cho bốn công ty hay không, biến thành công ty nào nhiều hơn công ty nào ít hơn, công ty nào muốn vị trí tốt một chút, thì giá cả sẽ cao một chút, v.v. Phó Hiểu Bân thấy thời cơ thích hợp, liền kịp thời chen vào nói. Tốt nhất là bán đấu giá, đem địa điểm tốt niêm yết giá rõ ràng. Bốn công ty ai ra giá cao hơn sẽ được cấp. Tôi phỏng chừng ít nhất có thể bán ra nhiều hơn được vài triệu, có nhiều hơn vài triệu, là có thể vì quận ủy và ủy ban nhân dân quận mua thêm không ít đồ dùng làm việc, dường như trưởng ban mộ nên đổi máy tính rồi, còn muốn chủ tịch quận lý nên sắm thêm một máy tính sách tay, những di động khác có làm việc, phải cấp nội bộ phòng ban chúng tôi số, cước phí di động, tôi đang lo không có tiền đây. Chỗ thông minh của Phó Hiểu Bân là gã biến vấn đề cấp đất thành lợi ích thực tế, lại dẫn sự chú ý của mọi người tới việc bán thêm được một ít tiền để có thể kiếm thêm một ít lợi ích thực tế, hơn nữa mọi người đều có lợi, khiến cho mọi người có mặt đều động lòng. Con người đều có tâm lý thích tiện nghi, nhất là có chuyện tốt được ưu đãi cho mọi người sau khi nghe xong, mặt mỗi người đều lộ vẻ mỉm cười. Vẻ mặt Mộ Duẫn Sơn và Lý Hàm cũng là ý cười, Phó Hiểu Bân đưa ra ý tốt. Chủ động đề xuất mua thêm máy tính cho bọn họ làm sao có thể từ chối. Mộ Duẫn Sơn vốn không có nhiều ích lợi trong vấn đề sở hữu đất này, đại quản gia của quận ủy đã nói lời hay như vậy, gã cũng liền thuận nước đẩy thuyền mà nói một câu. Nếu nhân cơ hội cho tất cả mọi người hưởng phúc lợi, người coi anh là người tốt sẽ càng nhiều.
anh mới là mang tiền của nhà nước để lại chỗ tốt của bản thân. Mọi người đều cười vang lên. Phó Hiểu Bân vội nói. Tốt, mọi người nếu quyết định bán đấu giá đất, định ra một con số, vượt qua này, số tiền thừa tôi sẽ cải thiện điều kiện làm việc của mọi người và phát phúc lợi. Dù sao lúc này có hai lãnh đạo lớn là Bí Thư Hạ và Chủ tịch Quận Lý, hai người không phê bình tôi, coi như là đã ngầm thừa nhận. Hạ Tưởng cười mà không nói, Lý Hàm cũng với vẻ mặt mỉm cười, gật gật đầu. Khi tôi mới đến quận Hạ Mã nhậm chức, cho rằng quận mới thì toàn bộ đồ dùng đều là mới, không ngờ, nghe nói lấy từ thành ủy không ít đồ dùng cũ để làm việc, cũng hơi keo kiệt một chút, trưởng ban phó đề nghị quả thật không sai, đáng giá để xem xét. Qua đề của nghị Trần Thiên Vũ, để Trang Thanh Vân mượn cơ hội phát huy, theo sau lại để Phó Hiểu Bân nắm điểm mấu chốt, thành công mà nắm giữ sự chủ động trong hội nghị thường vụ, rời đi sự chú ý của mọi người. Hạ Tưởng thấy thời cơ đã hoàn toàn thích hợp, liền đánh nhịp. Nếu mọi người không có ý kiến gì, cứ quyết định như vậy đi, khu đất thôn Thành Tây cấp cho 4 công ty, về phần số lượng và giá cả cụ thể, sẽ do đồng chí Lý Hàm cùng đồng chí Trần Thiên Vũ bàn bạc cụ thể, còn việc bán đấu giá, cũng đưa ra một biện pháp, nếu có cần thiết, để đến lúc trong hội nghị thường vụ thảo luận một chút. Một đại hội chia đất, ở dưới sự chỉ cho biết trong đôi tay khéo léo của Hạ Tưởng, trước hỗn loạn sau rõ ràng. Cuối cùng lại ghép cành rời hoa, đã thu được hiệu quả mong muốn. Cũng có người có trí nhiều ít nhìn ra tiết tấu của cả hội nghị nhìn như tự nhiên, trên thực tế vẫn bị nắm giữ trong bàn tay của con người. Trang Thanh Vân chính là người có trí, hắn âm thầm nhìn kỹ Hạ Tưởng với vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng thủ đoạn cao minh, đối nhân xử thế lại có tâm cơ, hơn nữa lại biết thích hợp quan tâm cảm giác của người khác, bình tĩnh mà xem xét, hắn quả thật là một lãnh đạo đáng để học tập và tôn kính. Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, tâm trạng thoải mái, vừa lúc ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất đẹp, hắn liền mở cửa sổ ra, để lấy vào không khí mới mẻ. Dù như thế nào, kế hoạch của hắn tiến triển thuận lợi, hoàn thành một lần so chiêu với Lý Hàm. Trên thực tế cũng không hoàn toàn là so chiêu, bởi vì hiện tại Lý Hàm lập trường chính trị không rõ, gã hiện tại vừa không có được sự tán thưởng của Diệp Thạch Sinh, lại không có Phó Tiên Phong điều khiển chỉ huy. Lần này Hạ Tưởng tỉnh táo mà nhận thức ra. Lý Hàm không có kiên quyết phản đối, một là bởi vì gã còn chưa có một chỗ đứng vững vững chắc thật sự ở quận Hạ Mã, bên người không có thế lực có thể tin cậy. Hai là Phó Tiên Phong hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không có nhiều hơi sức mà quan tâm quận Hạ Mã. Bởi vì hiện tại Phó Tiên Phong đang mải tranh đoạt chức chủ tịch thành phố Yến, chỉ sợ cũng là sứt đầu mẻ chán, không có nhiều tâm tư nghĩ tới quận Hạ Mã, để cho hắn có thời cơ có thể lợi dụng, khiến hắn thong dong mà hoàn thành bố cục. Đặt cơ sở phản kích thương mại Trường Cơ. Không thì nếu Phó Tiên Phong có thể ra tay, khẳng định sẽ cho hắn không ít phiền toái, không cho hắn thoải mái đắc thủ. Trên cơ bản bố cục đã hình thành, các ủy viên thường vụ đã đạt được nhận thức chung, sau khi có văn bản, sẽ phải chuyển điệu hành động. Hạ Tưởng cũng là mượn ý nghĩ nhảy cầu bật, hiện tại đại cục đã định, trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu sẽ xây ở quận Hạ Mã, tập đoàn chúng đại cũng coi như được ích lợi, Triệu Khang cũng được như ý nguyện. Đương nhiên chỉ là viễn cảnh quy hoạch, mấu chốt trước mắt là, tập đoàn Đạt Tài, bất động sản Thiên An, bất động sản Giang Sơn lại lần nữa cùng đầu lớn tư vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, khẳng định sẽ không yên bình. Nếu nói có từ ba nhà đầu tư là đủ để dẫn phát phản ứng dây chuyền, thì bất động sản Nam Tân, bất động sản Quảng Hạ và bất động sản Văn Thái ba công ty mới xuất hiện trong thị trường bất động sản một trận chém giết ở quận Hạ Mã, đến cuối cùng là thân phận kẻ gây rối. Vẫn là thân phận người tham dự. Cuối cùng sẽ xúc tiến sự phát triển tích cực của thị trường bất động sản quận Hạ Mã, hay là sẽ mang đến sự cạnh tranh hỗn loạn. Còn có một điểm, Nguyên Minh Lượng sẽ đối đãi như thế nào với sự gia nhập của ba công ty mới? Hạ Tưởng đoán là, Nguyên Minh Lượng sẽ có thái độ lạc quan, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn thị trường bất động sản quận Hạ Mã sẽ không bão hòa, khu chung cư mới càng nhiều, càng chứng minh sự căng thẳng của thị trường bất động sản, tương ứng. Lại càng có thể đẩy cao giá nhà. Giá nhà càng cao, lợi nhuận của Nguyên Minh Lượng lại càng nhiều. Nguyên Minh Lượng liệu có ý cảnh giác hay không Hạ Tưởng không dám khẳng định, nhưng ít nhiều có thể phỏng đoán suy nghĩ của Nguyên Minh Lượng, quận Hạ Mã có vô số nhà đầu tư to nhỏ, chỉ cần phù hợp chính sách đều có thể tiến vào, dù sao ở bên trong con sóng lớn của thị trường, sống hay chết là dựa vào bản lĩnh của chính mình. Nguyên Minh Lượng vẫn mang thái độ cẩn thận lạc quan, một công ty thành công. Ông ta lấy giá cao thu mua. Còn công ty nào thất bại,
ông ta lấy giá thấp mua, tóm lại, tất cả khu chung cư của nhà đầu tư khai phá đều bị ông ta xem là miếng thịt trong bát. Mặc kệ là thịt mỡ hay là thịt nạc, là loại thịt có thể mang đến cho ông ta mỹ cảm, thì chính là thịt ngon. Bố cục mấy công ty bất động sản là nhằm vào một lần vây quét của Nguyên Minh Lược, sự an bài của tập đoàn chúng đại là một lần kiềm chế đối với Phó Tiên Phong, cũng là để cho một câu trả lời cho niềm tin đầu tư của Trịnh Nghị, nếu ông ta thật tâm đầu tư, Hạ Tưởng cũng là hoan nghênh. Nếu ông ta là vì thương mại trường cơ mà vất vả lao động còn bản thân thì không đạt được gì, Hạ Tưởng cũng có biện pháp ứng đối. Mà khu vực chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu chính là kế lâu dài, hiện tại cách lúc bùng nổ của Thạch Môn vẫn còn vài năm, Hạ Tưởng có đủ thời gian đi điều tra rõ ràng chân tướng ẩn trốn phía sau ánh mắt của công chúng. Những chân tướng mà tin tức truyền thông đưa tin thực ra chỉ là nước tinh khiết sau khi được đã được lọc, nội tình thật sự ẩn trốn trong một nơi tối đen mãi mãi con người không thể biết. Nhưng trong sự vô ý từ miệng Liên Nhược Hãm biết được sau khi Phó Gia đã nhúng tay ngành sản xuất chế phẩm sữa, Hạ Tưởng liền rõ một sự thật, chả trách sau khi đời sau vạch trần vụ án chất melamin, các công ty sữa trong nước gần như tất cả đều không may mắn thoát khỏi, hóa ra là toàn bộ đều đưa ích lợi lên đầu, là vì sau lưng có một bàn tay khổng lồ thao túng hết. Đương nhiên hiện tại đưa kết luận Phó Gia phải phụ trách với sự kiện melamin là còn sớm, cũng quá mức khinh suất, nhưng nếu Hạ Tưởng biết rằng Phó Gia là người thao túng phía sau ngành sản xuất chế phẩm sữa, hắn sẽ kéo tơ lột kén, từng chút một mà xâm nhập vào toàn bộ bên trong ngành sản xuất, nắm từ ngọn nguồn, cho đến thị trường bán lẻ của thiết bị đầu cuối, điều tra rõ sự cấu thành của toàn bộ ích lợi, cũng để trong lòng hiểu rõ, ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Chương 691, bước tiếp theo của Tào Vĩnh Quốc. Tuy nhiên từ Phó Gia nhúng tay vào ngành sản xuất sữa liên tưởng đến Ngô Gia, Mai Gia và Khâu Gia. Hạ Tưởng cũng thầm kinh hãi, cũng không biết ba nhà đặt chân lũng đoạn ngành sản xuất nào. Nhúng tay vào ngành sản xuất nào, chắc mấy ngành sản xuất như dầu mỏ, hóa chất, ngân hàng, năng lượng, muối ăn, điện lực, v.v. Những ngành nghề lũng đoạn mà quốc gia nhất định phải khống chế, đều có bóng dáng bốn đại gia tộc, như vậy một vài ngành sản xuất được ưa chuộng của xã hội, như là kỹ thuật biến đổi gen, chế dược sinh vật, đường cao tốc, y dược trị liệu thậm chí là giáo dục, chỉ sợ bốn nhà cũng đều dính đến. Thực ra toàn bộ xã hội vẫn là bị thao túng dưới rất nhiều bàn tay khổng lồ, thấy hay không thấy, chỉ cần có nơi lợi nhuận, sẽ có thế lực khổng lồ nhúng tay ở trong, nếu đem tất cả nội tình vạch trần ra, chỉ sợ là máu chảy đầm đìa nhìn thấy ghê người. Hạ Tưởng cũng biết rõ, hắn không có khả năng làm đường cắt khả đức đả kích lợi ích toàn bộ ngành sản xuất, nếu không dù hắn có 10 cái mạng, cũng không chết đủ. Lợi ích của toàn bộ ngành sản xuất liên quan đến lợi ích đoàn thể, vững chắc và kiên định, rút dây động rừng. Nếu hắn đánh động lợi ích toàn bộ ngành sản xuất, đầu tiên sẽ có áp lực từ trên xuống, hoặc là mất chức, hoặc là để đó không dùng. Tiếp theo còn có thể có uy hiếp từ dưới lên trên, an toàn bản thân, gia đình, v.v. Sẽ có kẻ liều mạng tìm tới cửa. Hạ Tưởng không phải chúa cứu thế, nhưng cũng không phải người có chút khó khăn liền lùi bước. Lý tưởng của hắn cũng không cao xa gì, hiện thực và thiết thực là được. Nếu hắn là một người bình thường, hắn gặp người bị người xấu ức hiếp, sẽ ra tay, đem người xấu đánh đuổi đi. Nếu hắn là một phú ông, hắn sẽ cứu trợ một đám người nghèo không nhà để về. Nếu hắn là cán bộ một vùng, hắn sẽ ở trong phạm vi và năng lực có thể, tận sức mà vì dân chúng giành phúc lợi, trừng trị tham quan ô lại, nghiêm trị ác bá, trừ cái đó ra, hắn còn muốn cố gắng tiến lên vị trí cao, chỉ có chức vị càng cao, mới có sức nặng, quyền lực càng lớn, mới có thể thay đổi được nhiều. Suy nghĩ của Hạ Tưởng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, hắn lấy lại tâm tư, lắc đầu cười. Nhìn thoáng qua dãy số, không có giả bộ để điện thoại kêu vài tiếng mới nghe, mà là lập tức cầm lấy điện thoại, cung kính nói. Chào Chủ tịch tỉnh Tống. Là điện thoại của Tống Chiêu Độ. Năm trước năm sau Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ đều đã gặp mặt, tuy nhiên không ngồi cùng nói chuyện với nhau, đều rất bận, nhất là Tống Chiêu Độ lại không có lúc nào rảnh rỗi. Hạ Tưởng gần đây mới vừa thoải mái được một chút, xử lý xong việc quận Hạ Mã, đang khi muốn chuẩn bị lên tỉnh xem xét, đúng lúc xuất hiện điện thoại của Tống Chiêu Độ, hắn liền biết Tống Chiêu Độ khẳng định có chuyện quan trọng. Bình thường không có việc trọng yếu, Tống Chiêu Độ rất ít chủ động gọi điện thoại. Nếu có việc tư, bình thường sẽ vào lúc tan tầm để Tống Nhất Phàm gọi tới đây. Làm một Hạ Tưởng coi như hiểu biết phương thức làm việc của Tống Chiêu Độ. Lập tức ý thức được có thể là vấn đề nhân sự của tỉnh thành xuất hiện biến động. Tống Chiêu Độ ha hả cười.
Tiểu Hạ, Vĩnh Quốc ở vị trí cấp sở cũng đủ lâu rồi. Hạ tưởng vốn tưởng rằng Tống Chiêu Độ có tin tức đến chuyện chọn người làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, không ngờ câu nói đầu tiên là nhắc tới Tào Vĩnh Quốc, trong lòng hắn liền khuấy động, cũng đúng, nhạc phụ ở vị trí cấp sở cũng đã nhiều năm rồi, dựa theo lý lịch kinh nghiệm, cũng nên vận động tiến về phía trước. Nhưng vận động để tiến lên, khẳng định sẽ không phải vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phải được Trung ương phê chuẩn, không ở trong quyền hạn của Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ tính tình cẩn thận, chuyện vượt qua phạm vi năng lực của ông ta chưa bao giờ nói nhiều hơn một câu. Như vậy nói cách khác, Tống Chiêu Độ ám chỉ nhạc phụ có thể vận động để lên vị trí chủ tịch thành phố Yến. Làm chủ tịch thành phố Yến là cán bộ cấp phó tỉnh, vị trí không cao không thấp, vừa tiến vào hàng ngũ cán bộ cấp phó tỉnh, lại có thực quyền, đồng thời cũng không phải quá chói mắt, xem như một vị trí quá độ vô cùng tốt. Hạ tưởng kỳ thật không phải không nghĩ tới tiền đồ của nhạc phụ kinh nghiệm lý lịch đủ, chiến tích cũng có, nhưng là có một chỗ thiếu hụt chính là thời gian ở vị trí nhân vật số một quá ngắn, chẳng những không có đảm nhiệm qua chủ tịch của một thành phố, đảm nhiệm chức bí thư thành ủy cũng mới hơn 2 năm, tuy rằng đề bạt lên cũng phù hợp điều kiện, nhưng vẫn còn có chút miễn cưỡng, hơn nữa hiện tại vị trí của tỉnh Yến và thành phố Yến đều rất mấu chốt, khiến cho Trung ương chú ý, khả năng vận động rất khó khăn. Ở tỉnh một cửa của Phạm Duệ Hằng dễ qua, Mai Thái Bình cũng sẽ nể mặt ông mà không làm khó, còn Diệp Thạch Sinh, nếu ông ta ra mặt cầu tình, cũng có thể nắm chắc 7-8 phần sẽ gật đầu, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, từ đó nhạc phụ sẽ thành cái đinh trong mắt phó gia. Cho tới nay tranh đấu giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, chỉ là chuyện giữa hai người, không có liên quan đến bạn bè người thân. Hạ Tưởng cũng không muốn kéo nhạc phụ xuống nước, để nhạc phụ trở thành đối tượng cho phó gia ra tay sửa trị. Hắn có thể ứng phó được âm mưu quỷ kế của Phó Tiên Phong, nhạc phụ chưa chắc sẽ bị phó gia hãm hại thành công. Cho dù hắn sau khi sự việc xảy ra sẽ trả lại, chẳng may tiền đồ nhạc phụ bởi vậy mà bị hủy, cũng là tiếc nuối cả đời. Hiện tại vị trí chủ tịch thành phố Yến, khẳng định là Phó Tiên Phong đang tranh thủ mạnh mẽ, lúc này Tào Vĩnh Quốc bất ngờ nhảy ra, tất nhiên sẽ dẫn tới sự ghen ghét của phó gia. Nhưng nghĩ lại, đề nghị của Tống Chiêu Độ cũng không phải không có lý. Không thể hoàn toàn vì thái độ phó gia mà vứt bỏ một khối lợi ích có thể giành lấy, Hạ Tưởng không khỏi rơi vào cảnh khó xử, không biết phải làm sao. Hơi trầm ngâm, mới nói. Nhạc phụ khả năng còn muốn giữ nền móng tốt, cháu nhớ lần trước cùng ông ấy nói chuyện, trong lúc vô ý ông ấy nhắc tới, khả năng muốn sau khi mãn khóa, đến thủ đô ở bộ hoặc ủy ban nào đó làm, tuy nhiên suy nghĩ của chú cũng rất có triển vọng, để cháu hỏi ý kiến ông ấy xem sao. Tuy nhiên phó chủ tịch tỉnh Tống, vị trí chủ tịch thành phố Yến, bây giờ quả thật là hơ tay vào đã thấy bỏng rát, sợ là không dễ để giành lấy. Tống Chiêu Độ thấy Hạ Tưởng hiểu ngay, trong lòng cũng vui mừng, liền cười một tiếng. Khó khăn là khá lớn, nhưng cũng không phải không có chút hy vọng. Tuy nhiên hiện tại cũng không phải chỉ có một vị trí chủ tịch thành phố Yến có thể tranh thủ, chú còn có một ý kiến để cháu tham khảo, Đoan Đài ở tỉnh Tây làm chủ tịch tỉnh, ông ta muốn bồi dưỡng một phó chủ tịch tỉnh thân tín. Vừa mới gọi cho chú để thảo luận vấn đề này, Đoan Đài cũng chủ động nhắc tới Vĩnh Quốc. Đến tỉnh Tây làm phó chủ tịch tỉnh cũng là một ý nghĩ không tồi, cho dù nói ra sự cố an toàn của tỉnh Tây xảy ra liên tiếp, hơn nữa đời sau còn từng vì sự cố an toàn rất lớn, liên tiếp có hai vị chủ tịch tỉnh phải tự nhận lỗi từ chức, nhưng nếu có thể phòng tai nạn từ khi chưa xảy ra, tỉnh Tây cũng là một nơi vô cùng tốt để rèn luyện con người, tuy nhiên hình Đoan Đài đột nhiên nhớ tới để nhạc phụ tiến đến đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Chẳng lẽ chỉ là vì tăng mạnh khả năng khống chế của ông với bộ máy chính quyền? Chỉ sợ không hoàn toàn như vậy, Hạ Tưởng trong đầu chợt lóe lên, lập tức ý thức được vấn đề. Chính trị và buôn bán giống nhau, từ trước đến nay là không lợi không làm, việc tốt chủ động đến tận cửa, nhất thiết phải có ẩn tình gì đó. Từ sớm khi hình Đoan Đài đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Tây, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh Yến Lũ Uyên Nguyên đã được điều đến tỉnh Tây đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Mà quan hệ giữa Lũ Uyên Nguyên và Tào Vĩnh Quốc rất tâm đầu ý hợp. Lũ Uyên Nguyên lúc tại tỉnh Yến đảm nhiệm trưởng ban tuyên giáo, quan hệ với hình Đoan Đài rất bình thường, chắc là sau khi hình Đoan Đài tới tỉnh Tây, quan hệ của hai người vẫn như cũ không có tiến triển gì. Hình Đoan Đài khẳng định là bị kiềm chế ở vấn đề nhân sự, mà lập trường của Lũ Uyên Nguyên không cùng ông nhất trí, hoặc là đồng thời ở bên trong bộ máy chính quyền, quá nhiều phó chủ tịch tỉnh không nghe theo ông, hiện tại vừa lúc có ghế trống. Hình Đoan Đài liền vô cùng kịp thời mà nghĩ tới Tào Vĩnh Quốc,
nếu có thể điều Tào Vĩnh Quốc đến bên cạnh, một là sẽ có một trợ thủ đắc lực, hai là Tào Vĩnh Quốc có thể trở thành cầu nối giữa ông ta và Lộ Uyên Nguyên. Đến tỉnh Tây cũng không tồi, ngoại trừ chủ tịch tỉnh Hình ra, trưởng ban Lô cũng ở tỉnh Tây, nhạc phụ đến đó, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hạ Tưởng biết Tống Chiêu Độ khẳng định nhiều ít cũng biết một chút nội tình, hắn liền cố ý nói một chút. Quan hệ của nhạc phụ và trưởng ban Lô từ trước đến giờ khá tốt. Biết không thể gạt được cậu, cậu cái gì cũng có thể đoán được, ha ha. Tống Chiêu Độ cười ha ha, lúc Hình Đoan Đài gọi điện thoại cho ông còn luôn nhấn mạnh là không muốn nói cho Hạ Tưởng biết tình hình thực tế, tuy nhiên ông lại nói Hạ Tưởng nhất định sẽ đoán được nguyên nhân, kết quả đúng là ông nói đúng. Tôi nói rõ với Đoan Đài rồi, tốt nhất là phải nói rõ ràng cho Tiểu Hạ, Đoan Đài lại nói phải khảo nghiệm trí tuệ chính trị của cậu, tôi đã biết điều đó chẳng làm khó được cậu. Tống Chiêu Độ kế tiếp là tóm tắt lại mà nói, thật đúng như Hạ Tưởng đoán, quả thật cùng với suy nghĩ của Hạ Tưởng giống nhau như đúc, Hình Đoan Đài muốn điều Tào Vĩnh Quốc đến bên cạnh, chính là vì tăng mạnh sự khống chế với bộ máy chính quyền, làm hài hòa quan hệ không mấy mật thiết của ông và Lộ Uyên Nguyên. Chương 692, Trận Thế Địa Lôi. Tống Chiêu Độ không nói dối Hạ Tưởng, cũng là không muốn Hạ Tưởng hiểu lầm, lại biết quan hệ giữa ông và Hạ Tưởng, không cần phải không nói thật ra. Muốn giấu giếm, Hạ Tưởng cũng có thể đoán là biết được, nên giấu cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Tưởng dù sao cũng là nhân vật số một cấp phó giám đốc sở, bình thường có không ít người gọi hắn là Tiểu Hạ, hắn chẳng những không để bụng, ngược lại tỏ vẻ cảm thấy là thân thiết, Tống Chiêu Độ cũng tốt, Trần Phong cũng tốt, đều là trưởng bối và lãnh đạo nhìn theo sự trưởng thành dần lên của hắn, Hạ Tưởng với họ là tràn đầy tôn trọng và cung kính. Tống Chiêu Độ nói ra tính toán đích thực của Hình Đoan Đài, Hạ Tưởng cũng không có cảm giác không ổn gì, giữa người với người giao tình dù thâm hậu, cũng phải tạo cái lợi cho nhau mới lâu dài, không có khả năng người khác không có lý do gì mà bỏ ra cho anh, chỉ có giao tình có cùng lợi ích giống nhau, mới có quan hệ lâu dài. Nếu Phó Chủ tịch tỉnh Tống cũng nói đó là đường tốt, cháu sẽ thương lượng với nhạc phụ một chút, hỏi ý kiến ông ấy. Hạ Tưởng đưa ra đáp án mà Tống Chiêu Độ muốn. Tống Chiêu Độ nói, cá nhân tôi cho rằng, đi tỉnh Tây đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh so với đảm nhiệm chủ tịch thành phố Yến sẽ triển vọng hơn, thành phố Yến hiện tại không thể so với trước đây, thành phố Yến bây giờ, xung đột ích lợi quá nhiều, thế lực khắp nơi hội tụ, dễ có chiến tích, nhưng cũng dễ dàng rơi vào việc đấu tranh chính trị, rất dễ thiệt thân. Quan điểm của Tống Chiêu Độ cũng là chỗ Hạ Tưởng lo lắng, hắn tỏ vẻ tán thành. Cháu nghĩ, nhạc phụ có thể sẽ không có suy nghĩ đến thành phố Yến đảm nhiệm chủ tịch thành phố. Buông điện thoại với Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng suy nghĩ, vẫn nên gọi cho Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc đang ở văn phòng nói chuyện với ai đó, bất ngờ nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, không khỏi sửng sốt. Hạ Tưởng rất ít khi trong giờ làm việc gọi cho ông, nhìn thoáng qua vị phó chủ tịch thành phố đang báo cáo công tác, phó chủ tịch thành phố hiểu ý, lập tức đứng dậy cáo từ. Tào Vĩnh Quốc nghe điện thoại. Tiểu Hạ, có việc gì thế? Ba. Vừa rồi con nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch tỉnh Tống, ông ấy nói, tỉnh Tây đang chống một vị trí Phó Chủ tịch tỉnh, ý của Chủ tịch tỉnh Hình là, muốn cho ba đến đó phối hợp công tác với ông ấy. Hạ Tưởng không cần khách sáo với ba vợ, nói thẳng vào vấn đề cần nói. Ồ, Tào Vĩnh Quốc không nghĩ đến Hạ Tưởng nói một câu làm giật mình đến vậy, ông nhất thời sửng sốt, suy nghĩ một lát, mới chần chừ nói. Là ý của Hình Đoan Đài, hay là ý của Phó Chủ tịch tỉnh Tống? Lời của Tào Vĩnh Quốc cũng đã hỏi vào đúng trọng tâm, nếu chỉ là ý của Hình Đoan Đài, ông còn phải xem xét thời thế và suy nghĩ kỹ càng, nếu Tống Chiêu Độ cũng có ý đó, ông phải làm ra quyết định nhanh. Bởi vì dựa vào sự hiểu biết của ông về Tống Chiêu Độ, cùng với quan hệ giữa Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng, Tống Chiêu Độ sẽ không vì người khác an bài tiền đồ, một khi ông ta chủ động ra mặt an bài, khẳng định là có suy nghĩ sâu xa. Tào Vĩnh Quốc suy nghĩ là, Hình Đoan Đài muốn ông tới. Ông có thể cũng sẽ đi, nhưng phải gò bó một chút. Nếu Tống Chiêu Độ cũng có suy nghĩ như vậy, với thể diện của hai người, ông trước tiên sẽ đưa ra câu trả lời cho Hạ Tưởng. Trước kia quả thật Tào Vĩnh Quốc cũng có ý đến thủ đô nhận chức của ủy ban thuộc bộ nào đó, nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, đi tỉnh Tây cũng là một lựa chọn không tồi, nhất là tình huống hiện tại có chủ tịch tỉnh tự mình mời đến, hơn nữa Lộ Uyên Nguyên vẫn làm trưởng ban tổ chức cán bộ của tỉnh Tây. Tào Vĩnh Quốc động lòng. Phó Chủ tịch tỉnh Tống làm người trung gian, ông ấy chịu truyền lời đến, chứng tỏ lập trường ông ấy cũng là tán thành.
Hạ Tưởng hiểu thái độ của Tào Vĩnh Quốc là cẩn thận lạc quan, hắn cũng đúng lúc nhắc nhở cha vợ một câu. Tỉnh Tây tỷ lệ xảy ra tai nạn mỏ cao, nhưng nếu quyết tâm thực hiện an toàn sản xuất, cũng sẽ có chiến tích. Tình hình của tỉnh Tây, bà cũng biết một ít, vì có trưởng ban Lô ở tỉnh Tây, bà và ông ta cũng liên hệ thường xuyên. Đi tỉnh Tây thì không vấn đề gì, chỉ là nếu giữa trưởng ban Lô và chủ tịch Hình không thể hòa hợp, cũng là một phiền toái. Tào Vĩnh Quốc thường xuyên từ miệng Lộ Uyên Nguyên biết được bố cục chính trị của tỉnh Tây, nên tình hình thực tế ở đó cũng hiểu rõ, Hình Đoan Đài chủ động đề xuất ông đến tỉnh Tây làm phó chủ tịch tỉnh, ông cũng có thể đoán được dụng ý của Hình Đoan Đài. Hạ Tưởng thấy Tào Vĩnh Quốc tự biết thân phận ông sẽ là cầu nối, suy nghĩ rồi nói thêm một câu. Hình chủ tịch tỉnh sớm muộn gì sẽ tiếp nhận chức phụ bí thư, đầu tiên ba là chủ tịch tỉnh thông thường, bước tiếp theo tiến vào hội nghị thường vụ cũng không phải không có khả năng. Trưởng ban Lô cũng khả năng sẽ tiến thêm một bước làm phó bí thư hoặc là chủ tịch tỉnh, ba ở giữa, chỉ cần kiên định lập trường, nắm giữ đúng mực, cũng là một kỳ ngộ khó gặp. Hạ Tưởng đương nhiên phải đứng ở góc độ của cha vợ để xem xét vấn đề, dù trên con đường lên chức của hắn, Tào Vĩnh Quốc giúp cũng không nhiều, ngược lại, có lẽ nhiều lúc đều là hắn ngầm trợ giúp cha vợ. Nhưng Hạ Tưởng vẫn rất có cảm tình với Tào Vĩnh Quốc, bởi vì lúc danh tiếng của hắn không đáng một xu, Tào Vĩnh Quốc cũng không có một chút khinh thường nào với hắn, khiến cho hắn rất cảm kích ông, kính trọng cách ông đối nhân xử thế. Ừ, ba sẽ suy nghĩ. Con cứ trả lời Phó Chủ tịch tỉnh Tống là ba sẽ thận trọng xem xét việc này. Hạ Tưởng biết Tào Vĩnh Quốc đã động lòng, trên cơ bản coi như là đồng ý rồi. Sở dĩ không bảo hắn lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định cho Tống Chiêu Độ, bởi vì Tào Vĩnh Quốc sẽ liên lạc trước với Lộ Uyên Nguyên xem sao. Hai ngày sau, Tào Vĩnh Quốc đưa ra câu trả lời chính thức, biểu thị đồng ý. Lúc này Hạ Tưởng liền nói với Tống Chiêu Độ rất vui mừng. Buổi chiều cùng ngày Tống Chiêu Độ lại gọi điện thoại tới, nói là Hình Đoan Đài sẽ bắt tay vào triển khai, để Tào Vĩnh Quốc chỉ cần đợi ban tổ chức cán bộ nói chuyện là có thể rồi. Xem như hoàn thành một việc lớn, dù việc tới có chút đột nhiên bất ngờ, tiến triển cũng có chút bất ngờ, cuối cùng sau khi tính ra Tào Vĩnh Quốc ở vị trí cấp sở đã 6, 7 năm, rốt cục hoàn thành một bước tiến quan trọng, sắp vào danh sách cán bộ cấp phó tỉnh. Phó tỉnh, mới là quan lớn thực sự. Mới là bậc thang đầu tiên tiến lên đài cao để ngắm nhìn thiên hạ. Có một cha vợ làm phó chủ tịch tỉnh, bước đi của Hạ Tưởng về sau cũng sẽ càng vững chắc. Tuy rằng nói thành tựu của hắn ngày hôm nay, xét đến cùng vẫn là từ bản thân hắn cố gắng. Ngày mai là 20 tháng 1, là sinh nhật của Hồ Tăng Chu, Hạ Tưởng suy nghĩ sẽ tặng Hồ Tăng Chu món quà gì, vừa quý trọng lại văn nhã, và có thể khiến Hồ Tăng Chu yêu thích mới là quan trọng. Nghĩ mãi mới ra một kế. Lấy điện thoại gọi cho Cổ Ngọc, phải hẹn gặp Cổ Ngọc. Cổ Ngọc đối với lời mời của Hạ Tưởng, hiển nhiên trái tim rất vui, cô bình thường không để ý cách ăn mặc thì giờ cũng tỉ mỉ một chút, liền sớm về nhà, chuẩn bị sẵn sàng, chờ Hạ Tưởng đến. Hạ Tưởng lần đầu tiên đề xuất gặp mặt ở nhà, Cổ Ngọc vừa thẹn vừa mừng, cho rằng Hạ Tưởng lại có ý gì đó. Cổ Ngọc đã vào sống trong khu chung cư mới Chân Tàng Uyển, trang trí tuy không xa hoa. Nhưng mặc kệ là vật liệu trang trí hay là đồ dùng, tất cả tuyệt đối là tinh phẩm. Thậm chí có một số vật phẩm nhỏ dùng để trang trí, đều là những mỹ ngọc khó thấy trên thị trường. Suy cho cùng là nhà đồ ngọc, trông nhà cổ ngọc, lung linh màu sắc. Dường như tùy ý cầm lấy một vật kiện nhỏ, gặp được người biết hàng xấu tốt, thì có khả năng đưa ra giá mấy chục ngàn thậm chí là mấy trăm ngàn. Vàng bạc còn có giá chứ ngọc thì vô giá, bởi vì ngọc có tính chất độc nhất vô nhị. Từ trước đến nay không có tiêu chuẩn nào để định giá. Người thực sự thích, gặp được đồ ngọc mình yêu thích quá không nỡ rời tay thì sẽ vung tiền như rác để có thể sở hữu nó. Bởi vậy, Hạ Tưởng lần đầu tiên đi vào phòng của Cổ Ngọc, không khỏi liên tục tán thưởng. Cổ Ngọc, phòng của cô treo đầy mỹ ngọc vô giá, phải cực kỳ chú ý phòng cháy phòng trộm phòng tên đẹp trai nào đó. Cổ Ngọc thản nhiên cười, không hiểu lời của Hạ Tưởng nên hỏi. Phòng cháy phòng trộm là đúng. Vì sao phải phòng anh đẹp trai? Bởi vì những tên đẹp trai là con mãnh thú và dòng nước lũ, so với lửa và trộm lợi hại hơn, lửa và trộm cùng lắm chỉ gây tổn thất vài thứ của cô, tên đẹp trai có khả năng làm cô mất cả người lẫn của. Hạ Tưởng ha hả cười, cố ý trêu Cổ Ngọc, bởi vì hắn phát hiện hôm nay Cổ Ngọc rất đẹp, chẳng những vẽ mắt, còn tô son. Những gã đẹp trai bình thường với em không có lực hấp dẫn, em cũng không phải nữ sinh cấp 3. Lại càng không phải là người vì yêu mà mê muội,
anh không phải quan tâm, hứng thú của em với anh tạm thời chưa giảm, chắc là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời khỏi anh đâu. Cổ Ngọc cười hì hì ôm tay Hạ Tưởng, kéo đến sofa ngồi. Nói đi, hôm nay đến nhà em, có chuyện gì vui? Trịnh Nghị gần đây có hay xuất hiện trước mặt cô không? Hạ Tưởng tìm Cổ Ngọc cũng không phải là nói chuyện yêu đương, cũng không phải thảo luận cảm giác của cô với Trịnh Nghị, mà là có chuyện quan trọng khác. Trịnh Nghị. Cổ Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ. Gần đây ít xuất hiện, điện thoại lại gọi thường xuyên, em lúc thì nghe lúc không nghe điện thoại, dù sao gã không phải là tặng quà thì là mời em ăn cơm, em làm gì có thời gian. Nghe nói Trịnh Nghị vừa mới đi thủ đô, khả năng phải ở thủ đô vài ngày. Trịnh Nghị đi thủ đô là chuyện thường, không có gì phải suy nghĩ, Hạ Tưởng đang muốn bỏ qua chuyện Trịnh Nghị không nhắc tới, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không cho rằng có thể từ Trịnh Nghị phát hiện âm mưu gì, không ngờ Cổ Ngọc lại nói một câu. Trịnh Nghị dường như là cùng Phó Tiên Phong về thủ đô, em nghe nói gần đây gã rất hay ở cùng Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng trong lòng khẽ động, Phó Tiên Phong quay về thủ đô, khẳng định là gia tăng hoạt động, vị trí chủ tịch thành phố rất quan trọng, thế lực Phó gia khổng lồ, cũng gặp không ít khó khăn, hơn nữa hiện tại có sự chú ý đặc biệt của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, Phó Tiên Phong muốn có vị trí đó, cũng không dễ dàng, nhất định phải tốn nhiều sức lực. Hiện tại ứng cử viên vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy còn chưa được xác định, vẫn ở trạng thái giằng co, Liên Nhược Hạm cũng trở về thủ đô, chuẩn bị việc ra nước ngoài. Hiện tại việc chọn chủ tịch thành phố Yến cũng chưa quyết định, trong điều kiện tình hình ở tỉnh thành không rõ ràng, cái duy nhất khiến Hạ Tưởng vui mừng chính là tình hình quận Hạ Mã dưới sự thúc đẩy của hắn, dần dần đã có trình tự rõ ràng. Dù là ai tiếp nhận chức vụ chủ tịch thành phố Yến, thì hắn cũng đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo rồi. Cùng với việc tu bổ lại quan hệ đã có chút tổn hại với Hồ Tăng Chu một chút. Tuy nhiên với quan hệ giữa Trịnh Nghị và Phó Tiên Phong ngày càng gần, Hạ Tưởng cũng là hơi chút lo lắng, tập đoàn chúng đại cũng là thực lực hùng hậu, nếu ủng hộ Phó Tiên Phong, cũng là một sức mạnh không thể coi nhẹ. Từ trước đến giờ sự kết hợp của quan thương là có lực phá hoại nhất, hiện tại ở quận Hạ Mã đã có tập đoàn Tứ Ngưu như bom hẹn giờ, còn có thương mại Trường Cơ là quả bom tấn đã châm mồi lửa. Hiện tại lại thêm tập đoàn chúng đại quả bom không biết uy lực thế nào, quận Hạ Mã đúng là biến thành một trận thế địa lôi, nói không chừng không biết khi nào thì sẽ nổ thành dây chuyền. Theo góc độ khác xem xét, có bom không sợ, chỉ là xem ai nắm giữ kíp nổ trong tay. Ai cầm kíp nổ, thì có thể khiến bom sát thương người khác mà mình thì an toàn. Tuy hiện tại mặt ngoài ngòi nổ ba quả bom đều ở trong tay Phó Tiên Phong, nhưng chuyện chính trị rất nhiều thay đổi bất ngờ. Có khi chỉ trong nháy mắt ngòi nổ sẽ sang tay Hạ Tưởng và hắn sẽ nắm giữ quyền chủ động. Hạ Tưởng biết rõ là, quyết đấu với Phó Tiên Phong, thương mại Trường Cơ là đọ sức ngầm, tiêu diệt thương mại Trường Cơ, Phó Tiên Phong hận hắn thấu xương, nhưng cũng chỉ có thể nuốt sự oán hận, quyết làm cam chịu. Đã chạm vào lợi ích của tập đoàn chúng đại, Phó Tiên Phong cũng chỉ biết gây khó dễ cho hắn một chút rồi thôi, hoặc là nếu thủ đoạn của hắn cao siêu, Phó Tiên Phong cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng nếu hắn làm nổ Tứ Ngưu, dẫn phát phản ứng dây chuyền của ngành sản xuất sữa, làm cho Phó gia ở ngành sản xuất sữa tổn thất lớn, Phó gia sẽ không tiếc gì mà dùng tất cả thủ đoạn đối phó hắn, thậm chí có thể lấy mạng của hắn. Bởi vì nếu ngành sản xuất sữa trong nước có bóng dáng Phó gia, thì sau khi Tứ Ngưu bùng nổ, tổn thất của Phó gia sẽ là cấp số nhân, Phó gia không liều mạng mới là lạ. Nhưng Tứ Ngưu không tự do hắn dẫn nổ, cũng sẽ tự động dẫn nổ trong bánh xe lịch sử vô tình. Ngồi chờ Tứ Ngưu nổ, cũng không phù hợp nguyên tắc đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, trơ mắt nhìn vô số trẻ con bởi vì sữa bột kết sỏi thống khổ mà chết, khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì, chẳng phải tái sinh vô ích sao. Nhất định nghĩ ra một kế sách vẹn toàn mới được, nếu có thể dẫn nổ trước, mà phải lánh xa không dính dáng, thì rất cần đến trí tuệ chính trị. Hạ Tưởng suy nghĩ có chút xa xôi, suy nghĩ đến say mê. Cổ Ngọc liền cảm thấy cô bị bỏ quên. Rõ ràng Hạ Tưởng đề xuất gặp cô, sau khi đến đây cũng không nói gì, lại ngồi ngẩn người, cô rất không vui, tiến lên đẩy Hạ Tưởng một cái. Này, nghĩ gì mà thất thần thế, em ở trước mặt anh thì không nhìn, còn muốn ai nữa? Hạ Tưởng không kìm nổi mà cười. Đã đói bụng rồi, có cơm ăn hay không? Nhà của Cổ Ngọc bố trí vô cùng ấm áp, tuy nhiên vừa thấy phòng bếp sạch sẽ và không có một tia khói dầu, biết là cô cũng không xuống bếp. Cổ Ngọc vừa nghe Hạ Tưởng muốn ăn cơm, vừa cười vừa giơ tay lấy một cái túi giấy to, mở ra nhìn, được, là phần ăn lớn Kentucky Fried Chicken.
Trên thực tế Hạ Tưởng rất không thích ăn đồ ăn nhanh nước ngoài, nhiều dầu, không có dinh dưỡng gì, nhưng thấy Cổ Ngọc rất nhiệt tình, hắn liền cùng Cổ Ngọc ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được hai người, đầu chạm đầu, ăn thức ăn nhanh. Cổ Ngọc sau khi ngon lành mà ăn xong, không có dự ý gì mà lau mồm. Đến đây đã nửa ngày, cơm cũng ăn rồi, nói cho em biết hôm nay anh tìm đến mục đích chính là gì. Mục đích chính, Hạ Tưởng thấy Cổ Ngọc cười hơi mờ ám, hơi chờ mong, liền mỉm cười, Cổ Ngọc hiểu lầm ý của hắn, nghĩ hắn tới là cùng cô. Kỳ thực hắn tìm cô quả thật có chính sự, việc rất to lớn quan trọng. Hạ Tưởng liền cười. Cô cười rất mờ ám, hơi dọa người đấy. Cổ Ngọc cũng cười. Mờ ám là có ý gì, em không rõ. Hạ Tưởng nghĩ, hai chữ ái muội, mờ ám ai mây, nhìn theo mặt chữ là đều có chữ nhật, gì, bên cạnh, xét đến cùng chính là đều muốn, nhật, chẳng qua một làm bộ có yêu ai, còn một làm bộ có tương lai uây lai, mà thôi. Cổ Ngọc ha ha mà cười, lè lưỡi nói. Em càng không rõ, nhật gì, là có ý gì. Cổ Ngọc không rõ ý nghĩa sâu xa của, nhật gì, cũng chẳng có gì lạ, tuy nhiên vẻ mặt của cô giống như biết lại giả vờ không biết. Khiến cho Hạ Tưởng hơi hoài nghi Cổ Ngọc cố ý trêu ghẹo mình. Có thật là cô không biết hay là giả vờ không biết đấy? Em thật không biết, nhật di, không phải là mặt trời sao? Nhưng nghe những lời anh vừa mới nói, dường như không phải nghĩa là mặt trời, cảm giác hơi xấu xa. Cổ Ngọc vẫn không bình thường mà cười, có chút nghịch ngợm, có chút quyến rũ, lại có một chút khờ dại hấp dẫn. Cổ Ngọc thật đúng là một xử nữ một khi được khai phá sẽ vô cùng thú vị. Bình thường thấy tính cách của cô nhàn nhạt như cô gái nhà bên, không nghĩ sẽ có nét quyến rũ mê người. Mỗi cô gái đều có tiềm chất của cô gái thiên biến, cho dù hồn nhiên như Cổ Ngọc, cũng có phong tình làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Lập trường của Hạ Tưởng vẫn kiên định không thay đổi, không bị Cổ Ngọc cuốn hút mà nói. Tôi có một việc thương lượng cùng với cô, nghiêm túc một chút, không được cười. Càng nói không cho cười, Cổ Ngọc càng cười lớn, cô ở nhà vốn mặc ít. Quần áo ở nhà rộng thùng thình thoải mái, lại vẫn không giấu được dáng người thon thả. Cô đứng dậy thu dọn đồ dùng, một cái hộp rơi trên đất, liền xoay người lại nhặt, quần áo bằng nhung căng bó sát lấy cơ thể, bất luận đàn ông nào cũng phải nhìn liếc mắt một cái, còn không hiểu vì sao mà kích động. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng có, tuy nhiên hắn vẫn là ngồi ngay ngắn bất động, tiếp tục nói. Đừng làm loạn, nghe tôi nói, tôi muốn mượn cô một đồ vật. Còn chưa dứt lời. Cổ Ngọc liền bị trượt chân, lảo đảo một cái ngã ngồi ở trên đùi của Hạ Tưởng, đầu của cô đập vào cằm Hạ Tưởng, làm cho Hạ Tưởng đau đớn. Cổ Ngọc cũng bị cằm của Hạ Tưởng làm đau, lấy tay che đầu. Anh làm đau em, thật là xấu xa. Cô ngồi ở trên đùi Hạ Tưởng, vừa khéo thế nào, lại ngồi đúng vào chỗ mẫn cảm của Hạ Tưởng. Ngồi thì đã ngồi rồi, cô còn không ngoan ngoãn, vừa xoa đầu vừa vặn vẹo mông lại còn bĩu môi nói. Thật đáng ghét. Làm em đau quá, anh cũng không xoa đầu giúp em, thực nhẫn tâm. Không phải Hạ Tưởng nhẫn tâm, là do bị sự cọ sát của việc cô vặn vẹo mông làm cho đến mức bụng dạ thất thường. Đàn ông đang lúc tráng niên phản ứng luôn mẫn cảm và nhanh chóng, ngay lập tức có phản ứng dậy của sinh lý, cũng đã lập tức đội lên đúng chỗ cái mông mềm mại và có tính đàn hồi của Cổ Ngọc. Cổ Ngọc mặt lập tức đỏ lên, quay đầu lại liếc nhìn Hạ Tưởng. Có phải anh muốn mượn em hay không? Ham muốn của phụ nữ có thể kích khởi dục hỏa của đàn ông, thực ra phụ nữ dám dụ dỗ càng có thể khiến ham muốn chinh phục của nam nhân tăng vọt. Đàn ông là động vật thị giác, cảm xúc mạnh bị châm chỉ là thời gian trong nháy mắt, huống chi Hạ Tưởng và Cổ Ngọc từng có tiếp xúc da thịt gần nhau, lại ở trong phòng của Cổ Ngọc, tràn ngập hơi thở và sự ấm áp của phụ nữ, dễ khiến đàn ông không thể tự kiềm chế. Vì thế, sau này vài tháng Hạ Tưởng và Cổ Ngọc lại có một lần vui sướng ở chốn cũ. Vì vậy, Tiểu Liên Ngọc thể hoành trần chắc, bất kiến la sam cầm khâm bạc. Uyển chuyển thừa hoan oán lang ngoan, hạnh nhãn đái tiếu lưu chuyển ba. Tạm dịch, Tiểu Liên thân ngọc đêm nằm ngang, không thấy áo the kề chăn gấm. Uyển chuyển làm vui oán chẳng ác, mắt hạnh mang cười xoay chuyển sóng. Chương 693, ném đá giỏ đường. Tuy nhiên chỉ có mình Hạ Tưởng vui sướng, Cổ Ngọc hơi nhíu đôi mày ngài, co quắp người nằm gọn trong lòng của Hạ Tưởng. Cả người da thịt như ngọc như tuyết, nhìn rất trắng trẻo mê người, hơn hẳn bất cứ một thân thể của người phụ nữ nào mà Hạ Tưởng từng thấy. Vẻ đẹp cơ thể của Cổ Ngọc không phải là cái đẹp quá trắng quá đẫy đà, mà là cái dáng uyển chuyển không béo không gầy vừa đến mức,
đương nhiên chỉ có dáng mê người sẽ không đủ để Hạ Tưởng khen ngợi. Hắn biết qua hai người đẹp cực phẩm Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạp, còn có hưởng thụ qua thân thể rất quyến rũ của Tiếu Giai, cơ thể mỹ nữ dù đẹp thế nào cũng khó để hắn kinh ngạc, ví dụ Tiếu Giai trắng đến động lòng người, Tào Thù Lê dịu dàng vui vẻ cùng với Liên Nhược Hạp mềm mại say lòng người, thân thể Cổ Ngọc dù đẹp cũng không thể hơn một trong ba người đẹp kia. Nhưng Cổ Ngọc vẫn có chỗ hơn người, sự trắng nõn mịn màng, không thua Tiếu Giai. So sự vui vẻ hoạt bát, không thua Tào Thù Lê. So sự mềm mại, không thua Liên Nhược Hạp, nếu những thứ như trên còn chưa đủ, để cho Hạ Tưởng say mê chính là sự bóng như ngọc mà toàn thân Cổ Ngọc phát ra, thật sự là như ngọc như cầu vồng, khiến người ta không thể dùng lời nói mà diễn tả được. Mỹ nhân như ngọc, chỉ sau khi biết thân thể hoàn mỹ của Cổ Ngọc, mới chân chính hiểu rõ được cảnh giới như ngọc. Cổ Ngọc như con mèo nhỏ dịu ngoan nằm ở bên cạnh Hạ Tưởng, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt bất mãn. Bị lừa rồi, tức chết đi được. Thấy không ít tiểu thuyết miêu tả chuyện nam nữ hay như thế nào, em lại không cảm giác được một chút mỹ cảm nào, vẫn thấy hơi đau. Hạ Tưởng thích nhất chính là Cổ Ngọc tính tình giống như trẻ con, lấy tay quệt lên mũi cô. Mới hai lần, làm gì mà nhanh như vậy? Phụ nữ tiến vào trạng thái chậm, có một câu nói rất đúng, quá tam ba bận, bình thường sau từ khi ba, năm lần, mới thông suốt không trở ngại. Lại còn thông suốt không trở ngại, anh cho là đường cao tốc hả? Cổ Ngọc không tin lắm lời Hạ Tưởng nói. Em luôn nghi ngờ anh đang gạt em, chính là để anh thoải mái, cho em ăn bánh vẽ đỡ đói lòng. Anh làm sao xấu xa như vậy được, đều giống như điều em nói, phụ nữ đau liên miên, tỷ lệ ly hôn cao đến 80%, 80%, em có thể ngẫm lại, nếu trên thế giới tất cả nữ nhân đã kết hôn có cuộc sống như nước sôi lửa bỏng, làm gì còn có gia đình hòa thuận vợ chồng hạnh phúc. Đúng vậy, suy cho cùng cũng có chút hợp lý. Cổ Ngọc lại tin tưởng Hạ Tưởng nói, hi hi cười, giơ tay xuống sờ. Nếu không, chúng ta thử một lần nữa. Hạ Tưởng gieo gió gặt bão, đành phải đem hết toàn lực tiếp tục xây dựng công trạng. Đến khi Hạ Tưởng bị Cổ Ngọc ép cho mệt nhoài, Cổ Ngọc mới cảm thấy mỹ mãn mà mặc quần áo, quay đầu lại nhìn Hạ Tưởng đang trần truồng liếc mắt một cái, vui vẻ mà cười. Đàn ông thực xấu, bình thường thấy anh mặc quần áo thì rất nghiêm chỉnh, cởi hết ra đúng là khó coi. Ai cởi cũng khó coi, Hạ Tưởng không nói gì, so với một vài người ngồi không mà hưởng, dáng người của hắn cũng coi như khỏe đẹp. Tuy nhiên hắn luôn cảm giác như bị Cổ Ngọc bài bố, muốn đánh trả vài câu, may mắn Cổ Ngọc lại nghĩ tới cái gì, không có tiếp tục trêu, mà hỏi. Anh tìm em là muốn nhờ vật gì vậy? Hạ Tưởng vỗ đầu. Đương nhiên là có chính sự rồi, em nghĩ anh đến là mượn em à? Ánh mắt Hạ Tưởng dừng lại trên một miếng ngọc trong phòng của Cổ Ngọc. Lấy tay cầm lấy chiếc vòng ngọc trên bàn lại nhìn, rồi hỏi. Em có thước chặn giấy tốt nhất chứ? Tốt nhất là loại chạm trổ nổi tiếng và quý giá lại tốt, anh muốn tặng một nhân vật trọng yếu. Thước chặn giấy, đúng là có, tuy nhiên giá chỉ có mấy chục ngàn, cũng có cái mấy trăm ngàn, trong tay em không có cái quá tốt, chỉ có một loại ngọc hòa điền, phỏng chừng giá trị trên dưới 30 ngàn, có phải hơi kém một chút không? Muốn hơn thì phải đến thủ đô lấy. Cổ Ngọc đối với Hạ Tưởng tuyệt đối không thể chê, không có một chút giấu giếm, ngay cả thứ cô chân quý giữ gìn 20 năm đều hiến cho Hạ Tưởng, còn có thể keo kiệt một miếng ngọc sao. Trên dưới 30 ngàn, không cao không thấp, rất hợp lý. Nếu quá rẻ sẽ không phù hợp thân phận của Hồ Tăng Chu, quá quý trọng, sẽ dễ bị nghi là hối lộ. Hạ Tưởng chỉ muốn tạo một niềm vui, giữ lại cho Hồ Tăng Chu một sự nhớ, chứ không thật muốn tặng quà cho gã. Được rồi. Cũng không cần quý giá quá. Hạ Tưởng duỗi tay ra. Lấy cho anh nhanh, tiền anh gửi em sau. Cổ Ngọc từ ngăn tủ trên đầu rút ra một cái thước chặn giấy cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cầm lấy, thấy thước chặn giấy trắng nõn, nắm trong tay, vô cùng nhẵn bóng, linh tính hợp lòng người, quả thật có cảm giác tay chạm vào nhẵn bóng như ngọc. Cho dù là người không biết xem ngọc như hắn, liếc qua cũng có thể kết luận là một miếng mỹ ngọc tốt nhất. Em không cần tiền, em muốn người cơ. Cổ Ngọc nhìn Hạ Tưởng một cái, hi hi cười. Tiền dễ trả, khoản nợ ân tình khó trả. Em muốn để anh nợ ân tình. Hạ Tưởng thưởng thức cái thước chặn giấy, cười hỏi. Nợ ân tình thì trả như thế nào đây? Nợ ân tình, trả thịt. Cổ Ngọc cắn nửa đầu lưỡi, mắt nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, cười xấu xa. Hạ Tưởng liền chịu thua. Từ trong nhà Cổ Ngọc đi ra, trở về nhà mình, đã là hơn 9 giờ tối.
Tào Thù Lê và con trai đã ngủ say, Hạ Tưởng không buồn ngủ, một mình ở thư phòng nhìn chằm chằm cái thước chặn giấy trong chốc lát mà thất thần, đắn đo suy nghĩ một lúc, vẫn là điện thoại trước cho Trần Phong. Bí thư Trần, nếu quấy rầy chú nghỉ ngơi, chú đừng trách cháu, là cháu muốn nói trước với chú, ngày mai sinh nhật chủ tịch thành phố Hồ, cháu muốn đi chúc thọ ông ấy. Trần Phong hiển nhiên chưa ngủ, tiếng nói rất tỉnh táo. Ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Đi thì phải đi rồi, chú đều tán thành. Tăng Chu đối nhân xử thế có chỗ đáng học tập, sẽ không trở thành kẻ thù của cháu. Giữa cháu và ông ta đều có cơ sở hợp tác, cũng có triển vọng hợp tác. Chú cũng không phải là người cổ hủ, cháu cũng không cần phải nghĩ nhiều. Trần Phong chẳng lẽ có lúc nghiêm túc như vậy, Hạ Tưởng chỉ biết Trần Phong là muốn nói cho hắn biết, không cần lo lắng ông sẽ đa tâm. Hạ Tưởng cũng biết rõ với trí tuệ chính trị của Trần Phong, tự nhiên hiểu chuyện chính trị, từ trước cho tới bây giờ đều là ích lợi vĩnh viễn, trước khác nay khác, hơn nữa quan như nước chảy bền vững nơi cửa sông, xem xét thời thế mới là gốc rễ của làm quan. Trần Công dường như sắp tốt nghiệp. Hạ Tưởng chuyển hướng đề tài, nói lên một câu. Chú vẫn muốn cho Trần Công đi theo bên cạnh cháu, không phải hiện tại thay đổi chủ ý chứ. Trần Phong biết ý tứ của Hạ Tưởng là nói, giữa hắn và ông có giao tình hai người như một, cho dù hắn và Hồ Tăng Chu đến gần, cũng là xuất phát từ ích lợi, nói theo mức độ xa gần, thì Hạ Tưởng và ông vẫn gần nhất, liền hiểu ý mà mỉm cười. Làm sao vậy, muốn nhàn hạ, không nghĩ giúp ta quản Trần Công. Trần Công sang năm tốt nghiệp, ngay khi tốt nghiệp, chú sẽ bảo nó đi theo bên cạnh cháu muốn chạy cũng chạy không được đâu. Còn nói cười thêm vài câu, mới tắt điện thoại, Hạ Tưởng trong lòng hiểu rõ một chút, việc hắn đến chúc thọ Hồ Tăng Chu, trong lòng Trần Phong không khúc mắc gì. Buổi tối gần 10 giờ, Hạ Tưởng hơi chần chừ, lại gọi thêm một cuộc điện thoại. Chuông vang lên 3 tiếng, không ai nghe máy. Hạ Tưởng cho rằng chủ nhân điện thoại đã ngủ rồi, chuẩn bị tắt máy thì điện thoại lại có người bắt. Bên trong truyền đến tiếng nói có chút không nén được của một người. Ai vậy? Chào Chủ tịch thành phố Hồ, tôi là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sở dĩ vào đêm khuya gọi điện thoại cho Hồ Tăng Chu, cũng có ý ném đá dò đường. Trang Thanh Vân trước khi sự việc xảy ra đã đưa ra thiện ý, nhưng hắn cần phải biết thái độ của Hồ Tăng Chu. Nguyên tắc của Hạ Tưởng là, hai bên muốn hợp tác tốt, nếu hắn nhiệt tình, Hồ Tăng Chu thì chỉ ôn hòa, hắn sẽ không cần phải đến gần làm gì. Hồ Tăng Chu dường như đã ngủ rồi, trầm mặc một lát, tỉnh táo và truyền đến giọng nói chứa niềm vui bất ngờ. Hóa ra là Hạ Tưởng, tôi nói ai gần nửa đêm còn gọi điện, chứ cậu có lá gan lớn dám đêm khuya gọi điện làm phiền tôi ra, bình thường đúng là không có người khác. Hồ Tăng Chu dường như đã ngủ rồi, trầm mặc một lát, tỉnh táo và truyền đến giọng nói chứa niềm vui bất ngờ. Hóa ra là Hạ Tưởng, tôi nói ai gần nửa đêm còn gọi điện. Chứ cậu có lá gan lớn dám đêm khuya gọi điện làm phiền tôi ra, bình thường đúng là không có người khác. Hạ Tưởng liền vội ha hả cười. Quấy rầy chủ tịch thành phố Hồ nghỉ ngơi, thật là ngại quá, tôi cũng đột nhiên nhớ tới một công việc muốn hướng ông báo cáo một chút, không báo cáo thì ngủ không được, hy vọng chủ tịch thành phố Hồ đừng trách tôi làm việc quá nhiệt tình. Ý của Hạ Tưởng cũng không phải là làm việc quá nhiệt tình, mà là tâm trạng báo cáo công tác đã quá bức thiết. Hồ Tăng Chu vừa nghe liền hiểu rõ, cười đến càng vui vẻ. Có bí thư quận ủy cố gắng công tác như vậy, là phúc khí của chủ tịch thành phố như tôi. Giống như sự cần cù trung thực của cậu, tôi không ngủ được cũng không sao. Hạ Tưởng làm gì có việc gì phải báo cáo, nhưng mồm đã nói ra, liền tùy tiện nhắc tới chuyện của tập đoàn Tứ Ngưu, hướng Hồ Tăng Chu nói tóm tắt vài câu. Hồ Tăng Chu cũng là theo thường lệ cổ vũ hai câu, không có phát biểu ý kiến mang tính thực chất nào. Gọi điện thoại mấy phút đồng hồ, Hạ Tưởng cuối cùng mới tung ra vấn đề mấu chốt. Ngày mai tôi đến chúc mừng đại thọ chủ tịch thành phố Hồ, không biết có phiền phức cho lãnh đạo hay không. Cũng không phải đại thọ gì, chính là ngày sinh âm lịch thôi, vài bằng hữu gặp nhau. Hồ Tăng Chu cười nói. Cũng không có tổ chức tiệc lớn, chỉ ở nhà cho thoải mái, cậu muốn đến thì cứ tay không mà đến, nếu tặng quà thì đừng đến đây, tôi nói trước rồi đấy, tiểu Hạ. Cậu dám tặng tôi lễ vật quý trọng, tôi dám đuổi cậu ra khỏi cửa. Vừa rồi Hạ Tưởng tôn trọng xưng một câu, lãnh đạo, Hồ Tăng Chu lập tức thân thiết mà gọi hắn là, tiểu Hạ, giữa hai người khoảng cách nhanh chóng tiếp cận, nhân vật chính trị, quả thật đều theo chủ nghĩa hiện thực. Bởi vì Trần Phong vừa đi, Hồ Tăng Chu và Hạ Tưởng không còn ngăn cách, hai người cùng có ích lợi lớn với nhau, tất nhiên sẽ một lần nữa dắt tay cùng tiến.
nhất là gặp phải cục diện Phó Tiên Phong có khả năng đảm nhiệm chủ tịch thành phố. Chương 694, tiêu điểm. Hạ Tưởng ngầm hiểu mà mỉm cười. Lãnh đạo là con người tao nhã, tôi khẳng định sẽ không tặng quà tục. Nhưng quà tặng nho nhỏ không thành lòng kính trọng, tôi chỉ phụ trách đưa, đưa hay không là thái độ của tôi, lãnh đạo nhận hay không là việc của lãnh đạo. Cậu thật là... Hồ Tăng Chu cười ha ha, tiếng cười trong đêm yên tĩnh, rất vang dội, truyền lại tin tức vui mừng và chờ mong. Hạ Tưởng buông điện thoại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ban đêm tối như mực, xa xa vẫn có không ít đèn nhà khác sáng, hiển nhiên còn có người chưa đi vào giấc ngủ. Thành phố yến vào đêm đêm, giống như một con thú lớn đang ngủ say, cũng không ai biết trong đêm tối, sẽ phát sinh bao nhiêu thăng trầm, nhân thế biến ảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.